Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 406, Thái Cực Môn đệ nhất cao thủ. A Di Đà Phật, một tiếng niệm Phật, đánh gãy Tiêu Phàm cùng Đàm Hiên trò chuyện. Một tên thân mang màu xám tăng bào, tuổi chừng tại 60 tuổi trên dưới lão hòa thượng, chậm rãi đi tiến vào tăng xá. Nhìn thấy vị lão tăng này, Tiêu Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả vội vàng đứng dậy, cúi đầu thi cái lễ, nói: "Linh Vân đại sư, biệt lai vô dạng." Linh Vân đại sư chắp tay trước ngực cúi đầu đáp lễ, lại gặp Tiêu chân nhân, không thắng niềm vui. Đàm Hiên kinh ngạc nói: "Các ngươi trước kia liền nhận biết?" Trần Dương cũng mở to hai mắt nhìn, người này luôn luôn thần bí như vậy, giống như vô luận người nào, hắn đều sẽ nhận biết như. Linh Vân đại sư mỉm cười nói: "7-8 năm đi, kia là tại phương Nam, cùng Tiêu chân nhân từng có gặp mặt một lần. Lệnh sư chỉ thủy tổ sư lúc ấy liền từng nói qua, Tiêu chân nhân cùng lão nạp hữu duyên, sẽ còn gặp lại." Bây giờ quả nhiên, chỉ thủy tổ sư không hổ là một đời tông sư, thuật pháp cao thâm, bói toán như thần, lão nạp bội phục. Có loại sự tình này, Tiêu Phàm cười cười, nói: "Lúc ấy ta theo sư phụ cùng một chỗ dạo chơi, may mắn được chứng kiến Linh Vân đại sư, thưởng thức qua đại sư tự mình xào nấu thức ăn chay, cho tới nay dư vị vô tận." Đàm Hiên cười nói: "Ta còn muốn trước giữ lại một tay đâu, không nghĩ tới ngươi đã sớm hưởng qua Linh Vân tố trai tư vị. Hôm nay chuyên mời Tiêu Phàm ăn cơm, nguyên bản có tạ ơn chi ý, mời Linh Vân đại sư tự mình xuống bếp, cái này đãi khách chi ý có thể nói rất thành." Tiêu Phàm nói: "Đại sư tự mình xào nấu thức ăn chay, vốn là thiên hạ tuyệt vị, mỗi ăn một lần, đều có không giống nhau cảm ngộ. Lấy Tiêu chân nhân chi năng, ăn thức ăn chay thế mà lên cao đến cảm ngộ cao độ, có thể thấy được Linh Vân đại sư nấu nướng thủ đoạn ra sao cùng cao minh, xào nấu thức ăn chay ra sao cùng mỹ vị. Chỉ là, đại sư không tại phương Nam ấm áp chi địa thanh tu, làm sao lại rời chỗ ở đến cái này mây không biệt viện đến?" Linh Vân đại sư cười nói: "Nơi này vốn là mây hoàng chùa biệt viện." Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai là dạng này, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Bất quá lần này, ta còn thực sự là đáp ứng lời mời mà tới. Tiểu sư muội nói có một vị quý khách vinh dự đón tiếp, muốn ta xuống bếp xử lý một phen. Không nghĩ tới nàng muốn chiêu đãi là Tiêu chân nhân. Linh Vân đại sư lại mỉm cười giải thích một câu: "Tiểu sư muội." Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Đàm Hiên cùng Linh Vân đại sư là sư huynh muội. Đàm Hiên lạnh nhạt nói: "Ta bản môn là Thái Cực truyền thừa, Linh Vân sư huynh là chúng ta Thái Cực môn đệ nhất cao thủ." Đàm Hiên là chỉ thủy tổ sư ký danh đệ tử, mang nghệ tìm thầy. Mảnh bàn về đến, Đàm Hiên hẳn là tính là Thái Cực môn truyền nhân, nàng tại Vô Cực môn là không xếp vào gia phả. Dựa theo Vô Cực môn gia phả, Tiêu Phàm mới là chỉ thủy tổ sư thứ ngũ đệ tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá tại Tiêu Phàm thế hệ này, hắn muốn xưng hô Đàm Hiên vì tứ sư tỷ, đem mình liệt vào chỉ thủy tổ sư vị thứ 6 đệ tử, cũng không thành vấn đề. Linh Vân đại sư lại là chắp tay trước ngực thở dài, khiêm tốn nói: "Đệ nhất cao thủ không dám nhận. Võ thuật chi đạo, bất quá là cường thân kiện thể mà thôi. Tiểu sư muội dung hợp Vô Cực Thái Cực hai nhà chi trưởng, sửa cũ thành mới, thân thủ mạnh, sớm đã vượt qua sư huynh gấp trăm lần." Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Đại sư cũng không cần khiêm tốn. Chúng ta Vô Cực truyền thừa rất nhiều pháp môn tu luyện, đều tham khảo qua Quý môn truyền thừa. Hoa Hạ võ thuật, vốn là một nhà, đại đạo chi cực, vạn pháp tương thông. Linh Vân đại sư là võ thuật cao thủ, điểm này, hắn là đã sớm biết. 7-8 năm trước, cùng chỉ thủy tổ sư cùng một chỗ dạo chơi, tại phương Nam Mây Hoàng Chùa tiếp Linh Vân đại sư, Tiêu Phàm liền đã nhìn ra. Mặc dù lúc ấy Tiêu Phàm hạo nhiên chính khí chưa đại thành, nhưng tướng nhân ánh mắt, lại tinh chuẩn dị thường. Trần Dương rất cẩn thận nghe, cố gắng nghĩ phải hiểu rõ trong lúc này quan hệ phức tạp. Chỉ là nàng không biết đầu không biết đuôi, ngang như vậy cắm một gậy tiến đến, nhất thời bán hội lại chỗ nào có thể đem những quan hệ này hoàn toàn ly thanh rồi. Tiêu chân nhân lại mời rộng ngồi, đợi ta trước xuống bếp. Lại trò chuyện vài câu, Linh Vân đại sư hướng Tiêu Phàm chắp tay trước ngực thi lễ, tay áo bồng bềnh, thản nhiên mà đi. Lão tăng này dáng người thon gầy, lại trung khí dồi dào, qua tuổi lục tuần, trên mặt không có chút nào nếp nhăn, bảo quang trầm tĩnh, Thái Cực môn đệ nhất cao thủ chi danh, tất nhiên không giả. Đoán chừng chỉ thủy tổ sư cùng Thái Cực môn sư môn trưởng bối giao tình thâm hậu, cái này mới phá lệ đem Đàm Hiên thu vì ký danh đệ tử. Mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mắt thấy lão hòa thượng nhẹ lướt đi, Trần Dương rốt cục nhịn không được, vội vàng hỏi. Đàm Hiên liếc nàng một cái, từ tốn nói, chuyện gì xảy ra, người không đều đã thấy rồi sao? Không phải,
ngươi cho rằng người ta sẽ không hiểu thấu Thanh Hạo Nhiên chính khí truyền cho ngươi. Trần Dương là Đàm Hiên nữ nhi, cũng coi như phải là Vô Cực Môn đệ tử, nếu không, Tiêu Phàm coi như lại rộng rãi, cũng không có khả năng đem Vô Cực Môn trấn giáo thần công truyền thụ cho một ngoại nhân. Đương nhiên, Trần Dương bản thân phi thường thích hợp tu luyện Hạo Nhiên chính khí, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Đàm Hiên mình, chỉ thủy tổ sư truyền thụ cho nàng chính là một loại nội công khác tâm pháp, cùng Hạo Nhiên chính khí có nhất định nguồn gốc, nhưng mảnh bàn về đến, tự nhiên không là một chuyện. Chỉ thủy tổ sư uyên bác vô so, Tiêu Phàm sư huynh đệ mấy người, tu luyện nội công tâm pháp đều các có sự khác biệt. Bất quá chỉ thủy tổ sư tự mình tu luyện nhất là tinh thâm nội công tâm pháp, chính là Hạo Nhiên chính khí. Tại Vô Cực Môn, ai tu luyện cái gì ý tưởng, liền phụ chi lấy loại nào nội công tâm pháp, đây là quy củ cũ. Đương nhiên, nếu như thời gian tinh lực dư giả, những công pháp khác, đều có thể kiêm tu, môn quy cũng không cấm. Thậm chí các sư phụ đều cổ vũ môn hạ đệ tử kiêm tu bên cạnh thông. Vô cực truyền thừa, quá mức bác đại tinh thâm, đơn tu một loại ý tưởng tâm pháp, cố nhiên có thể đã tốt muốn tốt hơn, nhưng cũng ngăn chặn hướng những phương hướng khác phát triển con đường. Tựa như rất nhiều hiện đại khoa học đồng dạng, đem khoa mục nhiều lần mảnh phân, tại nhân thủ tài chính đều đầy đủ tình huống dưới. Tự nhiên có thể làm được mỗi một cái khoa mục đều tinh nghiên đến cùng. Nhưng mà tình huống hiện thật lại là, lôi cuốn khoa mục vô số người chen vỡ đầu, chạy theo như vịt, ít lưu ý khoa mục lại không người hỏi thăm, dần dần liền mất đi truyền thừa. Vô cực môn không có khả năng hào không hạn chế thu đồ truyền nghề, cho nên mỗi thu một cái đồ đệ đều là thiên phú kiệt xuất chi sĩ, nghệ có sở trường đồng thời, cũng kiêm tu cái khác ý tưởng cùng nội công tâm pháp. Vì như thế, mới có thể bảo chứng Vô Cực Môn truyền thừa không đến mức bởi vì một lần ngoài ý muốn liền hoàn toàn gián đoạn. Chỉ cần còn có một tên đệ tử may mắn còn sống sót, không trẻ mang pháp cùng nội công tâm pháp đều có thể bảo tồn lại. Mỗi tên đệ tử chỉ tu một loại công pháp, một khi tên đệ tử này ngoài ý muốn nổi lên, liền mang ý nghĩa loại công pháp này có khả năng thất truyền, dần ra, cả môn phái truyền thừa liền trở nên rất không hoàn chỉnh, thậm chí dần dần tiêu vong. Hoa Hạ văn minh rất nhiều truyền thừa cũng bởi vì dạng này nguyên nhân biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ta không muốn luyện công phu này, Trần Dương lại hờn dỗi nói. Hạo Nhiên chính khí bởi vì là Tiêu Phàm truyền thụ cho nên lúc ban đầu nàng luyện được hứng thú dạt dào, 10 điểm cố gắng, tổng là muốn thu hoạch được Tiêu Phàm khẳng định. Hiện tại công phu này lại có khả năng tại nàng cùng Tiêu Phàm ở giữa tạo thành chướng ngại, tình huống kia tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Đàm Hiên nhíu mày nói, người đứa nhỏ này. Như vậy mặc cho họ đâu? Ngươi cho rằng Hạo Nhiên chính khí là ai nghĩ luyện thành có thể luyện a? Sư huynh đệ nhiều người như vậy, chỉ có Tiêu Phàm đạt được chỉ thủy tổ sư truyền thừa y bát chính là chứng cứ rõ ràng. Trần Dương mân mê miệng tới. Tiêu Phàm cười cười, nói tố tố, thời đại khác biệt, truyền thừa môn phái rất nhiều quy tắc cũng đều đang thay đổi, cùng thời đại tướng thích ứng. Đã ngươi là nhân tuyển thích hợp, vậy ngươi liền an tâm luyện tiếp đi, không sao. Thật, Trần Dương lập tức hai mắt sáng lên, Tiêu Phàm gật đầu cười, Đàm Hiên cũng không có sinh khí, chỉ là lắc đầu, nói Tiêu trưởng phòng, ngươi làm như vậy có chút làm hư quy củ a, năm đó sư phụ nhưng không có cầu ta luyện công. Mẹ, mọi người đều nói, thời đại khác biệt nha. Trần Dương hướng lão mụ làm cái mặt quỷ, lập tức trở nên lòng tràn đầy vui vẻ. Đàm Hiên không khỏi nhoẻn miệng cười, kể từ đó, cái này tăng xá bên trong loại kia không khí ngột ngạt. Rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Đàm Hiên lại đổi giọng gọi Tiêu trưởng phòng, không cũng rất nói rõ vấn đề rồi sao? Tiêu trưởng phòng, nghe nói Tiêu lão gia tử khoảng thời gian này, thân thể có chút không lớn dễ chịu, tại tổng bệnh viện nằm viện quan sát. Nói chuyện đến vấn đề này, Tiêu Phàm thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên, khẽ vuốt cằm, nói, tình huống xác thực không phải quá tốt. Tổng bệnh viện bên kia, đã dưới bệnh tình nguy kịch giấy thông báo. Nghiêm trọng như vậy, Đàm Hiên lấy làm kinh hãi. Thân vì quốc gia các bộ và ủy ban trung ương tại chức ty trưởng, Đàm Hiên đương nhiên rất rõ ràng, Tiêu lão gia tử một khi ngoài ý muốn nổi lên, sẽ nhấc lên gì cùng to lớn chính trị gợn sóng. Lão Tiêu nhà thậm chí toàn bộ Tiêu hệ đều sẽ lập tức liền cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Không có biện pháp khác có thể nghĩ rồi sao? Đàm Hiên thần sắc cũng biến thành 10 điểm ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Có, Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Ta đã cùng nhị sư huynh thương lượng qua, Tiêu Phàm lập tức đơn giản đem mình cùng nhị sư huynh Văn Thiên kế hoạch nói rõ một chút, Trần Dương là nghe được mơ mơ màng màng, cái gì nghịch thiên cải mệnh, cái gì thiên lang tử vi, nàng thật không hiểu, chỉ là nhìn thấy mẫu thân song mi càng nhào càng chặt, cũng biết việc này sợ không đơn giản. Nhị sư huynh là nghĩ một trận chiến định càn khôn, trầm ngâm một lúc, Đàm Hiên hỏi,
là có ý nghĩ này. Người ta bức tại cái mũi của chúng ta dưới đáy, quá bị động. Nhất định phải thành cái u ác tính này cắt bỏ rơi. Không phải, từ đầu đến cuối đều là cái mối họa lớn. Chỉ có ngàn nói làm tặc, không có trước nói phòng trộm đạo lý. Đàm Hiên lại trầm ngâm, duỗi ra thon dài trắng noãn ngón tay, nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trần Dương thấy bộ dáng như vậy, cũng đi theo khẩn trương lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn ngay tại làm một cái 10 điểm quyết định trọng đại, quyết định này, ngay cả Tiêu Phàm cùng lão mụ đều như vậy thận trọng việc, không biết đem muốn đối phó chính là gì cùng nhân vật lợi hại. Xác định bọn hắn sẽ trúng kế a? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không thể xác định, nhưng là liền coi như bọn họ không trúng kế, đối với chúng ta đến nói, cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như bọn hắn dốc hết toàn lực, lực lượng của chúng ta phải chăng đầy đủ? Đàm Hiên đã bắt đầu từ kỹ thuật phương diện cân nhắc vấn đề. Không đủ, Tiêu Phàm cũng rất thành khẩn đáp, cho nên ta nghĩ mời sư tỷ xuất mã, có sư huynh đệ chúng ta ba người đồng loạt ra tay, chắc hẳn lực lượng hẳn là đầy đủ. Đương nhiên, nếu như có thể mời được Linh Vân Đại Sư, vậy thì càng tốt. Việc quan hệ vô cực môn, Tiêu Phàm lại đổi lại sư tỷ xưng hô. Đàm Hiên song mi nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Linh Vân sư huynh là người trong Phật môn, chỉ sợ sẽ không tham gia loại tranh đấu này. Tiêu Phàm thành khẩn nói, không muốn hắn tham gia, chỉ cần hắn tọa chấn, đối những cái kia hạng giá áo túi cơm, chính là một cái tuyệt đại chân nhiếp. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể thử một lần, nhìn xem có thể không thể nói động đến hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng thở phào một cái. Chương 407, Dung Thiên Tổ Sư nghi hoặc. Vô cực môn bên này khua chiêng gõ trống đang tiến hành tương ứng công tác chuẩn bị, Tây Ly giáo bên kia thế nhưng không có nhàn rỗi. Tây Sơn biệt thự trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng túc sát, cả ngôi biệt thự nhìn qua không có cái gì phòng bị, nhưng hơi vừa tiếp cận, kia cỗ khiến người không rét mà run khủng bố sát khí liền đập vào mặt, người bình thường căn bản cũng không dám áp sát quá gần. Trong phòng khách, mấy vị người áo bào trắng đoan chính mà ngồi, mặt hướng chủ vị một vị lão nhân, thần sắc kính cẩn thành kính. Chủ vị vị lão nhân này, cũng là một bộ bạch bào, tuyết trắng tóc cùng dưới hàm râu bạc trắng đều có chút quăn xoắn, hốc mắt hãm sâu, dị tộc nhân đặc thù hết sức rõ ràng. Chính là Tây Ly giáo đương đại trưởng giáo, một đời vu vương Dung Thiên Tổ Sư. Dung Thiên đã chính thức khải quan mà ra, sắc mặt hồng nhuận, làn da chặt chẽ. Nếu như không nhìn hắn tuyết trắng tóc cùng sợi râu, vẻn vẹn nhìn làn da sắc mặt lời nói, thậm chí sẽ để cho người cảm thấy hắn vẫn chưa tới tuổi lục tuần. Sư phụ, Tiêu Nhưng Đức xác thực bệnh nặng nằm viện, mà lại bệnh tình chuyển biến xấu tốc độ thật nhanh. Căn cứ Tổng Bệnh viện nội bộ tin tức truyền đến, nhưng có thể kiên trì không được bao lâu nha. Ngồi tại Dung Thiên Tổ Sư tay trái vị thứ nhất Tây Ly giáo đại đệ tử, Thương Thiên Đại Tư Tế Sabia cao giọng nói, ngữ khí 10 điểm vui vẻ. Dung Thiên Tổ Sư ánh mắt liền rơi vào bên phải vị trí thứ nhất tam đệ tử Thanh Thiên Đại Tư Tế trên mặt, Thanh Thiên Đại Tư Tế chính là Dung Thiên Tổ Sư duy nhất hán nhân đệ tử, thấy sư phụ ánh mắt quét tới, bận bịu tức nhẹ gật đầu, đối đại sư huynh Sabia lời nói biểu thị khẳng định. Tin tức này vốn chính là thông qua hắn con đường đến tiến hành xác nhận. Tiêu Nhưng Đức nếu như ở thời điểm này chết bệnh, đối với Tiêu gia cùng Tiêu gia lui tới mật thiết thế lực chính trị, là một cái đả kích chí mạng. Cái này thời gian một năm đến, Tiêu Nhưng Đức 10 điểm sinh động, Tiêu gia tại ủng hộ của hắn dưới bốn phía khuếch trương thế lực, đắc tội không ít đã phải tập đoàn lợi ích. Bởi vì e ngại Tiêu Nhưng Đức uy vọng, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Nhưng là, ngắn ngủi thời gian một năm, Tiêu gia ăn vào miệng bên trong thịt đã quá nhiều, căn bản là không kịp tiêu hóa. Nếu như Tiêu Nhưng Đức có thể sống lâu 2-3 năm, những này ăn vào miệng bên trong thịt ngược lại là đều có thể tiêu hóa hết. Hiện tại nha, coi như khó nói. Để Tiêu gia đem những này thịt lại ngoan ngoãn phun ra, kia là không thể nào. Nhưng bọn hắn không phun ra, thế lực khác liền muốn buộc bọn họ ra bên ngoài nôn. Cái này chính là một trận kịch liệt vô so chính trị đấu tranh. Không có Tiêu Nhưng Đức tọa trấn Tiêu gia, thất bại khả năng họ rất cao. Sabia tiếp tục nói, ngữ điệu rất nhanh. Mấy vị khác người áo bào trắng nhao nhao gật đầu, tựa hồ đối với Sabia phân tích 10 điểm tán thành. Tây Ly giáo tại Tây Á địa khu, là một cùng một đại giáo phái, đối với chính trị đánh cờ, không có chút nào lạ lẫm. Tây Á có không ít quốc gia, cho tới nay vẫn là chính giáo hợp một thống trị cơ cấu. Nhiều năm trước tới nay, Tây Ly giáo tai to mặt lớn, vẫn luôn là tốt mấy cái quốc gia người đương quyền chỗ ngồi khách quý. Về phần Dung Thiên Tổ Sư bản nhân, tức thì bị Tây Á không ít tông giáo nhân sĩ phụng làm lãnh tụ tinh thần, địa vị siêu nhiên, thậm chí nhất quốc chi quân tại Dung Thiên Tổ Sư trước mặt đều tất cung tất kính chấp vãn bối lễ tiết.
làm Tây Ly giáo xử lý nói chuyện thường vụ đại đệ tử, Sabia tại trong chính trị ngộ tính khá cao. Đông Tây phương chính trị đánh cờ, chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt, đại cục luôn luôn tương thông. Đơn giản chính là trao đổi ích lợi, thỏa hiệp cùng cân bằng. Tiêu Phàm có động tác gì? Dung Thiên Tổ Sư chậm rãi hỏi. Tiêu Phàm cách đối phó, mới là Dung Thiên Tổ Sư chú ý trọng điểm. Về phần tương quan chính trị giao dịch, tự có những người khác đi hoàn thành. Dung Thiên Tổ Sư đã sớm không để ý tới những này tục vụ. Lần này, Sabia lại không vội mà trả lời, nhìn ngồi tại mình chính đối diện Hán Nhân Sư Đệ một chút. Hán Nhân Sư Đệ nhẹ gật đầu, hướng về Dung Thiên Tổ Sư có chút cúi đầu, nói, sư phụ, căn cứ chúng ta đạt được tin tức nhìn, Tiêu Phàm tựa hồ cũng không cam lòng. Thấy Tam Sư Huynh dừng lại một chút, ngồi tại Sabia dưới tay Tứ Sư Đệ A34 nhìn không được mở miệng hỏi, Tam Sư Huynh, Tiêu Phàm không cam tâm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp lần nữa để tiêu nhưng đức khởi tử hồi sinh? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hán Nhân đệ tử trên mặt. Năm ngoái Tiêu Phàm vì cho tiêu nhưng đức nghịch thiên cải mệnh cùng Dung Thiên Tổ Sư so chiêu, đã thân chịu trọng thương. Chẳng lẽ cùng là một người, còn có thể nghịch thiên cải mệnh hai lần? Đang ngồi đám người, không có chỗ nào mà không phải là thuật pháp cao thủ, nhưng chuyện như vậy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tam Sư Huynh thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Vẫn như cũ mặt hướng Dung Thiên Tổ Sư, nói có phải là còn có thể lần nữa để tiêu nhưng đức khởi tử hồi sinh, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là khoảng thời gian này, Tiêu Phàm quả thật tại làm lấy tương ứng bố trí. Thứ nhất, Văn Thiên đã từ nguyên lai ở lại nhà cấp 4 dọn đi, có thể xác định chính là, hắn không hề rời đi kinh thành, hẳn là dọn đi một cái ẩn nấp địa phương, nếu như không là chuẩn bị cái gì đại động tác lời nói, Văn Thiên không cần thiết dọn nhà. Thứ hai, Tiêu Phàm ngay tại thông qua các loại con đường thu thập một chút phi thường hiếm thấy dược liệu. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn chỉ ít cùng 5 tên trở lên đại dược tài thương gặp mặt qua, làm thành 7 bút trở lên giao dịch. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta tự mình đi tiêu nhưng đức nằm viện phòng bệnh từng điều tra, tại cái kia trong phòng bệnh, có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng pháp trận ba động chi lực. Ta đoán chừng, kia là một cái cùng loại với tiếp dẫn trận pháp trận, vì thuật sư cách làm thời điểm, thuận tiện tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Nếu như Tiêu Phàm không có tính toán gì lời nói, hoàn toàn không cần thiết tại tiêu nhưng đức trong phòng bệnh bố trí một cái dạng này tiếp dẫn pháp trận. Cho nên ta cho rằng, Tiêu Phàm cũng không cam lòng cứ như vậy nhìn xem tiêu nhưng đức chết đi, ngay tại làm cố gắng cuối cùng. Chẳng lẽ vô cực môn thật có biện pháp có thể làm cùng là một người hai lần cải mệnh? Ngồi tại Hán Nhân Sư Đệ dưới tay một tên người áo bào trắng kinh ngạc nói, thanh âm mềm mại, vậy mà là nữ nhân. Vị này cô gái áo bào trắng trên mặt che mặt. Chỉ lộ ra hai con mắt, con người xanh thẳm, thâm thúy như biển. Từ nữ tử này chỗ ngồi đến xem, nàng tại Tây Ly giáo địa vị cực cao, không dưới Sabia ba tư bọn người, cũng hẳn là Tây Ly giáo năm đại tế sư một trong, Dung Thiên Tổ Sư thân truyền đệ tử. Bởi vì văn hóa cùng truyền thống nguyên nhân, Tây Á địa khu từ xưa đến nay đều là tôn kính lấy nam tôn nữ ti tập tục, nữ nhân trên cơ bản đều là phụ thuộc vào nam nhân, không có mình độc lực nhân cách cùng tự chủ hành động quyền lực. Quyền lực trường hợp rất ít gặp đến nữ tính. Vị nữ tử này có thể trở thành Dung Thiên Tổ Sư thân truyền đệ tử, đứng hàng năm đại tế sư, đủ thấy thiên phú cực cao, nếu không phải như thế, Dung Thiên Tổ Sư cũng sẽ không đánh vỡ truyền thống lệ cũ, thu một nữ nhân làm đồ đệ. Từ trước mắt cái này trạng thái đến xem, Tây Ly giáo năm đại tế sư, đã có 4 người đuổi tới châu Á, chỉ còn lại có một vị nhị sư đệ lưu tại Tây Ly giáo tổng đàn tọa chấn, trọng tâm đã chuyển qua Đông Phương. Làm ra quyết định như vậy, có thể thấy được Dung Thiên Tổ Sư tính toán người lớn. Dung Thiên Tổ Sư trầm ngâm không nói. Hiển nhiên, vấn đề như vậy liền xem như Dung Thiên Tổ Sư, đều cảm thấy có chút không dễ trả lời phục. Sư phụ, ta nhìn bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị mới được. Vạn nhất Tiêu Phàm thật nghĩ phải mạo hiểm lại làm một lần nghịch thiên cải mệnh, lần này hắn có những đồng môn khác tương trợ, tỷ lệ thành công hay là không nhỏ. Nhưng đối với chúng ta đến nói, đây cũng là cái cơ hội tốt. Sabia nói, A34 lập tức tiếp lời, nói, sư phụ, ta hoàn toàn tán thành đại sư huynh ý kiến. Tiêu Phàm đem đồng môn của hắn đều mời tới nơi này, khẳng định là muốn nhờ chúng nhân chi lực để hoàn thành lần này nghịch thiên cải mệnh. Đây đúng là trọng thương bọn hắn cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta chuẩn bị mạo xương phân, thời cơ lợi dụng phải vừa đúng, đừng bảo là trọng thương Tiêu Phàm, coi như tại chỗ đánh chết hắn, cũng rất có thể. Cơ hội như vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ. A34 tại Tây Ly giáo phụ trách vũ lực, các loại vũ trang hành động bình thường đều từ hắn đến chủ trì, cũng coi là cái chuyên gia quân sự.
Dung Thiên Tổ Sư ánh mắt rơi xuống hán nhân đệ tử trên mặt, ôn hòa hỏi, Đông Phương, ý của ngươi thế nào? Hán nhân đệ tử nghĩ nghĩ, nhẹ nói, sư phụ, ta cho rằng nhất định phải cẩn thận xử lý, không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn hẳn là lại tư vấn một chút ý kiến của những người khác. Dung Thiên Tổ Sư mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với Đông Phương thái độ rất hài lòng. Bóng đêm càng thâm, Tây Sơn biệt thự trong phòng khách hội nghị sớm đã tán đi, cả ngôi biệt thự đều yên tĩnh, lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ có trong hậu hoa viên đèn đường, còn tản ra hào quang nhỏ yếu, u ám, mông lung. Dung Thiên Tổ Sư một bộ bạch bào, chậm rãi tại hậu hoa viên trên bãi cỏ đi qua đi lại, song mi cau lại, tựa hồ có chuyện gì làm hắn 10 điểm lo lắng, hảo hảo khó mà ủy quyết. Hạ nói buổi chiều, một mảnh tiếng côn trùng kêu vang. Bầu không khí yên tĩnh mà tường hòa, bỗng nhiên ở giữa, côn trùng kêu vang im bặt mà dừng. Núp trong bóng tối tiểu côn trùng nhóm, tựa hồ nhận một loại nào đó cường đại tuyệt luân uy áp, lập tức liền câm như hến, không dám lên tiếng. Một đầu bóng người nhàn nhạt đạp lên mặt cỏ, chậm rãi hướng về Dung Thiên Tổ Sư đi tới, kinh người sát khí cùng uy áp, chính là từ trên người hắn phát ra tới. Chính là Diệp Cô Vũ. Diệp Cô Vũ không chậm không nhanh đi tới Dung Thiên Tổ Sư cách đó không xa, đứng vững thân thể, khẽ khom người, không rên một tiếng. Nói rõ, đêm khuya mời ngươi qua đây, là muốn cùng ngươi tâm sự. Nhìn qua Diệp Cô Vũ, Dung Thiên Tổ Sư mặt đỏ thắm bên trên lộ ra từng tia tiếu dung, rất khách khí nói. Vu Vương thỉnh giảng, Dung Thiên Tổ Sư nụ cười trên mặt dần dần ẩn liếm, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, ta muốn biết, Vô Cực Môn hoặc là Hoa Hạ cái khác thuật pháp lưu phái, có phải là có biện pháp cho cùng là một người hai lần nghịch thiên cải mệnh? Có thể, Diệp Cô Vũ không chút do dự đáp, ồ, Dung Thiên Tổ Sư song mi lập tức giơ lên, chỉ cần công lực đầy đủ, đừng bảo là hai lần, chính là vô số lần vì cùng là một người nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể. Vô Cực chín tướng thiên thiên nhân tướng luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể tướng thiên địa vạn vật, nhìn rõ tam thế luân hồi. Đây là tu trường sinh tướng cơ sở, như phải trường sinh, nghịch thiên cải mệnh bất quá là việc rất nhỏ thôi. Diệp Cô Vũ bình thản trong giọng nói, cũng lên một tia ba động, ánh mắt lóe lên một vòng cực kỳ nóng bỏng thần sắc. Tu pháp người, đến cảnh giới của hắn hôm nay, con đường trường sinh lực hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Thiên nhân tướng, Vô Cực Môn thiên nhân thiên không đã sớm di thất rồi sao? Tiêu Phàm chẳng lẽ đã tu luyện tới thiên nhân cảnh? Dung Thiên Tổ Sư lại là nửa tin nửa ngờ. Hắn có phải là tu luyện tới thiên nhân cảnh, ta không dám khẳng định. Nhưng là Vô Cực Môn lịch đại trưởng giáo tổ sư, đều có mình độc đáo chi bí. Có lẽ, Tiêu Phàm đã tìm được không cần tu luyện tới thiên nhân cảnh, cũng có thể làm người lần nữa nghịch thiên cải mệnh biện pháp, cũng chưa biết chừng. Diệp Cô Vũ nói, ngữ khí cùng ánh mắt đều đã trong nháy mắt liền trở về lạnh nhạt. Dung Thiên Tổ Sư nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Chương 408, cùng một chỗ sống, cùng chết. Nhất quán an tĩnh chỉ thủy xem bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Văn Nhị Thái gia xuất lĩnh môn nhân đệ tử, một mạch rời chỗ ở vào. Đương nhiên, có thể vào ở chỉ thủy xem, chỉ có thể là Văn Nhị Thái gia bản nhân cùng 6 vị đệ tử đích truyền, cái khác lại truyền đệ tử cùng tùy tùng tùy tùng. Nhân số quá nhiều, nếu như đều ở tiến vào chỉ thủy xem, trên thực tế cũng khả năng không lớn. Văn Tư Viễn an bài trong đó một bộ phân thông minh tháo vát, thuê lại tại phụ cận nông gia, phụ trách chỉ thủy xem bên ngoài cảnh giới. Sau đó muốn tiến hành chính là một trận đại quyết chiến, điểm này, Văn Nhị Thái gia cũng không có đối Văn Tư Viễn giấu giếm. Cái khác 5 vị sư đệ, đều chỉ có thể coi là Văn Nhị Thái gia người đồ đệ, duy chỉ có hắn Văn Tư Viễn chính là đường đường chính chính Vô Cực Môn truyền nhân. Văn Tư Viễn tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, có lẽ chưa đạt đến tại cảnh giới cực kỳ cao minh, tu vi nhưng cũng không tính quá nhỏ bé. Thời khắc mấu chốt, có lẽ liền có thể phát huy 10 điểm trọng yếu tác dụng. Mà lại Văn Tư Viễn võ nghệ cao cường, giang hồ tranh đấu kinh nghiệm phong phú, từ hắn cùng Tân Lâm cùng đi chuẩn bị toàn bộ chỉ thủy xem an toàn phòng ngự biện pháp, chính là nhân tuyển thích hợp. Mỗi người đều bề bộn nhiều việc, Tân Lâm cùng Văn Tư Viễn bắt đầu bố trí chỉ thủy xem phòng ngự. Chỉ thủy xem trong trong ngoài ngoài đều bố trí mấy cái pháp trận phòng ngự, Tân Lâm cùng Văn Tư Viễn trung tâm tư tưởng chính là vây quanh những này pháp trận phòng ngự đến tiến hành nhân viên bố trí, để hình thành bậc thang phòng ngự thọc sâu. Dù coi như là tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, phòng ngự cũng là cần thọc sâu. Cho đến trước mắt còn lưu tại chỉ thủy xem nhân viên, đều không có một cái nhàn rỗi. Mặt ngoài nhìn, Tiêu Phàm, Văn Nhị Thái gia cùng Đàm Hiên là rảnh rỗi nhất, sư huynh này muội ba người cơ bản mỗi ngày đều tránh ở trong mật thất. Đến cùng đang làm những gì, ngoại nhân không được biết.
vô cực môn đời thứ 64 ba vị truyền nhân, tại dốc hết toàn lực luyện chế 7 trận pháp khí. Pháp trận này, lấy tên Điên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận, là Tiêu Phàm cùng Văn Nhị Thái gia nhiều lần nghiên cứu nhiều nói mới cuối cùng xác định được. Cùng Chỉ Thủy xem dĩ vãng bố trí pháp trận đều không giống nhau, Điên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận là chuyên vụ tiến công pháp trận. Lấy thiên địa nhân tam tài vì trận cước, tập hợp ba người chi lực, lại phụ trợ cái khác pháp trận chi lực, đối với địch nhân tiến hành tuyệt sát. Trước kia Tiêu Phàm cùng Văn Thiên chuẩn bị chính là lưỡng nghi sát trận, bây giờ có Đàm Hiên gia nhập, liền cải thành tam tài sát trận. Nói đến, Văn Nhị Thái gia đối Đàm Hiên vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm. Cứ việc đạo nghĩa bên trên bọn hắn là đồng môn sư huynh muội, nhưng trước đó, một mực chưa từng thấy qua mặt. Thậm chí ngay cả Đàm Hiên tính danh, Văn Nhị Thái gia đều là gần đây mới biết được. Trước đây chỉ biết sư phụ thu như thế một vị ký danh đệ tử, là cái nữ tính. Về phần sư phụ tại sao phải làm phải thần bí như vậy, Văn Nhị Thái gia từ cũng không tốt truy đến cùng. Khu động pháp trận đối địch, cần tại thuật pháp trên có cực kỳ cao thâm tạo nghệ mới được. Đàm Hiên chỉ là Chỉ Thủy Tổ sư ký danh đệ tử, vạn nhất tại thuật pháp bên trên tạo nghệ quá thấp, kém xa tít tắp Tiêu Phàm cùng Văn Thiên, như vậy Điên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều, phản chẳng bằng lưỡng nghi sát trận. Cần biết bọn hắn muốn đối phó tên địch nhân kia, chính là đã từng trọng thương qua Tiêu Phàm cao thủ tuyệt thế. Theo Văn Từ Viễn bọn hắn tại Tây Sơn khu biệt thự điều tra đến tin tức biết được, nơi đó còn có không ít giúp đỡ. Trong đó ít nhất có hai cái cùng Văn Từ Viễn đánh qua đối mặt, là thuật pháp cao thủ. Đối phó địch nhân như vậy, làm sao có thể phớt lờ. Cùng Đàm Hiên gặp mặt về sau, Văn Nhị Thái gia không chút khách khí xuất thủ thử nghiệm. Can hệ trọng đại. Dù coi như cử động lần này sẽ khiến vị này mấy chục năm qua đầu lần gặp gỡ sư muội phản cảm, cũng không lo được. Cũng may Đàm Hiên vẫn chưa khiến Văn Thiên thất vọng, mặc dù chỉ là Chỉ Thủy Tổ sư ký danh đệ tử, tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, thật là không thấp. Có lẽ chính là bởi vì Đàm Hiên thiên phú xuất chúng, Chỉ Thủy Tổ sư mới có thể phá lệ cho phép nàng mang nghệ tìm thầy. Đối với nhị sư huynh thận trọng việc, Đàm Hiên cũng không ghét. Làm một tên thường xuyên tại hải ngoại chấp hành cao nguy nhiệm vụ vương bài đặc công, Đàm Hiên tại nhiều khi phong cách hành sự cùng Văn Thiên giống nhau như đúc. Đối với lúc trước vì cái gì không có trực tiếp bái nhập vô cực môn dưới nguyên nhân, Đàm Hiên cũng rất mịt mờ giải thích vài câu. Thứ nhất, là bởi vì Đàm Hiên thân phận hết sức đặc thù, Chỉ Thủy Tổ sư không nguyện ý vô cực môn cùng tình chỉ cơ quan liên lụy quá sâu. Tại quá khứ, giang hồ hào hiệp cùng lục phiến môn quan hệ trong đó là phiết phải rất rõ ràng. Đàm Hiên chỉ là Chỉ Thủy Tổ sư người đệ tử, không phải vô cực môn chính thức truyền nhân. Loại này liên lụy liền rất có hạn. Hai, thì là bởi vì Đàm Hiên tại Thái Cực Môn thân phận tương đối quan trọng, Chỉ Thủy Tổ sư cùng Thái Cực Môn tiền bối giao tình không ít, cũng sẽ không thể đoạt người chỗ yêu. Đàm Hiên rời đi sư môn đã rất nhiều năm như vậy, trở lại Chỉ Thủy xem, tự có một phen cảm thán kích động. Thời gian cấp bách, sư huynh muội ba người hơi sự tình hàn huyên vài câu, liền lập tức bắt đầu chia ra luyện chế 7 trận pháp khí. Làm tuyệt sát trận, ba cái trận cước cực kỳ trọng yếu. Pháp trận cuối cùng có thể phát huy bao lớn uy lực, đều xem ba khu trận cước chèo chống cường độ phải chăng đầy đủ. 7 trận pháp khí luyện chế càng tinh, trận cước chèo chống cường độ liền càng mạnh, toàn bộ pháp trận phát huy uy lực liền càng lớn. Tiêu Phàm phụ trách phòng chữ thiên trận cước, Văn Thiên phụ trách phòng chữ địa trận cước, Đàm Hiên người phụ trách danh tiếng trận cước. Sư huynh muội ba người luyện chế của mình pháp khí luyện chế sau khi hoàn thành, lại đi trao đổi, lẫn nhau tại đối phương pháp khí bên trong lưu lại ấn ký. Cuối cùng bày trận thời điểm, Tiêu Phàm còn muốn đem tất cả pháp khí câu thông một lần, dạng này tam tài tuyệt sát trận mới có thể hòa làm một thể. 7 ngày sau đó, pháp khí luyện thành, sư huynh muội ba người lần nữa tề tụ tại trong mật thất dưới đất. Đàm Hiên ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mệt mỏi. Cái này 7 ngày cứ việc có liên tục không ngừng đan dược cung ứng, tinh lực tiêu hao vẫn như cũ quá lớn. Trái lại Văn Thiên cùng Tiêu Phàm, lại là thần hoàn khí túc, tinh thần quắc thước. Tiêu Phàm trẻ tuổi. Lại là Chỉ Thủy Tổ sư truyền nhân y bát, chính đang tráng thịnh, cũng liền thôi. Nhị sư huynh đã là điệt mạo chi niên, thế mà còn là tốt như vậy tinh lực, Đàm Hiên không khỏi ám ám bội phục không thôi. Lẫn nhau nghiệm nhìn đối phương luyện chế pháp khí, Văn Thiên liên tục gật đầu, đối Đàm Hiên luyện chế pháp khí rất cảm giác hài lòng. Từ pháp khí bên trên ẩn chứa pháp lực chi thâm hậu mà nói, Đàm Hiên phụ trách phòng chữ nhân trận cước, sẽ không so với bọn hắn phụ trách phòng chữ thiên phòng chữ địa trận cước yếu hơn bao nhiêu. Ba khu trận cước lực lượng cân đối, là cả tòa đại trận phát huy lớn nhất hiệu lực mấu chốt. Đàm Hiên lại đưa ra nghi vấn, Tiêu Phàm, ta nghiên cứu qua cái này, Điên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận,
dựa theo ngươi cùng nhị sư huynh thương lượng xong bày trận phương thức, đại trận này bày ra đi, liền sẽ thanh chỉ thủy xem trước kia những cái kia phòng hộ pháp trận lực lượng rút đi hơn phân nửa. Cứ như vậy, tam tài trận uy lực là đạt được cực lớn cường hóa, thế nhưng là toàn bộ chỉ thủy xem lực phòng ngự lại muốn giảm bớt đi nhiều. Sẽ không xảy ra vấn đề a. Đối Tiêu Phàm, Đàm Hiên hiện tại là gọi thẳng tên. Có lẽ vô luận gọi là sư đệ hay là xưng hô Tiêu trưởng phòng, Đàm Hiên đều cảm thấy không phải như vậy thỏa đáng. Trần Dương thái độ, thực tế quá kiên quyết, Đàm Hiên không thể không chiếu cố khuê nữ tâm tình. Sư tỷ, chúng ta lần này là tiến công. Phòng ngự nhiệm vụ, liền giao cho Tân Lâm cùng nghĩ xa bọn hắn. Đàm Hiên nhíu mày nói, địch nhân đến cùng có bao nhiêu tiềm lực, chúng ta bây giờ cũng không ít hết sức rõ ràng. Đem pháp trận phòng ngự hơn phân nửa lực lượng chuyển rời đến tam tài trận bên này, vạn nhất địch nhân quy mô tiến công, chúng ta liền khá là phiền toái. Văn Thiên vuốt vuốt tuyết trắng sợi dâu, lạnh nhạt nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chúng ta đánh cho càng hung ác, bọn hắn liền càng đằng không xuất thủ tới. Chỉ cần mạnh nhất mấy người bị khốn trụ, tiểu lâu la không đủ gây sợ. Lại nói nghĩ xa cùng tân cô nương đều không phải yếu ớt, tăng thêm có lệnh sư huynh Linh Vân Đại sư tự mình tọa chấn, coi như địch nhân quy mô đến công, chắc hẳn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trước mắt là chúng ta cơ hội tốt nhất, cơ hội này nếu là lại không bắt được, muốn đánh bại bọn hắn, cũng không biết muốn cùng tới khi nào. Coi như vì vậy mà cần bốc lên điểm phong hiểm, kia cũng là đáng. Đàm Hiên lại nhíu mày trầm ngâm một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu, đối Văn Thiên cùng Tiêu Phàm quan điểm biểu thị đồng ý. Chỉ thủy xem hết thảy, đều đâu vào đấy tiến hành. Tổng bệnh viện trong sân nhỏ, lại sớm đã loạn thành một bầy, sầu vân thảm vụ. Chữa bệnh chuyên gia tổ đội ngũ lại mở rộng, gia nhập hai cái khuôn mặt mới, nhưng Ninh viện phó lông mày lại càng nhau càng chặt. Tiêu lão gia tử tình huống, lại đã trở nên cùng năm ngoái giống nhau như đúc. Đến thời khắc nguy cấp nhất, mới gia nhập hai vị này đồng hành, tuy nói đều là năm gần đây thanh danh vang dội tuổi trẻ chuyên gia, tại học thuật lĩnh vực lấy được kiêu nhân thành tích, tuyệt đối có thể xưng lương y, nhưng đối mặt Tiêu lão gia tử loại tình hình này, bất kỳ cái gì dược vật đều không có tác dụng, trẻ tuổi chuyên gia cũng thúc thủ vô sách. Xem ra chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện lần nữa. Ninh viện phó chú ý tới, Tiêu Phàm đã 10 ngày qua chưa từng tại tổng bệnh viện xuất hiện qua. Lần trước Tiêu lão gia tử bệnh nặng, cũng là như thế này, trong 2 tháng, Tiêu Phàm chỉ ở tổng bệnh viện xuất hiện qua một lần. 3 ngày sau đó, lão gia tử bệnh tình liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngắn ngủi 7 ngày không đến, vậy mà thông suốt khỏi hẳn, như vậy xuất viện. Như vậy lần này, Tiêu Phàm có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích đâu. Đến đây bệnh viện thăm hỏi lão gia tử đại nhân vật càng ngày càng nhiều, chức vụ cũng càng ngày càng cao, tất cả đây hết thảy đều thuyết minh, kỳ thật tất cả mọi người đã ở trong lòng cho rằng, đây là thấy lão gia tử một lần cuối. Một mực bị Ninh viện phó coi là hy vọng cuối cùng Tiêu Phàm, bây giờ ngay tại chỉ thủy xem vì làm sao thuyết phục Uyển Thiên Thiên đau đầu. Tiêu Phàm vì Uyển Thiên Thiên khơi thông kinh mạch toàn thân về sau, rất nghiêm túc nói cho Uyển Thiên Thiên, để nàng rời đi trước chỉ thủy xem mấy ngày. Lập tức liền muốn đánh lớn cầm, Tiêu Phàm không thể lại phân lòng chiếu cố nàng. Đánh trận, tốt, ta liền đợi đến một ngày này đâu. Uyển Thiên Thiên cười hì hì, lộ ra hàn khí bức người son phấn kiếm. Thiên Thiên, ngươi phải hiểu được, ta không phải đùa giỡn với ngươi. Tiêu Phàm một gương mặt tấm xuống dưới, không vui nói. Tiêu Phàm, ta cũng không phải nói đùa với ngươi. Ta mặc dù còn không có tốt đẹp, người bình thường muốn khi dễ ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này... Người đuổi ta đi, người không cảm thấy khi dễ người a? Uyển Thiên Thiên không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt, trong mắt tất cả đều là một mảnh vẻ kiên nghị. Hiển nhiên Tiêu Phàm liền muốn cùng đối thủ liều mạng, Tân Lâm làm bạn ở bên, lại muốn để nàng trước tránh một chút, Uyển Thiên Thiên vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không đáp ứng. Tiêu Phàm không nhịn được cười khổ lên, Nguyên cũng biết, cái này tiểu cô tư tưởng làm việc không phải dễ làm như vậy. Còn không có cùng Tiêu Phàm nghĩ kỹ cái khác lý do thoái thác. Chóp mũi làn gió thơm phun trào, Uyển Thiên Thiên duỗi ra tiểu tay nắm chặt hắn tay, ngẩng đầu lên đến, yên lặng nhìn qua hắn, thần sắc kiên định dị thường. Ngươi đừng có lại khuyên ta liền nói cho ngươi biết một câu cùng một chỗ sống, cùng chết. Chương 409, đại chiến sắp đến. Tháng 8 bính buổi trưa, giờ hợi, ánh trăng như nước, chỉ thủy xem giống như hòa nói thanh u bình yên. Thôn dân chung quanh tuần hoàn theo cổ lão nói ra mà làm nói nhập mà hơi thở quy luật. Đại đa số đã tiến vào mộng đẹp. Cực kỳ cá biệt không có ngủ, cũng không phát hiện được, thời khắc này chỉ thủy xem, sớm đã sát cơ tứ phía, từng tầng vòng phòng ngự tử, đem toàn bộ chỉ thủy xem đều đoàn đoàn bao vây.
Chỉ thủy xem mật thất dưới đất, Tiêu Phàm, Văn Thiên, Đàm Hiên ngồi xếp bằng, thành hình tam giác, hai mặt tương đối. Sư huynh muội ba người, đều đầu đội tử kim trùng thiên quan, người khoác tơ vàng bát quái áo choàng, chân đạp như ý âm dương trèo lên mây dày, tay nâng thất tinh ngọc như ý. Trong ba người ở giữa, là một cái từ đen trắng hoàng tam sắc trứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ án, ba người tọa hạ, thì là ba cái so sánh tiểu nhân tam sắc hỗn độn đồ án. Cỡ lớn hỗn độn đồ án chính giữa, đứng thẳng một con bốn chân đỉnh đồng, hai thước vuông, nhìn đỉnh đồng kiểu dáng cùng thân đỉnh điêu khắc hoa văn đồ án, đây là vô cực môn bảo vật trấn giáo càn khôn đỉnh hàng nhái. Hàng nhái thân đỉnh bên trong, thì chính sắp đặt lấy một con mini tiểu đỉnh, thân đỉnh trình chữ màu đỏ, toàn thân hỗn độn đồ án xoay chậm chậm, chính là càn khôn đỉnh. Điên đảo tam tài tuyệt sát trận uy lực, để cho càn khôn đỉnh triệt để kích phát ra tới. Vạn sự sẵn sàng, bất quá Đàm Hiên song mi cau lại, tựa hồ còn có chút tâm sự thả không dưới. Văn Nhị Thái gia biết vị này tứ sư muội suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, sư muội, đã Linh Vân Đại sư không nguyện ý tham dự vào, chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng. Hắn là người xuất gia, tứ đại giai không? Đàm Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc ít nhiều có chút cô đơn. Tại trong mắt của nàng, Linh Vân sư huynh cùng cái khác sư môn huynh muội là không giống, đối nàng yêu thương phải phép, tựa như thân huynh trưởng. Trước mấy thời gian, Đàm Hiên hướng Linh Vân Đại sư nói thỉnh cầu của mình, Linh Vân Đại sư từ chối cho ý kiến. Bây giờ đại chiến sắp đến, vẫn như cũ không gặp Linh Vân sư huynh bóng dáng, Đàm Hiên trong lòng không khỏi rất là thất lạc. Văn Nhị Thái gia cũng không phải 10 điểm để ý. Hắn biết Linh Vân Đại sư là thái cực môn đệ nhất cao thủ, võ thuật tu vi, phải làm không tại cá độ hai nhà sở trưởng Đàm Hiên phía dưới. Nếu như Linh Vân Đại sư có thể tại chỉ thủy xem tọa chấn, tự nhiên lực lượng phòng ngự càng mạnh một phân. Nhưng Văn Nhị Thái gia lúc trước cùng Tiêu Phàm lập kế hoạch thời điểm, liền chưa từng đem Linh Vân Đại sư tính toán tại lực lượng phòng vệ bên trong. Bây giờ Linh Vân Đại sư không nguyện ý tham dự việc này, quan hệ cũng không quá lớn. Đợi chút nữa đại chiến cùng một chỗ, địch nhân nhân vật đầu não toàn lực ứng phó đối phó mình sư huynh muội ba người cũng còn ngại không đủ, lại nơi nào có thể rảnh tay công kích chỉ thủy xem. Có Tân Lâm Văn Tư Viễn tọa chấn, Hoàng Hải Văn gia tinh nhuệ cùng Yên Chi xã tinh nhuệ hợp lực, chỉ thủy xem phòng vệ biện pháp, có thể xưng nghiêm mật dị thường, chỉ cần không có tuyệt đỉnh cao thủ ngầm thi đánh lén, liền đến một chi cỡ nhỏ quân đội, không mang theo nặng vũ khí, cũng chưa chắc có thể đem chỉ thủy xem như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thủy xem bầu không khí càng thêm ngưng trọng nghiêm nghị. Đảo mắt đã đến giờ Tí, A-di-đà Phật, từng tiếng càng Phật hiệu xa xa truyền đến, mặc dù còn ở phía xa, lại công chính bình thản, đang ngồi mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, thật giống như cùng tăng nhân đối diện mà đứng. Đàm Hiên song mi bỗng nhiên giơ lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Văn Nhị Thái gia trong mắt tinh sáng lóng lánh, hắn cùng Linh Vân Đại sư chưa từng thấy qua mặt. Chỉ là đã nghe danh từ lâu. Mặc dù sớm biết thái cực môn truyền thừa không thể coi thường, nhưng trong lúc kết thúc võ mạt pháp chi thế, Linh Vân Đại sư nội lực thâm hậu như thế, hay là hoàn toàn ra khỏi Văn Nhị Thái gia dự kiến. Màn đêm bao phủ xuống tổng bệnh viện, Tiêu lão gia tử ở tiểu viện tử, đề phòng xâm nghiêm. Vào đêm lúc phân, tiểu viện tử lực lượng cảnh vệ bỗng nhiên rất là tăng cường, tối cao cục cảnh vệ trung cục phó tự mình dẫn một đám đại nội cao thủ đến đây cảnh giới. Đừng bảo là người không liên quan cùng căn bản không cách nào tới gần, liền xem như quyền cao chức trọng đại nhân vật, chưa từng đạt được cho phép, cũng tiến vào không được viện tử. Loại tình hình này, có thể coi là phi thường hiếm thấy. Lão gia tử dĩ vãng nằm viện, quan phòng xưa nay không từng nghiêm mật như vậy qua. Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì quan trọng đại sự. Hiểu một chút tình huống này, đầu lại xoay chuyển tương đối nhanh người, liền không khỏi nghĩ đến Tiêu lão gia tử bệnh tình cấp trên. Nhận định lão gia tử đã 10 điểm nguy ngập, vì để tránh cho gây nên gian ngoài, mới bỗng nhiên đối với chỗ này tăng cường quan phòng. Lão gia tử trong phòng bệnh, vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Tiêu Trạm ngồi tại giường bệnh trước đó, lão gia tử nửa dựa vào nửa nằm ở trên giường, mặc dù cực kỳ thon gầy, sắc mặt lại còn bình tĩnh, cũng không lộ vẻ đặc biệt tái nhợt khó coi, nhất là trong đôi mắt, vẫn như cũ tinh quang nhấp nháy, thấy thế nào đều không giống như là bệnh nguy kịch dáng vẻ. Nếu như là chữa bệnh chuyên gia tổ các đại phu thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ giật nảy cả mình. Tình hình này thực tế quá quỷ dị. Loại này quỷ dị biến hóa từng tại Tiêu lão gia tử trên thân phát sinh qua một lần, cho tới nay đều không thể tìm tới rất tốt rất giải thích hợp lý, không nghĩ tới thời gian trôi qua một năm không đến, đồng dạng quỷ dị biến hóa vậy mà lần nữa phát sinh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này thật sự là làm trái y học lẽ thường. Cứ việc y học bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu qua kỳ tích.
thế nhưng cái này kỳ tích luôn luôn một mà tiếp tại cùng trên người một người phát sinh, cũng không tránh khỏi quá làm cho người khó có thể lý giải được. Đừng bảo là tổng bệnh viện chuyên gia tổ các bác sĩ, chính là Tiêu Trạm, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đến bây giờ, cũng vẫn là đối thuật pháp nửa tin nửa ngờ, nhưng đối Tiêu Phàm y thuật, lại là không còn chút nào nữa lo nghĩ. Đây là quốc túy, Tiêu Trạm hoàn toàn có thể lý giải, có thể tiếp nhận, đồng thời 10 điểm ủng hộ. Về phần thuật pháp loại chuyện này, Tiêu Phàm sẽ không cùng lão tử nói chuyện, Tiêu Trạm có phải là tin tưởng, cũng không phải phi thường quan trọng. Giải phóng, ngươi nói Tiểu Phàm cự tuyệt rồi. Lão gia tử chậm rãi hỏi, thanh âm trầm thấp, rõ ràng hữu lực. Bất quá nhìn qua, lão gia tử thần sắc hơi có chút sầu lo. Tiêu Trạm song mi cau lại, nhẹ gật đầu. Dựa theo lão gia tử phân phó, Tiêu Trạm chuyên cùng cục cảnh vệ phó cục trưởng Chuông nhìn Dương Trung tướng thương nghị, dự định lâm thời cho Tiêu Phàm phối hai cái nhân viên cảnh vệ. Không biết là nguyên nhân gì, lão gia tử luôn cảm thấy khoảng thời gian này, sẽ có người đối Tiêu Phàm bất lợi. Có lẽ đây là xuất từ lão gia tử nào đó loại dự cảm, có lẽ vẻn vẹn chỉ là gia gia đối cháu trai lo lắng yêu mến. Nhưng lão gia tử có mệnh, Chuông nhìn Dương tướng quân tất nhiên là không chút do dự, rất sảng khoái đáp ứng. Chuông nhìn Dương vốn là lão gia tử một tay để bà tướng lãnh cao cấp. Chuông nhìn Dương phụ thân, đã từng đi theo lão gia tử nhiều năm, là lão gia tử nhất trung thành cảnh cảnh bộ hạ. Cho nên, Chuông nhìn Dương bản thân có thể coi là Tiêu gia dòng chính trung kiên. Ai ngờ Tiêu Phàm lại cự tuyệt tổ phụ cùng phụ thân có hảo ý. Cự tuyệt vậy thì càng tốt. Chốc lát, lão gia tử thấp giọng nói, ngữ khí ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Tiêu Trạm lần nữa nhẹ gật đầu. Lần này, hắn ngược lại là tán thành phụ thân ý kiến. Tiêu Phàm không phải phổ thông người trẻ tuổi có thể so sánh, họ cách trầm ổn dị thường. Hắn đã cự tuyệt từ đại nội cao thủ thiếp thân cảnh vệ, vậy thì không phải là giảng khách khí, mà là đối an nguy của mình rất có nắm chắc. Chỉ là Tiêu Trạm có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tiêu Phàm bên người, còn có so đại nội cao thủ nhân vật càng lợi hại. Cùng Tổng Bệnh viện Tiểu viện tử yên tĩnh hài hòa tình hình khác biệt quá nhiều, Tây Sơn biệt thự đã một mảnh túc sát chi khí. Tây Sơn biệt thự trong một gian mật thất, năm tên người áo bào trắng khoanh chân ngồi vây quanh. Mật thất sàn nhà chính giữa, là một cái từ đen trắng hoàng đỏ tứ sắc phiến đá hợp lại mà thành mãnh thú đồ án, bốn khỏa màu trắng răng nanh 10 phần dọa người. Dung Thiên Tổ sư an vị tại mãnh thú thú miệng chính giữa, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, cái trán nếp nhăn như là đao khắc phủ chính. Sa Bia, A Ba Tư, hán nhân nam tử cùng mặt che hắc sa bạch bào sư muội, phân ngồi bốn phía. Bốn người ở vị trí cũng không đối xứng, cùng Dung Thiên Tổ sư khoảng cách cũng là đều có xa gần. Nếu như đem bọn hắn vị trí đều dùng đường cong liên tiếp, liền có thể nhìn ra được, tựa hồ có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh mãnh thú đồ án. Bọn hắn đang đứng ở mãnh thú tứ chi vị trí bên trên. Hán nhân nam tử cũng giống vậy người khoác bạch bào, chỉ là hắn hòa nói bên trong dung mạo uy nghiêm, rất có thượng vị giả khí độ, lúc này lại cùng Tây vực người Hồ cách ăn mặc, thấy thế nào đều có chút sợ dở ương ương. Khi nhưng lúc này, từ không người đi để ý những này quần áo cách ăn mặc bên trên việc nhỏ không đáng kể. Trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng, khẩn trương. Dù là như thế, Sabia cũng không ngừng đánh giá đối diện hán nhân nam tử. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng không tín nhiệm thần sắc. Đối với vị này tam sư đệ, Sabia cho tới bây giờ đều không 10 điểm giấu giếm mình đối với hắn cảm nhận. Hòa nói bên trong, đương nhiên không có vấn đề gì quá lớn. Dung Thiên Tổ sư rời đi Tây Ly giáo tổng đàn, rời đi sinh sống mấy chục năm cố thổ, nghìn dặm xa xôi, đông lai hoa hạ, một phen khổ tâm bố trí, nếu thật là tính toán có thành tựu, Tây Ly giáo cố nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ, tam sư đệ bản nhân cùng hắn chỗ gia tộc. Đồng dạng thu hoạch rất nhiều, thậm chí so Tây Ly giáo lấy được lợi ích còn muốn to lớn. Có dạng này cơ sở tại, bình thường đến nói, tam sư đệ vẫn là có thể tín nhiệm. Nhưng tuyệt không bao gồm trước mắt loại tình hình này. Cái này mới năm thánh tỏa long trận là sư phụ một năm này bế quan chỗ lĩnh hội mới trận pháp, tại ban đầu năm thánh tỏa long trận bên trên phát triển biến hóa mà đến, năm người cùng nhau thi triển, thôi động trận pháp, uy lực to lớn, không cùng luân so. Cùng này đem đối ứng. Chính là chủ trì trận pháp 5 người, đều phải toàn lực ứng phó, tiêu hao pháp lực chi cự, cũng là không cùng luân so. Cho dù ai chỉ cần có chút giữ lại, lập tức liền sẽ suy yếu toàn bộ pháp trận lực lượng, thậm chí liên lụy đến cái khác thi pháp người. Nói cách khác, một khi thi pháp bắt đầu, chủ trì pháp trận 5 người liền sẽ trở nên phi thường yếu ớt, không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình, 5 người an nguy, đều ký thác vào bên ngoài lực lượng phòng vệ phía trên. Đối Tây Ly giáo tinh nhuệ đệ tử bày ra vòng phòng ngự tử, Sabia vẫn còn tin được,
Nhưng mà, cái này dù sao cũng là tại châu Á trên địa đầu, tất cả bố trí đều dựa vào Tam Sư Đệ ủng hộ. Tam Sư Đệ nếu là có cái gì dị động, đoàn người tính mệnh đều đáng lo. Còn có cái kia Diệp Cô Vũ, đó cũng là cái không ổn định nhân tố. Sư phụ giống như đối người Hoa kia phi thường tín nhiệm phi thường yên tâm, Sabia cũng không dám hoàn toàn gật bừa. Tướng so Tam Sư Đệ, Diệp Cô Vũ nguy hiểm họ càng lớn, không xác định nhân tố càng nhiều. Chỉ là những tình huống này, Sabia đều rất thản nhiên hướng sư phụ nói rõ qua, sư phụ không chịu tiếp thu ý kiến của hắn, Sabia cũng rất là không thể làm gì. Mắt thấy đại chiến sắp đến, Sabia trong lòng lại không an, cũng không dám lại nói cái gì, để tránh nhiễu loạn quân tâm sĩ khí. Sabia, tính hạ tâm, không cần khẩn trương, trời sập không xuống. Có lẽ là phát giác được đại đệ tử bất an trong lòng cảm xúc, Dung Thiên Tổ sư chậm rãi nói, ngữ khí nghiêm khắc. Vâng, sư phụ, Sabia không khỏi giật mình, vội vàng đáp ứng một tiếng, tập trung ý chí, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Chương 410, phỏng chế càn khôn đỉnh. Đêm khuya, giờ tí chính, trăng sáng nhô lên cao, nguyên bản tính tọa dưỡng thần Tiêu Phàm mở to mắt, đồng dạng tính tọa Văn Nhị Thái gia cùng Đàm Hiên đồng thời mở hai mắt ra, ba người liếc nhau, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tay trái bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Tật, chốc lát, Tiêu Phàm kiếm tay phải quyết vừa nhấc, một đạo hùng hậu chân khí thẳng tắp đánh vào trước người cách đó không xa đại đỉnh. Đại đỉnh ong ong rung động, thân đỉnh đứng im bất động đồ án bắt đầu đung đưa, như là sóng nước dập dờn, dần dần hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Văn Thiên Đàm Hiên hai người cũng lần lượt đánh một đạo chân khí tới, đại đỉnh đồ án ba động cấp tốc tăng tốc. Rất nhanh, một đạo thô to cột sáng từ đại đỉnh thân đỉnh bên trong sông ra, bắn thẳng đến thiên khung. Bốn phía thiên địa nguyên khí bỗng nhiên quay cuồng lên, cột sáng bắn thẳng đến Tử Vi Đế Tinh. Treo thật cao tại thiên khung Tử Vi Tinh mãnh mà trở nên hào quang rạng rỡ, lấp lánh dị thường. Tây Sơn biệt thự bên kia, trong mật thất tính tọa bất động, tựa như một pho tượng dung thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, Sabia cùng ngồi xếp bằng bốn phía các đệ tử cũng cảm thấy thiên địa nguyên khí dị thường biến hóa, cùng một chỗ mở to mắt, nhìn về phía sư phụ. Đông Phương, dung thiên miệng bên trong nhàn nhạt phân phó một tiếng, bàn ngồi ở một bên hán nhân nam tử hiểu ý, đưa tay một dương, một đạo chân khí bắn ra. Cách không đè xuống trên vách tường một cái chốt mở. Đây là một loại kỳ lạ tình cảnh, cả gian mật thất, tràn đầy nét cổ xưa, tràn đầy viễn cổ man hoang thời kỳ khí tức thần bí. Nhưng là trên vách tường đèn điện cùng chốt mở, cũng hiểu được không sai lầm tỏ rõ lấy, đây là một cái điện khí hóa thời đại. Hiện đại hóa khí tức cùng viễn cổ man hoang khí tức cứ như vậy hỗn tạp cùng một chỗ, thế mà cũng không có để người cảm thấy khó chịu. Một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Mật thất cao cao nóc nhà bắt đầu hướng hai bên tách ra. Căn này mật thất thế mà lắp đặt hoạt động thức trần nhà. Trên trần nhà, là toàn trong suốt nóc pha lê lều, thâm thúy bầu trời đêm hiện ra ở trước mắt mọi người. Tử Vi Đế Tinh dị tượng, thu hết vào mắt. Sabia hừ một tiếng, lạnh lùng nói, sư phụ, xem ra Tiêu Phàm là thật phải mạo hiểm. Dạng này thiên tượng, cùng năm ngoái Tiêu Phàm cách làm cho lão gia tử nghịch thiên cải mệnh thời điểm hiện ra thiên tượng là giống nhau như đúc. Sabia tận mắt nhìn thấy, rất quen thuộc. Dung Thiên Tổ sư không để ý tới, chỉ là rất chuyên chú ngửa đầu nhìn xem Tử Vi Đế Tinh dị biến. Kia cỗ trùng trùng điệp điệp thiên địa lực lượng, bao phủ xuống, cứ việc không phải trực tiếp chạy Tây Sơn biệt thự mà đến, trong mật thất sư đồ năm người vẫn như cũ có thể cảm thụ được. A Ba Tư bỗng nhiên nói, sư phụ, năm ngoái, Tiêu Phàm hẳn là thụ bị thương rất nặng a. Lời này chỉ nói nửa câu, nhưng ý tứ ai đều hiểu. Khổng lồ như thế thiên địa dị tượng, pháp lực thấp ra hỏa, cố nhiên không có khả năng dẫn phát, trọng thương chưa lành người, dù là thuật pháp tu vi cao thâm đến đâu, hẳn là cũng dẫn không phát ra được a. Dung Thiên vẫn không trả lời. Hán nhân nam tử lại nhẹ nói, tứ sư đệ, lần này, đối phương khẳng định không chỉ Tiêu Phàm một người. A Ba Tư nhẹ gật đầu, nói cái này ta biết, nhưng coi như tăng thêm Văn Thiên, ngay từ đầu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, chiến thuật bên trên có vấn đề a. Nghịch thiên cải mệnh, không phải thời gian sớm chiều, mặc kệ là cách làm hay là luyện chế đan dược, muốn nghịch thiên cải mệnh, tổng cũng được 2-3 ngày trở lên thời gian. Cái này vừa mới bắt đầu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiếp xuống làm sao vì kế. Tiêu Phàm sư huynh đệ hai người, một cái tuổi tác đã cao, một cái theo lý hẳn là nói tổn thương chưa lành, dù coi như là sư huynh đệ liên thủ, hai người pháp lực cũng rất khó kiên trì thời gian lâu như vậy. Biết rõ cường địch ở bên. Tiêu Phàm cùng Văn Thiên cũng không có khả năng không dự biện pháp dự phòng. Việc này lộ ra cổ quái. Hán nhân nam tử nói, vô cực môn đệ tử của đời này,
không chỉ Văn Thiên cùng Tiêu Phàm hai người. Khác bàng chi truyền thừa không nói, riêng là Triệu Chỉ Thủy dòng chính truyền nhân, liền có mấy cái. Tam sư huynh, nghe Giang Đạo Minh nói, Triệu Chỉ Thủy mấy cái thân truyền đệ tử, cũng đều là mỗi người một nơi, rất khó trong khoảng thời gian ngắn cùng tiến tới. Lúc này chen vào nói, lại là được khăn lụa, chỉ lộ ra hai con mắt ngũ sư muội. Hừ, Giang Đạo Minh nói lời, có như vậy có thể tin a? Không đợi hán nhân nam tử mở miệng, Sabia liền đã lạnh lùng chen vào nói. Đối Diệp Cô Vũ phản cảm, Sabia cho tới bây giờ đều không giấu giếm. Cái này dị tộc nhân tại thổ địa của bọn hắn bên trên, quá phách lối. Mặt ngoài nhìn, Giang Đạo Minh là dung nhập vào bọn hắn Tây Á trong sinh hoạt, trên thực tế, Giang Đạo Minh là cái kẻ xâm lược. Dựa vào tự mình một người lực lượng, ngay tại dần dần cải biến rất nhiều cố hữu truyền thống. Chỉ cần lại có thời gian 20 năm, đừng bảo là Thiên Ưng giáo, chỉ sợ toàn bộ gai gỗ gì đều sẽ bị Diệp Vương cải biến. Bây giờ Dung Thiên Tổ sư còn tại, một đời thiên vu thực lực hùng hậu, tăng thêm có năm đó nguồn gốc, Giang Đạo Minh tại Dung Thiên trước mặt, còn không dám cường hạng. Nhưng mà Dung Thiên Tổ sư tuổi tác cao, một khi Dung Thiên Tổ sư qua đời, mới kế lập phu vương có thể là Diệp Vương đối thủ a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dung Thiên Tổ sư về sau, Tây Ly giáo giáo chủ chỉ có thể tại bọn hắn sư huynh muội năm người ở giữa sinh ra. Tam sư đệ là hán nhân, ngũ sư muội là nữ nhân, cơ bản đều có thể bài trừ tại giáo chủ người thừa kế bên ngoài. Sabia cứ việc rất không quen nhìn Giang Đạo Minh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, vô luận là mình, hay là tứ sư đệ A34, hoặc là tọa trấn tổng đàn nhị sư đệ lên làm một đời mới vu vương, mặc kệ là luận thuật pháp hay là luận võ lực, một đôi một tình huống dưới, ai đều không phải Giang Đạo Minh đối thủ. Hết lần này tới lần khác sư phụ tựa hồ đối với Diệp Cô Vũ tín nhiệm có thừa. Đây mới là khiến Sabia nhất sầu lo. Dung Thiên Tổ sư là thời thế hiện nay, một cái duy nhất có thể chế ước được Giang Đạo Minh người. Vô luận như thế nào, tại sư phụ Quy Thiên trước đó, nhất định phải trước đem Giang Đạo Minh xử lý. Nếu không, toàn bộ Tây Ly giáo chỉ sợ sớm muộn sẽ thua ở Thiên Ưng giáo thủ hạ, thậm chí bị Diệp Vương ngạnh sinh sinh chiếm đoạt. Đến lúc đó, nhất thống sa mạc thảo nguyên, quân lâm biên hoang đại địa liền sẽ không là tộc nhân của mình, mà là Giang Đạo Minh dạng này một cái kẻ ngoại lai. Loại chuyện này, Sabia tuyệt đối không cho phép phát sinh. Mặc dù Sabia cũng biết, bây giờ không phải là công kích Giang Đạo Minh thời điểm, nhất định phải tập trung hết thảy lực lượng, trước đem bày ở ngoài sáng tên địch nhân kia Tiêu Phàm cho thu thập hết mới được. Nhưng mà nói xấu loại chuyện này, lại là chỉ cần một có cơ hội liền có thể làm. Sabia, bất kể là ai nói lời, có thể hay không tin, chính ngươi đều phải học được phân rõ. Dựa vào người khác mà làm nên cố nhiên không thể làm, bởi vì người phế sự tình cũng không phải phương pháp chính xác. Dung Thiên Tổ sư rốt cục đem ánh mắt từ xa xôi trong vòng trời tử vi đế tinh phía trên thu hồi lại, rơi vào mình đại đệ tử trên mặt, song nghi cao lại, chậm rãi nói. Vâng, sư phụ, thấy sư phụ lên tiếng, Sabia vội vàng khom người một chút, kính cẩn nói. Hán nhân nam tử nói, sư phụ, mặc dù vô cực môn thế hệ này truyền nhân mỗi người một nơi, khó mà tề tựu. Nhưng đời sau đệ tử bên trong, hẳn là cũng đã có tài kham đại dụng nhân vật tinh anh. Triệu Chỉ Thủy đệ tử niên kỷ chênh lệch quá lớn, Tiêu Phàm bất quá hai mười mấy tuổi, Văn Thiên cũng đã giới điệt mạo chi niên, đệ tử của hắn, niên kỷ đều so Tiêu Phàm lớn. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm sư huynh không chỉ Văn Thiên cái này một vị. Tiêu Phàm sư điệt bên trong, ra một hai vị tạo nghệ cao thâm đại thuật sư, mười điểm bình thường. Bọn hắn tập trung tinh anh càng nhiều, đối với chúng ta mà nói, liền càng có lợi. Dung Thiên Tổ sư cười cười, lạnh nhạt nói, ngữ khí ngạo nghễ. Tứ đại vu thánh nghe vậy đều mừng rỡ. Sư phụ, chúng ta ra tay đi. A34 kích động, nói. Không vội, nhìn lại, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Dung Thiên Tổ sư mỉm cười, không chậm không nhanh nói, hình dung chắc chắn dị thường. Vô luận Tiêu Phàm bên kia làm ra nhiều động tĩnh lớn, Dung Thiên Tổ sư trước mắt không có ý định lập tức xuất thủ can thiệp. Rất rõ ràng, dưới mắt còn không phải thời cơ tốt. Dung Thiên trong suy nghĩ định vị phi thường rõ ràng, cùng Tiêu Phàm sư huynh đệ, hoặc là nói cùng toàn bộ vô cực môn ở giữa, là một cuộc chiến tranh. Trận chiến tranh này, năm ngoái là thế nào đánh, năm nay còn ứng phải đánh thế nào. Có lẽ Tiêu Phàm là tìm được mấy vị sư huynh đệ hỗ trợ, nhưng ở nghịch thiên cải mệnh đồng thời. Muốn ngăn cản mình một phương này quy mô tiến công, thủy chung là ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Giang Đạo Minh đã xác nhận, vô cực môn truyền nhân nếu như tu luyện tới thiên nhân cảnh, là có biện pháp lần thứ hai thậm chí lần thứ ba giúp cùng là một người nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà,
tại thời đại mạt pháp này, vô cực môn đã sớm không người có thể nhìn trộm thiên nhân cảnh con đường. Mặc dù Giang Đạo Minh không có nói rõ, Dung Thiên Tổ sư cũng có thể suy đoán được, Tiêu Phàm mời sư huynh đệ viện thủ, là muốn tập hợp nhiều người chi lực, mô phỏng thiên nhân tướng cảnh giới nào đó, cưỡng ép lần thứ hai vì Tiêu Nhưng Đức nghịch thiên cải mệnh. Loại này công lực không đến, tập chúng nhân chi lực cưỡng ép nhìn trộm tầng cao hơn cảnh giới cách làm, bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Coi như trên lý luận có như vậy một tia hy vọng thành công, cũng thế tất yếu đem Tiêu Phàm sư huynh đệ tuyệt đại đa số tinh lực liên lụy đi vào. Biết rõ có cường địch tiềm ẩn ở bên, Tiêu Phàm vẫn như cũ phải mạo hiểm, đến cùng có gì dựa vào. Đây là Dung Thiên Tổ sư suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề. Đoán chừng hay là đối vô cực môn phòng hộ pháp trận có lòng tin. Năm ngoái, Tiêu Phàm chính là ỷ vào pháp trận chi lực, tại tối hậu quan đầu đánh lui Dung Thiên Tổ sư tiến công, đồng thời trọng thương Dung Thiên Tổ sư. Nghĩ đến đây, Dung Thiên Tổ sư sắc bén ánh mắt lại tại vị trí trong mật thất liếc nhìn một lần, khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Vô cực môn có trận pháp, chẳng lẽ Tây Ly giáo liền không có trận pháp rồi sao? Có cái này mới tìm hiểu ra đến năm thánh tỏa long trận, coi như Tiêu Phàm sư huynh đệ mạnh hơn, vô cực môn pháp trận lợi hại hơn nữa, tại nghịch thiên cải mệnh tối hậu quan đầu, Dung Thiên Tổ sư cũng có nắm chắc một kích kiến công. Lần này, chẳng những muốn lại một lần nữa trọng thương Tiêu Phàm, còn muốn đem vô cực môn tinh nhuệ đánh tận. Đến lúc đó, ngược lại muốn xem, Triệu Chỉ Thủy lão già kia là cái gì sắc mặt. Lần thứ nhất, Tử Vi Đế Tinh bị kích phát thời gian liền không ngắn, trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, Tử Vi Tinh đại phóng quang mang mới chậm rãi ảm đạm đi. Chỉ Thủy xem trong mật thất, Tiêu Phàm, Văn Thiên, Đàm Hiên riêng phần mình thu công lực. Đàm Hiên song mi cau lại, nói, địch nhân không mắc mưu. Văn Thiên cười nói, sư muội an tâm chớ vội. Hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, địch nhân cũng không phải vô não hạng người. Cơ hội như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỉ là đang chờ chúng ta tiêu hao càng nhiều pháp lực mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, sư huynh, người phỏng chế cái này, càn khôn đỉnh, không nói những cái khác, cái này tăng phúc hiệu dụng không thể coi thường. Ha ha, lúc trước phỏng chế, càn khôn đỉnh, thời điểm, cũng không nghĩ tới còn có thể có công hiệu như vậy, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Có thứ này, ta liền không tin bọn họ có thể một mực bảo trì bình thản. Văn Nhị Thái ra vuốt vuốt tuyết trắng sợi dâu, có chút đắc ý nói. Có phỏng chế càn khôn đỉnh tăng phúc phóng đại hiệu quả, cảm giác bên trên, bọn hắn sư huynh đệ vừa lên đến đã ra đem hết toàn lực, núp trong bóng tối địch nhân, sớm muộn sẽ mắc lừa. Điểm này, Tiêu Phàm sư huynh đệ đều rất có nắm chắc. Chương 411, đều có xảo trá. Dòng dã một ngày một đêm quá khứ. Tây Sơn biệt thự bên kia thế mà đều có thể bảo trì bình thản, không có nửa phân động tĩnh. Đương nhiên, cái gọi là không có nửa phân động tĩnh là nhằm vào Tiêu Phàm bọn người mà nói, Tây Ly giáo bên ngoài xúc tu, vẫn luôn chưa từng thu hồi đi qua. Lại đến giờ Tí, một đạo so sánh với trước càng thêm lóa mắt lóe sáng cột sáng phóng lên tận trời, bắn thẳng đến Tử Vi Đế Tinh. Cửa sổ mái nhà mở rộng Tây Sơn biệt thự mật thất, Dung Thiên Sư Đồ 5 người mật thiết chú ý thiên địa nguyên khí biến hóa kinh người. Khởi bẩm giáo chủ, một cái thanh âm trầm thấp tại mật thất bên ngoài vang lên. Căn này mật thất cách âm hiệu quả tương đối tốt, ngoài cửa người thông qua bộ đàm tài năng cùng bên trong mật thất người trò chuyện. Nói, Dung Thiên trầm giọng phân phó nói, tổng bệnh viện bên kia an toàn cảnh vệ biện pháp càng ngày càng nghiêm ngặt, chúng ta nội tuyến đã không thể đón thêm gần Tiêu Nhưng Đức. Ngoài cửa đệ tử kính cẩn báo cáo, bất quá căn cứ chữa bệnh chuyên gia tổ bên kia đạt được tin tức, Tiêu Nhưng Đức bệnh tình đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Chữa bệnh chuyên gia tổ chính thức hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Dung Thiên nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Tiếp tục giám thị, Sabia phân phó một tiếng. Những này nói chuyện thường vụ, bình thường đều là hắn tại an bài. Coi như Dung Thiên tổ sư không bế quan, nói thường việc nhỏ, hắn cũng không gặp qua hỏi. Vâng, bên ngoài người cung kính trả lời. Sư phụ, ta xem là thời điểm. Lần này, thúc giục Dung Thiên tổ sư thế mà không phải họ cách vội vàng sao động Sabia. Mà là nhất quán trầm ổn hán nhân nam tử. Dung Thiên không đáp, ngửa đầu nhìn trời, gắt gao tiếp cận thiên khung bên trong lập lòe tỏa sáng Tử Vi Tinh. Hán nhân nam tử liền là ngậm miệng lại, không dám tiếp tục thúc giục. Giờ Tí đã qua, khi Chỉ Thủy xem bên kia lần thứ tư bắn ra trùng thiên cột sáng thời điểm, Tây Sơn phương hướng, một đạo đen nhánh thú ảnh đằng không mà lên, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng Tử Vi Đế Tinh đánh tới. Nhìn kỹ lại, đây là một đạo đầu thú hư ảnh, miệng mũi tất hiện. Hình thái dữ tợn, mở cái miệng rộng, quả muốn đem Tử Vi Đế Tinh một ngụm nuốt vào. Ngay tại Chỉ Thủy xem bên trong trông mong nhìn trời tân lâm,
gặp một lần đạo này đầu thú hư ảnh, mãnh nắm chặt nắm đấm. Đối đạo này đầu thú hư ảnh, Tân Lâm thực tế quá quen thuộc. Năm ngoái chính là cái này hung thú, khiến Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, cái này núp trong bóng tối địch nhân, rốt cục lại một lần nữa xuất thủ. Đứng tại Tân Lâm bên người Uyển Thiên Thiên phát giác được Tân Lâm dị dạng, không khỏi cũng đi theo có chút khẩn trương, kinh ngạc hỏi Tân tỷ tỷ, là người kia à? Tại Chỉ Thủy xem ở lâu như vậy, nói cùng Tiêu Phàm thân mật cùng nhau, có quan hệ Tiêu Phàm quá khứ một chút đại sự, Uyển Thiên Thiên sớm đã có hiểu biết. Là hắn, Tân Lâm phá lệ nói hai chữ, bình thường đến nói, dĩ vãng Tân Lâm đều là dùng ừ đến trả lời vấn đề như vậy. Đông đảo chuyến đi, Uyển Thiên Thiên ôm bệnh xuất thủ, xung phong đi đầu, cái thứ nhất chui tiến vào cửu quỷ lưu tổng đàn cứu ra Tiêu Phàm cùng Tân Lâm, trở lại trong nước về sau, hai cái nữ hài tử quan hệ trong đó, tựa hồ chính tại phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Uyển Thiên Thiên hay là như quá khứ như thế, cười hì hì xưng hô Tân tỷ tỷ, tựa hồ không tim không phổi. Tân Lâm thái độ đối với nàng, lại rõ ràng có chỗ khác biệt. Hoặc là nói, Tân Lâm toàn bộ họ cách đều có chút biến hóa. Loại biến hóa này rất phi diệu, thậm chí Tân Lâm mình đều không cảm thấy. Thú hư ảnh khí thế hùng hổ há mồm cắn tới, câu thông tử vi tinh cột sáng bỗng nhiên sáng rõ, thú hư ảnh cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi lực, khoảnh khắc liền bị cột sáng xé rách, trừ khử ở vô hình. Dung Thiên Tổ Sư nhẹ nhàng hừ một tiếng, Sa Bia bọn người đều ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Dung Thiên Tổ Sư ánh mắt tràn ngập lo nghĩ cùng vẻ lo lắng. Mới vừa rồi là Dung Thiên Tổ Sư độc tự xuất thủ, tứ đại đệ tử không có đạt được mệnh lệnh, ai cũng không dám vọng động. Cứ việc chỉ là thăm dò họ công kích, Dung Thiên Tổ Sư căn bản cũng không từng xuất toàn lực, nhưng mà như thế dễ như trở bàn tay liền bị cột sáng xé rách, hoàn toàn không có nửa phân sức lực chống đỡ, vẫn có chút vượt quá mọi người dự kiến. Rất tốt, chốc lát, Dung Thiên Tổ Sư thở phào một hơi, lãnh nhiên nói. Xem ra, chỉ ít là có ba người cùng một chỗ chủ trì, khó trách hắn như vậy gan lớn. Sa Bia không khỏi cùng cách đó không xa A Ba Tư liếc nhau một cái. Dung Thiên Tổ Sư ý trong lời nói, Sa Bia trong lòng rõ ràng. Năm ngoái, Tiêu Phàm đã từng tốn hao to lớn tâm huyết, bày ra một cái mê ván, dẫn dụ Dung Thiên Tổ Sư mắc lừa, cùng Tử Vi Tiên Sư Ngô Thạc Xương chiến đấu 3 ngày 3 đêm, hao phí không ít pháp lực, một kích cuối cùng thời điểm, càng là dẫn động bản nguyên. Lọt vào vô cực môn trận pháp phản kích, bản thân bị trọng thương. Lần này, theo lý Tiêu Phàm có lẽ còn là đồng dạng bố trí, có thể đem chuyện này giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, ai ngờ sự thật lại lầm to. Tiêu Phàm liền như vậy nghênh ngang bày trận cách làm, dẫn thiên địa lực lượng giáng lâm, tựa hồ mảy may cũng không thèm để ý có địch nhân từ bên cạnh tập kích. Nguyên lai là có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn. Tại Tiêu Phàm nghĩ đến, đối thủ nhân số tuy nhiều, chân chính có thể tại thuật pháp bên trên cùng hắn đối kháng, bất quá chỉ có Dung Thiên Tổ Sư một người mà thôi. Hắn có 2 tên trở lên đồng môn sư huynh đệ tương trợ, lấy 3 địch 1, kia là ưu thế tuyệt đối. Lại còn gì phải sợ, dù sao lại tìm một cái Ngô Thạc Xương đến diễn giật dây, thực tế không phải dễ dàng như vậy, Tử Vi Tiên Sư loại cấp bậc kia đại thuật sư, tuyệt không phải nói tìm liền có thể tìm được, huống chi vẫn là để người ta cùng Dung Thiên Tổ Sư liều mạng, bình thường đại giới, căn bản là không mời nổi. Coi như Tiêu Phàm tốn hao to lớn đại giới, mời đến một cái khác Tử Vi Tiên Sư, Dung Thiên Tổ Sư cũng chưa chắc sẽ lại vào bẫy. Đồng dạng mánh khóe, tại Dung Thiên Tổ Sư trước mặt, nhưng chỉ lần này thôi. Khởi động đại trận, trầm ngâm một lát, Dung Thiên Tổ Sư trên mặt rốt cục hiện lên một vòng dứt khoát kiên quyết chi sắc, trầm giọng quát. Vâng, sư phụ, 4 tên đệ tử đồng thời khom người đáp ứng, nhao nhao bấm quyết tác pháp, miệng bên trong thì thào cầu nguyện, nói lẩm bẩm. Dung Thiên Tổ Sư hai mắt khép hờ, hai tay ở trước ngực bóp một cái cổ quái pháp môn, bờ môi khinh động, đọc lên một chuỗi dị thường không lưu loát khó hiểu chú ngữ. Hắn ngồi xếp bằng đầu thú chỗ, một cỗ hắc phụ nhàn nhạt dần dần tại mãnh thú trong miệng bay lên, tại Dung Thiên Tổ Sư bên người không ngừng lăn lộn lượn lờ, dần dần ngưng tụ thành một cái đen nhánh đầu thú, tướng so vừa rồi thăm dò, cái này đầu thú liền muốn dày đặc được nhiều, miệng mũi tất hiện, khí thế hung ác bức người, không ngừng mở ra miệng rộng. Tựa hồ tại im lặng gào thét. Nhìn qua cái này giữ tợn đầu thú, hán nhân nam tử trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ phức tạp, đã có thật sâu kiêng kỵ chi ý, lại xen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được ao ước vẻ tham lam. Dung Thiên Tổ Sư cả người đều bị khói đen che phủ trong đó, nhìn không ra hắn là cái biểu tình gì. Lên, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, màu đen đầu thú lập tức phóng lên tận trời, lao thẳng tới Tử Vi Tinh, mở ra huyết bồn đại khẩu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai.
một ngụm cắn, nháy mắt liền đem cột sáng cùng tử vi đế tinh liên hệ chặt đứt. Cột sáng lóe lên vài cái, vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, tiêu tán thành vô hình. Sabia khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười chi ý. Trải qua sư phụ đổi tiến vào về sau, mới năm thánh tỏa long trận quả nhiên uy lực đại tăng, bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lập tức kiến công. Sau một khắc, Sabia nhe răng cười liền cứng ở trên mặt. Nguyên bản bị màu đen thú thú hoàn toàn thôn phệ, cơ hồ từ trong bầu trời đêm biến mất tử vi đế tinh, đột nhiên hào quang tỏa sáng, màu đen thú thú không có bất kỳ cái gì dãy giụa, bỗng nhiên vỡ ra, ở trong trời đêm hóa thành điểm điểm bóng đen, nháy mắt quy về hư vô. Dung Thiên Tổ sư sắc mặt âm trầm xuống, một kích này cứ việc cũng vẫn là thăm dò, nhưng so vừa rồi kích thứ nhất thêm ba thành pháp lực, vẫn như cũ không có chút nào kháng cự chi lực, bị người dễ như trở bàn tay liền đánh tan. Tiêu Phàm tự tin như vậy, quả nhiên là có đạo lý. Chỉ thủy xem trong mật thất, Tiêu Phàm sư huynh muội ba người, so sánh dưới, thần sắc liền muốn nhẹ nhõm phải nhiều. Văn Nhị Thái gia thậm chí bưng lên bên người trà sâm uống một ngụm, vừa cười vừa nói, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ, chiếu tình huống này đến xem, này người vẫn tương đối cẩn thận. Đàm Hiên lại song nghi cao lại, nói, sư huynh, đã chúng ta vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm không thả. Bọn hắn đối với chúng ta cũng không có khả năng không có chút nào hiểu rõ. Biết rõ chúng ta là nhiều người hợp lực, còn tại dùng loại trình độ này thăm dò thủ đoạn, có phải hay không là bọn hắn đã sinh cái gì hoài nghi. Đây cũng là vương bài đặc công tư duy, đặc thù chiến tuyến, vô ở ngoài là trinh sát cùng phản trinh sát, lừa gạt cùng phản lừa gạt, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu loại hình hư hư thật thật thủ đoạn. Văn Thiên cười nhạt một tiếng, nói kế sách này, nguyên bản cũng không có chỉ nhìn bọn họ không có chút nào hoài nghi liền bị lừa. Thăm dò là khẳng định, nhưng chỉ cần hắn chịu ra tay, tỷ lệ thành công liền phải lớn hơn nhiều. Đàm Hiên tưởng tượng, cũng là đạo lý này, lúc này gật đầu nói phải. Song phương hai lần giao thủ, đều tại cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hư thật của đối phương. Còn có phe thứ ba thế lực, kỳ thật cũng tại mật thiết chú ý lần này giao thủ. Tây Sơn đỉnh núi, một đầu cao bóng người tĩnh đứng yên ở cự thạch phía trên. Chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, tựa như điêu khắc, không nhúc nhích, như có lẽ đã cùng dưới chân cự thạch hòa làm một thể. Chính là Thiên Ưng giáo giáo chủ Diệp Cô Vũ. Diệp Cô Vũ sau lưng cách đó không xa, một nói bóng người màu trắng như ẩn như hiện, váy áo màu trắng tại lạnh lẽo núi trong gió, tịch tịch bay múa. Thanh lãnh dưới ánh trăng, thanh phong làm Bạch Tô Tô lộ ra như vậy không chân thực, phảng phất chỉ là một cái bóng thôi. Bạch Tô Tô cũng đang chú ý tinh không xa xôi bên trong phát sinh hết thảy dị biến. Thiên địa dị tượng này, không cần mượn nhờ cái khác pháp trận bố trí, nàng cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thiên Ưng Ba Làm, lấy Thanh Phong làm tên, tuyệt không phải là không có đạo lý. Ba Làm cho bên trong, duy chỉ có Bạch Tô Tô đi theo Diệp Cô Vũ tu luyện qua thuật pháp chi đạo, tại thuật pháp bên trên đã rất có tạo nghệ. Ngược lại cũng không phải Diệp Cô Vũ nặng bên này nhẹ bên kia, mấu chốt Thanh Phong Ba Làm chỉ có Bạch Tô Tô thích hợp tu luyện thuật pháp. Loại thiên phú này bên trên sự tình, thật miễn cưỡng không tới. Diệp Cô Vũ không nói lời nào, Bạch Tô Tô cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy một trước một sau đứng vững, lặng im. Đối với cả một chuyện chân tướng, Bạch Tô Tô cứ việc không là hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng biết, chuyện này đối với tại Diệp Vương mà nói, phi thường trọng yếu. Diệp Vương đã tại cái này Tây Sơn chi đỉnh, đợi một ngày một đêm. Tô Tô, đều an bài tốt sao? Rốt cục, tại Dung Thiên Tổ sư lần thứ hai xuất thủ thăm dò về sau, Diệp Cô Vũ mở miệng, chậm rãi hỏi, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt. Đều an bài tốt, ba vị trưởng lão dẫn đội, chậm nhất ngày mai buổi sáng liền có thể đuổi tới. Bạch Tô Tô vội vàng đáp, lần này, Thiên Ưng xem như tinh nhuệ ra hết, chẳng những Thanh Phong Ba Làm toàn bộ đúng chỗ. Ngay cả trong giáo tọa trấn ba vị trưởng lão cũng đồng loạt xuất động, đem trong giáo lực lượng tinh nhuệ toàn cũng mang tới. Tại Bạch Tô Tô trong trí nhớ, Thiên Ưng giáo còn chưa hề như vậy huy động nhân lực, như lâm đại địch qua. Trước kia từ không có cái gì đối thủ đáng giá Thiên Ưng giáo làm như vậy. Bạch Tô Tô chỉ là không hiểu nhiều lắm, lần này, Diệp Vương rốt cuộc muốn đối phó ai? Là đối phó Dung Thiên Tổ sư, còn là đối phó Tiêu Phàm. Trừ hai vị này, Bạch Tô Tô thực tế nghĩ không ra. Còn có ai đáng giá Diệp Vương thận trọng như thế? Bất quá có một chút, Bạch Tô Tô lại là rất rõ ràng, vô luận Diệp Vương muốn đối phó ai, lần này đều là tốt nhất cơ hội. Chương 412, quyết chiến tiến đến. Chỉ thủy xem cùng Tây Sơn biệt thự chiến đấu, dần dần kịch liệt. Mặc kệ Dung Thiên Tổ sư trong lòng đối Tiêu Phàm lần này nghịch thiên cải mệnh là không còn có cái gì nghi hoặc, lại bởi vì một loại nào đó quen họ nguyên nhân,
hoặc là nói là để phòng vạn nhất tâm lý, quyết không thể ngồi nhìn chỉ thủy xem câu thông thiên địa chi lực mà không để ý tới. Đến ngày thứ ba giờ hợi, song phương đã giao thủ 9 lần, một lần so một lần kịch liệt, trên tổng thể, vẫn còn thu phát tự nhiên giai đoạn. 9 lần giao thủ, Tây Ly giáo 9 lần ở vào hạ phong, màu đen thú thú hư ảnh, từ đầu đến cuối không phải là đối thủ, luôn luôn bị sáng tỏ cột sáng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Dung Thiên Tổ Sư không phải rất để ý, vững vàng khống chế năm thánh tỏa long trận, không chịu đem pháp lực toàn bộ rót vào. Hắn tại cùng cơ hội, giống năm ngoái đồng dạng, cùng một cái nhất kích tất sát cơ hội tốt. Mặc kệ Tiêu Phàm tụ tập mấy vị sư huynh đệ, tại nghịch thiên cải mệnh tối hậu quan đầu, luôn luôn muốn đem đại bộ phận phương pháp phân loại lực đều liên lụy đi vào, khi đó, chính là Dung Thiên Tổ Sư tốt nhất cơ hội. Liên tục 3 ngày 9 lần giao thủ, Dung Thiên Tổ Sư đều kiên trì cho đối thủ tạo thành một loại ảo giác bên này chỉ có một vị thuật sư. Dùng cái này kêu nó tâm trí. Cùng lúc đó, Tổng Bệnh viện tình huống bên kia càng căng thẳng hơn, lại một lần nữa tăng cường cảnh vệ biện pháp. Nửa đêm lúc phân, một đài đen nhánh hàng nội địa cao cấp xe con tại một đài cảnh vệ xe dẫn đường phía dưới, chậm rãi chạy tiến vào Tổng Bệnh viện. Tổng Bệnh viện bộ phân bác sĩ y tá đối đài này cao cấp hàng nội địa xe con cũng không xa lạ gì. Mỗi có người có công lớn cấp lão nhân ra nằm viện, đài này cao cấp hàng nội địa xe con đều sẽ hợp thời xuất hiện tại Tổng Bệnh viện. Một tên mang theo kính đen lão niên nam tử, từ màu đen trong ghế xe đi xuống, nhìn quanh ở giữa, vô cùng có uy nghiêm. Đã sớm tại bệnh viện chờ Tiêu Trạm bước nhanh tiến ra đón, cùng vô cùng có uy nghiêm thượng vị giả nắm thật chặt tay, lập tức cùng đi thượng vị giả cùng đi tiến vào Tiêu lão gia tử dưỡng bệnh tiểu viện tử. Ước chừng sau nửa giờ, thượng vị giả tại Tiêu Trạm cùng đi rời đi Tổng Bệnh viện. Tình huống này, lập tức bị người hữu tâm thông báo cho một mực tại lo nghĩ bất an chờ đợi tương quan tin tức Tây Sơn tuyến nhân. Tây Sơn biệt thự bên trong, Dung Thiên Tổ Sư khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh an nhiên, 3 ngày đấu pháp, kích phát đại trận, tựa hồ cũng không có đối vị này Tây Ly giáo Vu Vương tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thật giống như bình thường luyện công, 10 điểm nhàn nhã. Sabia, A Ba Tư, hán nhân nam tử cùng nữ tử che mặt, cũng cùng Dung Thiên Tổ Sư đồng dạng, tạm thời còn không có mệt mỏi chi ý. 3 ngày đến nay, trên cơ bản bọn hắn chỉ là giữ vững năm thánh tỏa long trận trận cước. Chân khí pháp lực tiêu hao cực ít. Vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm, khởi bẩm giáo chủ, cái kia thanh âm trầm ổn lần nữa tại mật thất bên ngoài vang lên. Nói, Dung Thiên Tổ Sư hoàn toàn không có chuyện xưa lời ít mà ý nhiều. Một giờ trước, nào đó đi Tổng Bệnh viện thăm hỏi Tiêu Nhưng Đức, từ Tiêu Trạm tự mình cùng đi, ước chừng tại Tiêu Nhưng Đức trong phòng bệnh đợi nửa giờ. Tiêu Trạm sau đó cùng nào đó cùng xe đi đại nội. Căn cứ đại nội tin tức truyền đến, Tiêu Trạm là cùng nào đó đang thảo luận có quan hệ Tiêu Nhưng Đức sau khi chết kết luận phải nên làm như thế nào. Vị này miệng bên trong cái gọi là nào đó, trong mật thất đám người đều hết sức rõ ràng nói là vị nào. Đương Kim Thiên Tử, Tiêu Nhưng Đức dạng này người có công lớn trọng thần, tư lịch cực lão, uy vọng cực cao, nằm viện bệnh tình nguy kịch, thượng vị giả đương nhiên muốn đi trước bệnh viện thăm viếng. Đây là trong chính trị nhất định một loại thái độ. Tiêu Trạm cùng nó cùng đi đại nội thảo luận Tiêu Nhưng Đức sau khi chết thông báo tin buồn đánh giá, cũng 10 điểm bình thường. Đối với những nguyên lão này nắp hòm định luận, tại châu Á cao tầng, là một kiện phi thường nghiêm túc đại sự, tuyệt đối không thể qua loa xong việc. Chính trị đánh giá cao một cái cấp bậc, hậu nhân có khả năng hưởng thụ được chỗ tốt liền phải hơn rất nhiều. Tự nhiên, trong mật thất ra người để ý không phải Tiêu Nhưng Đức sau khi chết đánh giá như thế nào. Bọn hắn để ý là chuyện này bản thân chỗ chiết xạ ra đến tín hiệu Tiêu Nhưng Đức xác thực đã đến thời khắc sống còn. Nếu như Tiêu Phàm lần này nghịch thiên cải mệnh không thể thành công, như vậy Tiêu Nhưng Đức vận mệnh cũng liền định. Nói một cách khác, Tiêu Phàm đến không phải phải liều mạng không thể thời điểm. Ta biết, Dung Thiên Tổ Sư phá lệ nhiều lời mấy chữ. Tất cả mọi người mừng rỡ, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía sư phụ. Dung Thiên Tổ Sư hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong thì thào cầu nguyện. Sabia Ba Tư mấy người cũng nhao nhao bấm quyết tác pháp, đem toàn thân pháp lực rót vào dưới thân trận cước bên trong. Mãnh thú đầu hai mắt hồng quang lóa mắt, không ngừng lấp lóe, phảng phất muốn sống tới. Từng đoàn nồng đậm hắc vụ từ mãnh thú miệng bên trong, tứ chi chỗ bay lên, rất nhanh liền tràn ngập tại cả gian trong mật thất, một đầu hoàn chỉnh thượng cổ mãnh thú, dần dần tại Dung Thiên Tổ Sư đỉnh đầu thành hình, dương nanh múa vuốt, biết bao dữ tợn mãnh ác. Tật, chỉ thủy xem mật thất dưới đất. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, một đạo tràn trề chân khí thẳng tắp bắn ra, chui vào phía trước to lớn phỏng chế càn khôn đỉnh bên trong.
Phân ngồi hai bên Văn Thiên cùng Đàm Hiên cũng đồng thời cách làm, đem chân khí rót vào trong đỉnh. Phỏng chế càn khôn đỉnh thân đỉnh hỗn độn đồ xoay tròn, một đạo sáng tỏ hồng mang từ thân đỉnh bên trong phát ra, tại miệng đỉnh bộ vị ngưng tụ thành một cái hai thước vuông hỗn độn đồ án, xoay chậm chậm. Chân chính càn khôn đỉnh bắt đầu vận chuyển lại, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thiên khung. Lần này, còn không có cùng cột sáng bắn tới tử vi tinh bên trên, một đầu dương nanh múa vuốt quái thú liền từ Tây Sơn biệt thự trong mật thất bắn ra, khí thế hung hăng hướng về cột sáng đánh tới. Tựa hồ muốn đem ánh sáng trụ ở giữa không trung cắt đứt, khiến cho không thể câu thông đế tinh, không cách nào trích dẫn thiên địa lực lượng. Trong nháy mắt, mãnh thú hư ảnh liền cùng sáng tỏ cột sáng quấn quýt lấy nhau. Cột sáng tựa hồ cũng không cố ý chiến đấu, thoảng qua cùng mãnh thú hư ảnh đụng một cái, liền tiếp tục hướng về tử vi đế tinh vọt tới. Bất quá trải qua mãnh thú hư ảnh phen này dây dưa, nguyên bản có hai thước phẩm chất cột sáng lập tức thu nhỏ lại một nửa trở lên. Oanh, tử vi đế tinh sáng rõ. Đến cùng hay là trao đổi thiên địa lực lượng, chỉ bất quá nhìn qua, tử vi tinh lần này phản ứng, không bằng trước bên cạnh mấy lần mãnh liệt như vậy. Tây Sơn chi đỉnh, cự thạch phía trên như pho tượng đứng xứng Diệp Cô Vũ, khóe miệng rốt cục hiện ra một tia tiếu văn, từ tốn nói, lúc này mới như cái bộ dáng. Từ đầu đến cuối đi theo ở bên Bạch Tô Tô cũng trầm thấp cười một tiếng, nói, đúng vậy a, thăm dò hai ngày, tổng cũng đến muốn xem hư thực thời điểm. Xem chừng. Trong bệnh viện đầu lão nhân cũng thật gánh không được. Gánh không được, Diệp Cô Vũ hơi kinh ngạc nghiêng đầu lại, nhìn Bạch Tô Tô một chút. Bạch Tô Tô lập tức ý thức được mình khả năng tại một số phương diện ra sai, vội vàng nói, vua của ta có phải là để lọt cái gì trọng điểm? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi quên, Thiên Vương Đan. Đối Bạch Tô Tô, Diệp Cô Vũ tựa hồ rất có kiên nhẫn. Thiên Vương Đan, Bạch Tô Tô không khỏi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Không thể nào, Thiên Vương Đan quý giá như vậy dược vật, Tiêu Phàm chẳng lẽ sẽ không lưu cho mình phục dụng a? Mặc dù tổ tôn chí thân, nhưng lão nhân gia lớn như vậy niên kỷ, sống lâu 3-5 năm, làm sao cũng không thể cùng Tiêu Phàm một đầu tính mệnh đánh đồng a? Diệp Cô Vũ lắc đầu, nói, Tô Tô, sổ sách không phải tính như vậy. Chỉ cần lão đầu tử còn sống, Tiêu gia liền sẽ không có vấn đề, Tiêu Phàm liền không cần để ý thế tục lực lượng đối công kích của hắn. Cũng không cần vì gia tộc sinh tử tồn vong tốn hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Trái lại, nếu thật là lão đầu tử tại cái này ngay miệng không được, Tiêu gia phiền phức liền lớn. Tiêu gia có phiền phức, Tiêu Phàm khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Lần này không cứu lão đầu tử, Tiêu Phàm liền muốn đồng thời đối mặt chính trị đối thủ cùng Tây Ly giáo liên thủ công kích. Hắn nói tổn thương mang theo, có cái gì hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể ứng phó được đến. Nhưng kia dù sao cũng là có thể cứu mạng Thiên Vương Đan a. Bạch Tô Tô vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Trên thực tế, lúc trước nàng liền không có chân chính bị Diệp Cô Vũ thuyết phục, ở sâu trong nội tâm đối Thiên Vương Đan một luôn nhớ mãi không quên. Chỉ là Diệp Cô Vũ không gật đầu, nàng cũng không dám tự tiện đối Tiêu Phàm xuất thủ. Tựa hồ Diệp Vương cùng vị này Tiêu trưởng giáo ở giữa, có một loại nào đó cực kỳ thần bí liên quan. Coi như Diệp Cô Vũ gật đầu, bằng Bạch Tô Tô một lực lượng cá nhân, cũng tuyệt không phải Tiêu Phàm đối thủ. Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, Tiêu Phàm đã được đến hoàn chỉnh, Tu La Đạo, cùng, Ác Quỷ nói, khẩu quyết pháp tướng, luân hồi tướng, đã dần dần hoàn chỉnh, chỉ kém cuối cùng ba cái khẩu quyết pháp tướng, hắn liền có thể góp đủ một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót, luân hồi tướng. Nếu như Thượng Thiên cho hắn thời gian, hắn liền có khả năng tu luyện tới, luân hồi tướng, chân chính đại thành cảnh giới. Đến lúc đó, hắn nói tổn thương tối thiểu có thể khỏi hẳn 7-8/10. Tương đối mà nói, Thiên Vương Đan, đối tác dụng của hắn, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nói đến đây, Diệp Cô Vũ dừng một chút, mới trầm giọng nói, một cái cơ bản khỏi hẳn nói tổn thương, luân hồi tướng, tu luyện đại thành đại thuật sư, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, là ngươi tuyệt đối không tưởng được. Bạch Tô Tô gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng sợ hãi chi quang. Đáng sợ, chữ này, vậy mà từ Diệp Vương miệng bên trong nói ra. Từ khi Bạch Tô Tô đi theo Diệp Vương đến nay, giống như đây là lần đầu từ Diệp Vương miệng bên trong nghe tới đáng sợ hai chữ, thế mà còn là dùng để hình dung một cái nam nhân khác. Xem ra chính mình đối Tiêu Phàm thực lực chân chính, còn là hiểu rõ phải còn thiếu rất nhiều a. Ngay tại cái này ngắn ngủi đối thoại thời gian bên trong, Dung Thiên Tổ Sư lần nữa phản kích lại bắt đầu. Một đầu so lúc trước càng thêm dày đặc mãnh thú hư ảnh, bỗng nhiên từ Diệp Cô Vũ dưới chân nơi nào đó trong biệt thự đằng không mà lên. Bổ nhào tử vi đế tinh. Đã thu nhỏ lại một nửa cột sáng hiển nhiên không thể lại như lúc trước khinh địch như vậy đánh lui mãnh thú hư ảnh tấn công,
song phương chiến đấu một trận, cột sáng đầu tiên duy trì không được, hóa thành mảnh vỡ tứ tán biến mất, mãnh thú hư ảnh ngẩng đầu lên, tựa hồ là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng về sau, mới hóa thành trận trận hắc khí phiêu tán ở trong hư không. Chỉ thủy xem bên trong, Văn Nhị Thái ra song mi có chút một dương, nhẹ gật đầu, nói, lúc này mới như cái bộ dáng. Không phải, Văn Nhị Thái ra còn thật sự cho rằng Tiêu Phàm có chút chuyện bé xé ra to. Đối thủ thực tế chẳng ra sao cả mà. Đứng tại đỉnh núi cự thạch phía trên Diệp Cô Vũ hỏi, Tô Tô, nhân thủ đều vào chỗ rồi sao? Mời đại vương yên tâm, đều đã vào chỗ. Bạch Tô Tô cung kính đáp, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, cũng kém không nhiều là thời điểm. Vâng, Bạch Tô Tô khẽ khom người, đáp, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Chương 413, mắc lừa. Biến cố là đột nhiên xuất hiện, giờ tí đem giới, Dung Thiên Tổ sư thảo khống năm thánh tỏa long trận, liên tiếp ba lần đánh tan câu thông tử vi đế tinh cột sáng. Mắt thấy giờ tí càng ngày càng gần, Sabia sư huynh muội bốn người đều khẩn trương lên, miệng bên trong không ngừng niệm quyết, đem pháp lực liên tục không ngừng rót vào dưới thân pháp trận trận cước. Tất cả mọi người minh bạch, đêm nay giờ tí chính, rất có thể là cuối cùng quyết chiến thời khắc. Mặc kệ là loại nào nghịch thiên cải mệnh phương pháp, canh giờ nắm đều là rất trọng yếu. Căn cứ lần trước Dung Thiên Tổ sư cùng Tiêu Phàm giao thủ kinh nghiệm đến xem, Tiêu Phàm một lần kia luyện chế Càn Khôn Đại Hoàn Đan hoa 36 canh giờ, cũng chính là dòng dã 3 ngày. Lần này, hẳn là cũng sẽ không vượt qua khoảng thời gian này. Chỉ thủy xem phương hướng câu thông thiên địa nguyên khí thanh thế như thế to lớn, dù coi như Tiêu Phàm đạt được các sư huynh viện thủ, cũng không có khả năng thời gian dài duy trì khổng lồ như vậy pháp lực tiêu hao. Tất cả mọi người đoán chừng, 36 canh giờ, hẳn là vô cực truyền cực hạn của con người. Nếu thật là kéo tới 7 ngày thất dạ, chỉ sợ căn bản khỏi phải Dung Thiên Tổ sư xuất thủ, mệt mỏi cũng muốn đem Tiêu Phàm bọn người mệt mỏi chết rồi. Trừ phi Tiêu Phàm bên kia tập trung 7 tên trở lên đại thuật sư. Nhưng loại khả năng này họ cơ bản là không. Ngày nay chi thế, thuật pháp suy vi, đừng bảo là có khả năng cùng Tiêu Phàm sánh vai đại thuật sư, liền xem như lần một chờ thuật sư, cũng như Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ khó tìm. Một lần trong đó 7 tên có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Phàm liên thủ thuật sư, độ khó quá lớn. Vì vậy, Dung Thiên Tổ sư bên này chiến thuật kỳ thật không phải thường minh xác thực tại giờ tí trước đó, hết tất cả khả năng quấy nhiễu Tiêu Phàm thành sự. Để bảo đảm nghịch thiên cải mệnh thành công, Tiêu Phàm nhất định phải tại giờ tí chính tiến hành đánh cược lần cuối, bốc lên bị Dung Thiên Tổ sư toàn lực công kích phong hiểm, cưỡng ép câu thông tử vi đế tinh. Đây chính là Dung Thiên Tổ sư một mực tại chờ thời cơ tốt nhất. Không những Sabia cùng trong lòng người khẩn trương, ngay cả Dung Thiên Tổ sư cũng thần sắc chuyên chú, miệng bên trong niệm chú thanh âm dần dần nhanh chóng bén nhọn. Không biết lúc nào, Dung Thiên Tổ sư trước mặt đã nhiều một cái trắng toan toát mãnh thú xương đầu, hai cái mắt động đen thẫm, phảng phất hai ngụm nhìn không thấy đáy giếng sâu, tại đáy giếng chỗ sâu, có hai đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa đang lóe lên, lập lòe. Cỗ này mãnh thú xương đầu, là Tây Ly giáo cung phụng thần khí, từ Dung Thiên Tổ sư tự mình trưởng quản. Chỉ có tại cần gấp nhất trước mắt, mới có thể tế ra tới. Trắng toan toát xương đầu mặt ngoài, cũng không bóng loáng, ba đạo liệt ngân răng khắp nơi, trong đó một đạo, ngang qua xương đầu hai mắt ở giữa, hai bên thậm chí có hình răng cưa vết rạn, nhìn kỹ lại, nó dư hai đạo liệt ngân đều 10 điểm cổ xưa, tựa như là nhiều năm trước đó hình thành, duy chỉ có hai mắt ở giữa đạo này vết rạn, nhìn qua tựa hồ tương đương mới mẻ, hẳn là trước đây không lâu mới nứt ra. Cảm giác bên trên, cái này xương đầu từng chịu qua 3 lần trở lên trọng kích. Dung Thiên Tổ sư tay phải tại xương đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, thật dài ngón trỏ tựa hồ là vô ý thức vuốt ve xương đầu hai mắt ở giữa vết rạn. Sabia đối diện cái này mãnh thú xương đầu, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào đạo này cao thấp không đều vết rạn phía trên, khóe mắt liền nhìn không được muốn run rẩy một chút. Làm Dung Thiên Tổ sư đại đệ tử, hắn tự nhiên biết cái này mãnh thú xương đầu nơi phát ra. Cái này mãnh thú xương đầu cũng không phải là Tây Ly giáo tổ truyền xuống, mà là Dung Thiên Tổ sư tư tàng. Nhưng từ khi Sabia bái nhập Dung Thiên Tổ sư môn hạ, liền gặp được qua cái này xương đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này mãnh thú xương đầu là Dung Thiên Tổ sư bản mệnh thần khí. Đương nhiên, tại Dung Thiên Tổ sư thiên thu về sau, cái này mãnh thú xương đầu liền sẽ trở thành Tây Ly giáo cung phụng tổ truyền thần khí. Sabia nhớ được hết sức rõ ràng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này xương đầu thời điểm, xương đầu bên trên chỉ có một vết nứt. Mấy năm về sau, Dung Thiên Tổ sư một mình ra ngoài một đoạn thời gian, trở về sau, lập tức bế quan tĩnh dưỡng, dòng dã một năm mới khải xem mà ra, xương đầu bên trên liền có đạo thứ hai vết rách. Từ đó về sau, số trong 10 năm,
Dung Thiên Tổ Sư rất ít lại tế lên cái này xương đầu. Thẳng đến năm ngoái, mãnh thú xương đầu hai mắt ở giữa đầu kia lớn nhất khe hở, chính là cùng Tiêu Phàm sau khi giao thủ trống rỗng xuất hiện. Làm Dung Thiên Tổ Sư bản mệnh thần khí, mãnh thú xương đầu mỗi nhiều một vết nứt, liền mang ý nghĩa chủ nhân trọng thương một lần. Cùng Tiêu Phàm sau khi giao thủ lưu lại vết rạn lớn nhất dài nhất, liền biểu thị lần này Dung Thiên Tổ Sư bị thương nặng nhất. Nhưng mà dưới mắt, Dung Thiên Tổ Sư vẫn như cũ không chút do dự đem cái này bản mệnh thần khí tế ra. Cứ việc Dung Thiên cùng Tiêu Phàm ở giữa tuổi tác chênh lệch cách xa, nhưng cho Sabia cảm giác, sư phụ cùng vị kia trẻ tuổi phải không tưởng nổi vô cực môn đương đại trưởng giáo, rất có thể chính là số mệnh đối thủ. Nếu như không thể thừa dịp trước mắt cơ hội này, triệt để đem Tiêu Phàm giải quyết hết, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, thật đúng là thật không tốt nói. Chỉ Thủy xem đồng hồ một cái trong mật thất, Tân Lâm ngồi xếp bằng ở trên giường, thỉnh thoảng dương mắt nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ cùng kim phút ở giữa cái góc càng ngày càng nhỏ, lập tức liền muốn nặng chồng lên nhau. Uyển Thiên Thiên ở một bên trên bàn nhỏ ngồi xuống, đỏ chói miệng nhỏ có chút phình lên. Đây là Tiêu Phàm cùng Tân Lâm phòng ngủ, Uyển Thiên Thiên trước kia cũng đã tới, biết Tiêu Phàm cùng Tân Lâm là ở chung khác biệt giường. Nhưng bây giờ, Tân Lâm cái kia đơn giản che phủ, đã đặt ở Tiêu Phàm trên giường, hai cái gối đầu song song đặt chung một chỗ. Loại biến hóa này từ đông đảo trở về sau liền phát sinh, Uyển Thiên Thiên đương nhiên biết, điều này có ý vị gì. Mặc dù biết rõ trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Tân Lâm đời này cũng không thể lại cùng nam nhân khác tốt, ngay tại lúc Uyển Thiên Thiên ngay dưới mắt hoàn thành cái này chuyển biến, vẫn là để tiểu nha đầu ở sâu trong nội tâm có chút khó chịu. Chỉ là trong lúc này, Uyển Thiên Thiên từ cũng không tốt dây dưa chuyện như vậy. Đương, một tiếng hơi có vẻ trầm muộn chuông tiếng vang lên, Tân Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ giường nằm bên trên nhảy xuống, thoáng qua ở giữa, thon thả tú mỹ thân thể liền không thấy bóng dáng. Uyển Thiên Thiên trước chân sau đi theo ra ngoài, chỉ thấy Tân Lâm liền đứng tại mật thất bên ngoài, ngửa đầu nhìn trời. Đúng lúc này, một đạo so vạc nước còn thô to lớn cột sáng, phóng lên tận trời, bắn thẳng đến xa xôi Thiên Cơ Tử Vi Đế Tinh. Cùng dĩ vãng cột sáng tương đối mà nói, đạo ánh sáng này trụ chẳng những muốn thô lớn, mà lại ngưng kết nặng nề. Xa không phải phía trước cột sáng có thể so sánh, ẩn ẩn đã có thực thể. Uyển Thiên Thiên mặc dù đối thuật pháp nhất khiếu bất thông, nhưng cũng có thể từ cái này cột sáng chi bên trên cảm nhận được rõ ràng trùng trùng điệp điệp, bức hồn phách người thiên địa lực lượng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng tại Chỉ Thủy xem nguyên nhân, đổi chỗ khác, nàng khả năng nửa điểm cảm thụ cũng sẽ không có. Thuật sư ở giữa đấu pháp, thường nhân rất khó lý giải. Tây Sơn biệt thự bên kia, Dung Thiên Tổ sư hừ lạnh một tiếng. Đặt tại mãnh thú xương đầu phía trên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, mãnh thú xương đầu đen thẫm mắt động chỗ sâu quỷ hỏa, bỗng nhiên đại thịnh, trong miệng mũi, hắc khí tuôn trào ra, cùng Dung Thiên Tổ sư dưới thân kia tứ sắc hòn đá ghép thành mãnh thú đồ án miệng bên trong toát ra hắc khí hòa làm một thể. Sabia cùng bốn tên đệ tử miệng bên trong niệm chú, hai tay bấm quyết, cái trán đầy mồ hôi. Hai cỗ hắc khí quấn giao cùng một chỗ, một đầu xa so trước kia bóng đen càng thêm to lớn mãnh thú hư ảnh ngưng kết mà ra. Cái này mãnh thú đầu mắt có, tứ chi đều đủ, thậm chí ngay cả trên mặt bàn chân năm con lợi chảo đều có thể thấy rõ ràng, bồn máu miệng rộng không ngừng đóng mở, chứ không thể lên tiếng, cho người cảm giác, đây chính là một đầu từ viễn cổ trong hồng hoang đi ra chân thực mãnh thú, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, phảng phất lập tức chuẩn bị nhắm người mà phệ. Thiên lang, lên, Dung Thiên Tổ sư trong miệng hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đi lên vừa nhấc. Kia mãnh thú bóng đen há mồm ngửa đầu, im lặng giống to một câu. Hông eo vặn một cái, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, khí thế hung hăng nhào hướng na thô to vô so cột sáng. Cột sáng đối mãnh thú bóng đen hào lờ đi, trực tiếp bắn hướng Tử Vi Đế Tinh. Mãnh thú bóng đen vung vẩy chân trước, hung hăng chộp vào cột sáng phía trên, không trở ngại chút nào, màu đen lợi chảo bắt đi vào. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cây óng ánh cột thủy tinh tử bên trong, bỗng nhiên nhiều năm khối hắc ngọc. Sabia bọn người đầu tiên là vui mừng, Tiếu Dung còn chưa kịp từ khóe miệng nổi lên. Lại lập tức thu về. Mãnh thú bóng đen cố nhiên cào nát cột sáng, lại tựa hồ như đối quang trụ không có chút nào ảnh hưởng, cột sáng vẫn như cũ xông lên trời. Mãnh thú bóng đen không chần chờ, toàn bộ thân hình lập tức nhào tới, bốn chảo xòe ra, đem ánh sáng trụ gắt gao ôm lấy, mở ra miệng rộng, bỗng nhiên cắn. Cột sáng rốt cục không thể lại thờ ơ, bắn về phía Tử Vi Đế Tinh tốc độ rõ ràng chậm lại, quang hoa lấp lánh, tựa hồ dốc hết toàn lực muốn đem mãnh thú bóng đen bắn ra. Mãnh thú bóng đen há mồm mãnh cắn, nguyên bản lấp lánh dị thường cột sáng, cấp tốc ảm đạm xuống. Tốt, Sabia nhìn không được khẽ quát một tiếng,
Đây cũng là Tiêu Phàm bọn người cần gấp nhất một kích, chỉ cần có thể đem một kích này phá đi, không có thể thuận lợi câu thông đế tinh chi lực, nghịch thiên cải mệnh liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thi thuật giả bản thân cũng lại nhận thiên địa lực lượng mãnh lực phản kích, không phải bản thân bị trọng thương không thể thắng lợi trong tầm mắt, cột sáng càng ngày càng ảm đạm, đường kính cũng nhanh chóng co lại tiểu. Tại sắp tiêu tán trước đó, rốt cục gian nan vô cùng tiếp xúc đến tử vi đế tinh. Đế tinh sáng rõ, nghịch chuyển đúng lúc này phát sinh, chỉ thấy nguyên bản ảm đạm vô so cột sáng bỗng nhiên ở giữa quang hoa đại phóng, cấp tốc mở rộng, thoáng qua ở giữa liền biến thành một chương màn ánh sáng lớn, bỗng nhiên phản quay tới. Mãnh thú bóng đen không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị màn sáng gắt gao bao khỏa trong đó. Mãnh thú bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chốc lát tựa như cùng sét đánh, nguyên bản ngưng kết nặng nề thân thể, tại màn sáng đè ép phía dưới, cấp tốc phai mờ, bất quá trong chốc lát, liền trở nên 10 điểm mỏng manh, tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để tiêu tán. Dù là như thế, sau một khắc, cái này mỏng manh mãnh thú hư ảnh hay là không chút huyền niệm bị màn sáng hoàn toàn thôn phệ. Hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Dung Thiên Tổ Sư rên lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lay động một cái. Samia Ba Tư bọn người đồng thời sắc mặt trắng bệch. Cái này mãnh thú hư ảnh mặc dù là từ năm thánh tỏa long trận huyễn hóa mà ra, lại bao hàm mọi người pháp lực tinh hoa thậm chí giác quan thứ 6 hóa thành thần niệm chi lực, bỗng nhiên bị tiêu diệt, tất cả mọi người bị thương không nhẹ. Tây Ly giáo 5 tên đại vu sư còn đến không kịp giật mình nổi giận, tấm kia thôn phệ mãnh thú bóng đen to lớn màn trời. Qua trong giây lát lại hóa thành một đạo so sánh lúc trước càng to lớn hơn cột sáng, lấy tử vi đế tinh làm căn cơ, nhanh như thiểm điện hướng về Tây Sơn biệt thự mật thất mãnh kích mà hạ. Mắc lừa, Samia Ba Tư cùng che mặt ngũ sư muội nhìn không được đồng thời kêu lên sợ hãi. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngũ sư muội trên mặt che hắc xa, thấy không rõ sắc mặt, nhưng nghĩ đến khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Chương 414, tuyệt cảnh. Đây cũng không phải là nghịch thiên cải mệnh, cái này căn bản là hướng lấy bọn hắn mà đến đại sát chiêu. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu người, cũng mặc kệ bọn hắn tại thuật pháp bên trên tạo nghệ cao bao nhiêu, đều tuyệt không có khả năng tại nghịch thiên cải mệnh đồng thời, còn có thể có bá đạo như vậy lực sát thương. Nghịch thiên cải mệnh đưa tới thiên địa lực lượng phản phệ, cho tới bây giờ đều là địch mạnh càng mạnh. Thuật pháp tạo nghệ càng cao người, tiếp nhận thiên địa phản phệ chi lực cũng càng mạnh. Đương nhiên, nghịch thiên cải mệnh hiệu quả cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Ngay từ đầu, đây chính là cái bẫy. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được, đã quá trễ. Trải qua 3 ngày 3 đêm chiến đấu, Tiêu Phàm cùng vô cực môn sư huynh đệ đã khóa chặt vị trí của bọn hắn. Một kích này chẳng những hung mãnh tuyệt luân, mà lại nhanh chóng vô so, căn bản cũng không dung người có xê dịch né tránh chỗ trống. Dung Thiên Tổ Sư khẽ quát một tiếng, chộp vào mãnh thú xương đầu bên trên tay phải đột nhiên gân xanh nổi lên. Mãnh thú xương đầu trong hai mắt, lục quang lóe lên, hắc vụ cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt liền biến thành một đạo mãnh thú hư ảnh. Lên, theo Dung Thiên Tổ Sư tiếng giống, đạo này mãnh thú hư ảnh đằng không mà lên, nghênh hướng về bầu trời bên trong lao nhanh mà dưới to lớn cột sáng. Đạo này mãnh thú hư ảnh tướng so trước một đạo, thân hình thì nhỏ hơn nhiều, cũng kém xa lúc trước kia một đạo hắc ảnh như vậy ngưng kết nặng nề, uyển như thực thể. Nhưng mà cột sáng kích xuống dưới tốc độ quá nhanh. Dù coi như mạnh như Dung Thiên Tổ Sư, vội vàng ở giữa, cũng chỉ có thể làm được dạng này. Tại mật thất phía trên cách đó không xa, mãnh thú hư ảnh cùng từ trên trời giáng xuống to lớn cột sáng bỗng nhiên đụng vào nhau. Đạo hư ảnh này mặc dù là Dung Thiên Tổ Sư trong lúc vội vã ngưng tụ mà ra, lại bao hàm Dung Thiên Tổ Sư tự thân pháp lực cùng năm thánh tỏa long trận pháp chi lực, cũng là không như bình thường. Chỉ tiếc từ trên trời giáng xuống cột sáng chi lực thực tế quá mức cường đại, lấy hữu tâm tính vô chuẩn bị. Lại dung hợp tử vi đế tinh thiên địa lực lượng, tràn trề không thể cùng kháng. Mãnh thú hư ảnh chỉ thoảng qua ngăn cản một chút, liền bị to lớn cột sáng ép tới chia năm xẻ bảy, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Oanh, cột sáng lại vô bất kỳ trở ngại nào, trực kích mà xuống, chuẩn xác vô cùng đánh trúng xếp bằng ở trong mật thất ương Dung Thiên Tổ Sư. Trong chốc lát Dung Thiên Tổ Sư liền đưa thân vào màn sáng bên trong, bạch quang chớp loạn, khiến người hoa mắt. Sư phụ! Samia Ba Tư cùng 4 tên đệ tử giật nảy cả mình, không cần suy nghĩ, riêng phần mình một trưởng bài xuất, trong mật thất lập tức kình phong gào thét, hắc vụ đại tác. Bị 4 đạo trưởng phong một kích, ầm vang tiếng vang, bao vây lấy Dung Thiên Tổ Sư màn sáng nổ bể ra tới. Phốc, Dung Thiên Tổ Sư miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun tới, nguyên bản tinh quang trầm tĩnh ánh mắt, nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Sư phụ, người thế nào? Samia gấp đến độ kêu to lên.
mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sư phụ, bọn hắn chơi lừa gạt, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp mới được. A-34 cũng kêu lên. A-34 cùng Sabia khác biệt, Sabia ngay lập tức chú ý sư phụ an nguy. A-34 tại Tây Ly giáo phụ trách vũ lực, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén, đầu tiên liền từ kỹ thuật góc độ bên trên bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Phốc, Dung Thiên Tổ Sư lắc đầu, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, miệng hơi mở, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Mọi người giữ vững trận cước, nhanh. Đúng lúc này, hán nhân nam tử một tiếng gào to, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân bạch bào phồng lên, nháy mắt liền trở nên như cùng ăn no bụng sức gió cánh buồm, toàn thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào dưới thân trận cước. Kỳ thật khỏi phải hắn hô quát, Samia A-34 mấy người cũng đã phát giác được tình hình không đúng. Đạo thứ hai càng to lớn hơn cột sáng từ chỉ thủy xem phóng lên tận trời, tại không trở ngại chút nào tình huống dưới, đảo mắt liền cùng Tử Vi Đế tinh hòa làm một thể, lại ầm vang hướng về Tây Sơn biệt thự mãnh kích mà hạ. Một kích thành công, Tiêu Phàm bọn hắn như thế nào cho phép địch nhân lại từ cho thoát thân. Vì một ngày này, bọn hắn sư huynh đệ nhưng là chuẩn bị hồi lâu. Bốn đạo hắc vụ nhanh chóng từ Sabia cùng dưới thân người toát ra, cấp tốc tại Dung Thiên Tổ Sư trước người ngưng tụ thành một đạo mãnh thú hư ảnh, khách quan lúc trước kia một đạo ngưng kết dày đặc thú ảnh, cũng không nhiều để. Giá trị này nguy cấp thời điểm, tứ đại vô thánh ai cũng lên liều mạng chi tâm, không chút do dự đem toàn thân pháp lực đều được triệu tập, toàn lực thôi động năm thánh tỏa long trận. Đã mắc lừa trước đây, bị người mưu hại, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Phốc, Dung Thiên Tổ Sư cái thứ ba máu tươi phun ra, chính chính phun tại trước mặt mãnh thú xương đầu phía trên. Sau một khắc, mãnh thú xương đầu trong hốc mắt xanh mơn mởn quỷ hỏa căng vọt mà lên, từng đạo nồng đậm hắc vụ từ mãnh thú xương đầu trong miệng mũi phun ra ngoài, dung nhập vào trước người mãnh thú trong bóng đen. Trong khoảnh khắc, đạo này mãnh thú bóng đen liền trở nên so lúc trước kia một đạo còn muốn to lớn, còn muốn ngưng kết dày đặc, tại Dung Thiên Tổ Sư đỉnh đầu dương nanh múa vuốt, kích động. Thiên lang, lên. Dung Thiên Tổ Sư hít sâu một hơi, trong tiếng hít thở, hét lớn một tiếng. Mãnh thú bóng đen từ trong mật thất đằng không mà lên, hướng về thiên khung bên trong mãnh bổ xuống cột sáng nghênh kích đi lên, thoáng qua liền đụng vào nhau, gắt gao chiến đấu thành một đoàn. Tây Sơn biệt thự cách đó không xa, Diệp Cô Vũ cao thân hình đang từ từ hướng về bên này đi tới, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu đi lên, nhìn thấy cái kia đạo gắt gao chống đỡ cột sáng mãnh thú bóng đen, nhất quán bình tĩnh lãnh khốc Diệp Vương. Trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ giật mình. Vừa mới cột sáng kia, rõ ràng đánh trúng mật thất, Diệp Cô Vũ cứ việc không có ngốc ở trong mật thất, cũng có thể suy đoán đạt được, tại cái này kinh thiên nhất kích phía dưới, Dung Thiên Tổ Sư tuyệt đối không thể có thể bình yên vô sự. Nhưng mà bất quá ngắn ngủi nháy mắt, đã ổn định trận cước, triển khai phản kích. Tây Ly giáo không hổ đại giáo, Dung Thiên Tổ Sư một đời đại vu, quả nhiên không phải tầm thường. Dù là như thế, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, màu đen thú ảnh liền bày biện ra chống đỡ hết nổi chi ý, không ngừng có hắc vụ từ hư ảnh phía trên thất lạc lái đi, nguyên bản ngưng kết dày đặc thú ảnh dần dần lại trở nên mờ nhạt. Chỉ thủy xem trong mật thất, Tiêu Phàm, Văn Thiên, Đàm Hiên đều chiếm một phương, mặt sắc mặt ngưng trọng, khoác trên người bát quái đan hạc áo khoác như là cánh buồm phồng lên mà lên, một tay bấm quyết, một tay kiếm chỉ hướng về phía trước. Từng đạo vô hình pháp lực cuồn cuộn không tuyệt rót vào càn khôn đỉnh bên trong. Thân đỉnh trên không đỏ tươi hỗn độn đồ án, đã bành trướng đến ba thước vuông, không ngừng xoay tròn, màu sắc tiên diễm vô so, khiến người không dám nhìn gần. Chỉ thủy xem mật thất, không giống Tây Sơn biệt thự mật thất như thế, lắp đặt hoạt động trần nhà, có thể thu phát tự nhiên, ngửa đầu xem thiên tượng. Nhưng cái này không quan trọng, Tiêu Phàm Văn Thiên thuật pháp bên trên cao thâm bậc nào tạo nghệ. Thiên địa dị tượng, chỉ bằng vào giác quan thứ sáu thần niệm chi lực, cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Cái này thay xà đổi cột kế sách, rốt cục kiến công. Cái kia tránh núp trong bóng tối mạnh mẽ địch thủ, nhất định đã bị vừa rồi một kích toàn lực gây thương tích. Về phần làm bị thương loại trình độ nào, tạm thời không được biết. Bất quá đối phương có thể tại trong khoảnh khắc phấn khởi phản kích, cho dù thụ thương, chỉ sợ cũng không phải rất nặng. Tiêu Phàm đám người đoán chừng, đại khái không kém. Dung Thiên Tổ Sư thương thế, xác thực không tính quá nặng. Thời khắc mấu chốt. Đổi tiến vào năm thánh tỏa long trận có tác dụng rất lớn, đem đánh vào Dung Thiên Tổ Sư trên thân to lớn cự lực cắt giảm không nhỏ một bộ phân. Nhưng trước mắt đối với Dung Thiên Tổ Sư mà nói, thụ thương còn không phải phiền toái lớn nhất. Chân chính vấn đề ở chỗ Tiêu Phàm không có ý định bỏ qua hắn. Công kích của địch nhân như là nộ hải cuồng đào, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không ngừng, làm hắn căn bản không có cơ hội thở dốc.
Sabia sư huynh muội bốn người liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản một hồi, thế nhưng là khẳng định gánh không được quá lâu. Như thế một chút thời gian, căn bản không đủ để Dung Thiên Tổ Sư điều trị thương thế. Năm Thánh Tỏa Long trận là lấy Dung Thiên Tổ Sư làm chủ đến thảo khống, bốn tên đệ tử chỉ hiệp trợ, không giống Tiêu Phàm bọn hắn bày ra điên đảo tam tài tuyệt sát trận, bất cứ người nào đều có thể thành làm đại trận chủ đạo. Dung Thiên Tổ Sư nếu như bây giờ bước ra, Sabia bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể đính đến xuống tới. Kể từ đó, Sabia sư huynh muội bốn người pháp lực sẽ cực nhanh tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó căn bản là không cách nào lại phối hợp Dung Thiên Tổ Sư đem chọn tòa đại trận chống đỡ tiếp. Uống rượu độc giải khát mà thôi. Phốc, thứ tư ngụm máu tươi phun tới, Dung Thiên Tổ Sư nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc phải trắng bệch. Mãnh thú xương đầu trong mắt quỷ hỏa càng thêm tăng vọt, lục oánh oánh, trong miệng mũi phun ra một cỗ nồng đậm vô so hắc vụ, không ngừng đằng hướng giữa không trung, bổ sung nhập mãnh thú hư ảnh thể nội, dốc hết toàn lực chống đỡ lấy cột sáng tiến công. Nhưng mà làm như thế, vẫn như cũ cũng vẫn là uống rượu độc giải khát, đạt được pháp lực gia trì mãnh thú hư ảnh, cũng không có kiên trì quá lâu, tại cột sáng tấn công mạnh phía dưới, rốt cục một tiếng gào thét, ầm vang nổ tung, cột sáng trực kích mà hạ. Bất quá lúc này cột sáng, cũng đã không đến thời kỳ toàn thịnh một. Sabia cùng người hét lớn một tiếng, lần nữa bốn trưởng tề xuất, hướng lên đánh tới. Trưởng phong gào thét, thanh thế kinh người. Nguyên bản đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một cột sáng tại bốn người giáp công phía dưới tứ tán biến mất. Sabia sư huynh muội bốn người lại đều toàn thân chấn động, từng cái sắc mặt tái nhợt, đại hãn gợn sóng mà hạ. Cho thấy phải đón lấy một kích này, thực tế rất không thoải mái. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thở nổi, đạo thứ ba cột sáng lại đã khí thế hung hăng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mật thất mà tới. Hỗn đản, Sabia giống giận, Tiêu Phàm đây là hạ quyết tâm muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết a. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, trước mắt cửa này, thật đúng là không tốt chống nổi đi, lập tức sư đồ năm người đồng loạt cách làm, tế lên thiên lang hư ảnh, liều chết nghênh chiến. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Công lực thâm hậu như Dung Thiên Tổ Sư, cũng không khá hơn chút nào. Sư phụ, tiếp tục như vậy không được. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta kiên trì không được bao lâu, sẽ tươi sống mệt chết. Sabia một bên đau khổ trèo trống, một la lớn. Bốn tên đệ tử tám đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào Dung Thiên Tổ Sư trên thân. Cứ việc hòa nói bên trong những sư đệ này sư muội cũng không kính phục đại sư huynh, giờ này khắc này, lại sâu lấy Sabia lời nói vì nhưng. Dung Thiên Tổ Sư chúng kế thụ thương trước đây, đỉnh cao nhất chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Bọn hắn sư huynh muội bốn người thật lấp không lên cái này lỗ hổng. Vốn là muốn đánh lén người khác, không nghĩ tới lại bị người đánh lén, thế cục lập tức nghịch chuyển, trở nên hung hiểm vô cùng. Nếu như không sớm làm thiết kế, thoát khỏi loại này bất lợi cục diện, làm không tốt Tây Ly giáo trung tâm tinh nhuệ liền muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt. Không một cẩn thận, tràn đầy tự tin Tây Phương đại vu nhóm, thế mà thoáng qua ở giữa liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chương 415, báo động. Dung Thiên Tổ Sư bấm niệm pháp quyết thi pháp, sắc mặt tái nhợt, thần sắc lại bình tĩnh như trước. Ngay vào lúc này, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm sát khí, bỗng nhiên trong sân tràn ngập ra. Trong mật thất năm người, không có chỗ nào mà không phải là thân thủ cao cường, kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng cũng bị cỗ này sát cơ mãnh liệt đâm vào rất khó chịu. Sabia sắc mặt đại biến, Giang Đạo Minh lúc này chợt phát hiện thân, muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Như tại Hòa nói, có Dung Thiên Tổ Sư tự mình tọa chấn, Giang Đạo Minh tuy mạnh, cũng không dám lỗ mãng. Nhưng dưới mắt thế cục này, lại thực tế là khó mà nói. Vị này Thiên Ưng Chi Vương, thật đúng là biết chọn thời cơ a. Hai tên bạch bào người vô thanh vô tức lách mình mà ra, song song ngăn tại Diệp Cô Vũ trước người. Từ ánh mắt của bọn hắn đến xem, cái này hai tên người áo bào trắng tràn đầy sợ hãi, rất rõ ràng, bọn hắn biết mình ngăn lại là ai. Chỉ là bọn hắn phụ trách thủ vệ nơi này, tình thế cách cấm, không thể không nhưng. Ngăn tại Thiên Ưng Diệp Vương trước mặt, thực tế quá cần đảm lượng. Diệp Cô Vũ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, dưới chân tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, không có chút nào dừng lại, tựa hồ cái này hai tên Tây Ly giáo cao thủ, trong mắt hắn liền như là không khí, hoàn toàn trong suốt. Diệp Vương, mắt thấy Diệp Cô Vũ chậm rãi tới gần, hai tên người áo bào trắng không chịu được liếc nhau, một người trong đó cổ họng ngập ngừng nói. Thì thào gọi một tiếng. Một người khác thì cầm thật chặt ở trong tay loan đao, lại giấu ở lớn trong tay áo, không dám hiển lộ ra. Tại Thiên Ưng Diệp Vương trước mặt sáng đao, ý nghĩ này không khỏi quá mức điên cuồng. Nói rõ,
Ngay tại hai tên Tây Ly giáo Bạch Bào giáo chúng âm thầm cắn răng, dự định liều mạng một lần thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt tại hậu viện chậm rãi vang lên, bình tĩnh như nước, lại tràn đầy nói không nên lời uy nghiêm chi ý. Hai tên Bạch Bào giáo chúng lập tức rủ xuống đầu, thần sắc kính cẩn dị thường. Diệp Cô Vũ cũng rốt cục dừng bước, Dung Thiên Tổ sư liền gọi như thế một tiếng, không còn có nửa phần âm thanh. Diệp Cô Vũ hướng về mật thất phương hướng khẽ khom người. Hai tên Bạch Bào giáo chúng thấy hoa mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu, trong sân nơi nào còn có Diệp Cô Vũ thân ảnh. Không khỏi nhìn nhau hãi nhiên, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được cực độ chấn kinh thần sắc sợ hãi. Cùng lúc đó, chỉ thủy xem trong mật thất bầu không khí cũng không quá dễ dàng. Ba ngày ba đêm đấu pháp, sư huynh muội ba người tại thuật pháp bên trên tu vi tạo nghệ, cũng dần dần hiện ra cao thấp. Đàm Hiên cái trán che kín mồ hôi mịt, đỉnh đầu bạch khí mờ mịt, dần dần ngưng tụ một đoàn, cũng không tiêu tán. Đây là chân khí trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Tiêu Phàm thiết kế cái này điên đảo tam tài tuyệt sát trận, ba cái trận cước pháp lực là có thể bổ sung. Khống chế trận pháp một phương hơi yếu, mặt khác hai phương có thể kịp thời viện trợ. Tại cực đoan tình huống dưới, dù coi như chỉ còn người kế tiếp, cũng vẫn là có thể khống pháp trận này. Bất quá Đàm Hiên tự nhiên không nguyện ý tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cứ việc nàng chỉ là chỉ thủy tổ sư ký danh, Văn Nhị Thái gia lại vừa cười vừa nói, những này vực ngoại gia hỏa, còn có mấy phân khó giải quyết đâu. Đấu pháp đến tận đây, chẳng những toàn bộ điên đảo tam tài tuyệt sát trận lực lượng đã toàn bộ phát động, chỉ thủy coi hắn mấy cái phòng trận lực lượng, cũng đã triệu tập hơn phân nửa. Đối phương chủ tướng thụ thương trước đây, thế mà còn có thể tam tài tuyệt sát trận tấn công mạnh phía dưới kiên trì đến bây giờ, chắc chắn có mấy phân bản lĩnh thật sự. Khó trách năm ngoái Tiêu Phàm ở trong tay bọn họ ăn lão đại một cái thiệt thòi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói chúng ta lúc trước kế hoạch, cũng không có nghĩ qua muốn may mắn thành công. Mỗi người dựa vào thực lực quyết thắng thua mới là chính đồ. Nói đúng, Văn Nhị Thái gia ngạo nghễ nói. Giang hồ chém giết, hắc đạo tranh hùng, cũng không phải nói Hoàng Hải Văn gia chưa hề làm qua âm mưu quỷ kế, kia không thực tế. Văn Nhị Thái gia tuyệt không phải cổ hủ người. Nhưng tại dạng này đấu pháp bên trong, Văn Thiên cũng không trong lòng còn có may mắn. Thực lực tuyệt đối mới là thắng lợi có thể dựa nhất bảo hộ. Sư huynh đệ hai người giọng nói nhẹ nhàng, rất rõ ràng còn làm nhẹ nhàng. Đàm Hiên trong lòng ngầm cười khổ, mặc dù nàng chỉ là chỉ thủy tổ sư ký danh, nhưng khi đó sư phụ nhưng vẫn chưa nhìn với con mắt khác, đối nàng đồng dạng dốc lòng chỉ điểm. Chỉ tiếc mình lúc ấy bề bộn nhiều việc làm việc, thường xuyên xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, không có bao nhiêu thời gian tại sư phụ tỏa tiền nghe giảng. Quan trọng trước mắt, cùng các sư huynh đệ chênh lệch liền hiện ra. Nhị sư huynh mấy chục năm nóng lạnh khổ công, pháp lực thâm hậu cũng còn thôi. Tiêu Phàm tuổi còn trẻ. Thế mà tạo nghệ cũng là như thế cao thâm, không hổ thiên phú kiệt xuất, khó trách sư phụ sẽ thụ lấy y bát. Có thể đắp lên thay mặt tổ sư lập làm trưởng giáo truyền nhân, há cùng tiểu khả. Lại thêm một thanh kình, triệt để phá tan bọn hắn. Văn Nhị Thái gia bỗng nhiên đứng dậy, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải tay áo phất một cái, một cỗ hùng hồn vô so pháp lực bỗng nhiên rót vào càn khôn đỉnh bên trong, hét lớn một tiếng, bá khí bốn phía. Tiêu Phàm cười cười. Trên thân kim quang lóng lánh áo choàng phồng lên mà lên, vô tận pháp lực tuôn trào ra. Càn khôn đỉnh quang hoa đại thịnh, miệng đỉnh xoay tròn không ngừng hỗn độn đồ án lại lớn lên vài tấc, một cỗ so sánh lúc trước càng thêm hùng hậu ngưng kết cột sáng phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thương khung. Đàm Hiên không khỏi rất là hãi nhiên, Tiêu Phàm tại năm ngoái nhận qua trọng thương, thuật pháp bên trên tạo nghệ cho tới nay chưa thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thể nội pháp lực đã dạng này dồi dào, tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh vô chỉ cảnh. Nếu như năm ngoái chưa từng thụ thương, thật không biết sẽ cường đại đến mức nào. Cái này ngay miệng, mình coi như muốn lại thêm một phương pháp phân loại lực, cũng là 10 điểm làm khó. Hư giữa không trung, mãnh thú hư ảnh còn đang cật lực ngăn cản. Dung Thiên Tổ sư đã lần thứ 6 thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân rộng lớn bạch bào hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Đặt tại mãnh thú xương đầu phía trên tay phải gân xanh nổi lên. Đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà bày biện ra một loại kỳ lạ màu xanh trắng. Lạc, thanh thúy vỡ tan âm thanh ở trong mật thất lộ ra như thế chói tai. Mãnh thú xương đầu ngang qua hai mắt ở giữa đầu kia vết rách, vỡ ra, toàn bộ xương đầu phía trên đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách tế văn. Sabia bọn người kinh hãi. Đây là thần khí bị thúc làm quá mức, sắp tự hủy điềm báo trước. Sư phụ, Sabia kêu lên, đến dạng này thế cục, chiến thắng là không cần nghĩ. Coi như toàn thân trở ra, đều đã trở thành hy vọng xa vời, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tránh kết quả toàn quân chết hết.
Nếu như đây là chiến tranh, như vậy một cái quan chỉ huy ưu tú, nhất định phải làm ra lựa chọn hy sinh thiếu một số người, yểm hộ đại bộ đội thành công rút lui. Đại sư huynh, liều mạng đi, cho tới nay đều rất ít nói chuyện che mặt cô gái áo bào trắng rốt cục mở miệng, thanh âm thanh thúy trở nên lạnh như băng, đối Sabia vị này chấp trưởng nói thường giáo vụ đại sư huynh, thủ thiếu tôn kính chi ý. Sabia biểu hiện, cũng quả thật làm cho người khó mà tâm sinh ra sự kính trọng. Đối Sabia gọi, Dung Thiên Tổ sư bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là trong miệng niệm chú, trong tay bấm quyết, đem toàn thân pháp lực cuồn cuộn không tuyệt rót vào mãnh thú bên trong xương sọ. Đối mãnh thú xương đầu to lớn vết rạn, cũng là nhìn như không thấy. Sabia sắc mặt tái nhợt trở nên xanh xám, hư giữa không trung, đánh đến khó hòa giải, chỉ thủy xem lại một mảnh yên ắng, chỉ có thu trùng khẽ kêu thanh âm. Văn Tư Viễn an tọa ở chỉ thủy xem hướng tây bắc đình nghỉ mát bên trong, một mực tại dụng tâm quan sát lấy hư giữa không trung đại chiến. Làm Văn Nhị Thái gia thân truyền, tại vô cực môn thứ 65 thay mặt truyền người bên trong, Văn Tư Viễn thuật pháp tạo nghệ đã không thấp. Mặc dù hắn hay là lần đầu đến đây chỉ thủy xem, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã đối chỉ thủy xem bố cục rõ như lòng bàn tay. Phương hướng tây bắc, từ hắn tự mình tọa chấn, đối chỉ thủy xem an toàn, Văn Tư Viễn cũng không đặc biệt lo lắng. Chỉ thủy xem bên ngoài, pháp trận trải rộng, tăng thêm những bố trí kia ở ngoại vi những nhân thủ kia, bình thường người, căn bản liền không khả năng tiếp cận chỉ thủy xem. Văn Tư Viễn chủ yếu tâm tư, đều đặt ở trận này khoáng thế đại chiến phía trên. Nói nhỏ chuyện đi, đây là vô cực môn cùng vực ngoại người Hồ giáo phái quyết chiến, nói lớn chuyện ra, đây là trung ngoại thuật sư đại quyết chiến. Trận đại chiến này kết quả, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến Trung Nguyên cùng Tây vực thuật pháp tiền đồ cùng tương lai. Cũng may sư phụ cùng sư thúc bọn hắn đã rõ ràng chiếm thượng phong, Văn Tư Viễn hoàn toàn yên tâm, càng có thể tìm hiểu kỹ càng song phương giao chiến cùng thi triển thần thông diệu dụng. Bỗng nhiên, Văn Tư Viễn xương cung mày nhẹ nhàng khẽ động. Hướng Tây Bắc có báo động truyền đến, an bài tại phương hướng Tây Bắc bên ngoài cảnh giới, là hắn tự mình huấn luyện một nhóm tinh nhuệ thuộc hạ. Nhóm này thuộc hạ có mấy vị đều xem như Văn Tư Viễn nửa cái đồ đệ, đạt được Văn Tư Viễn chân truyền, một đấu 10.000 uy chấn Hoàng Hải, tự mình điều giáo thuộc hạ, chính là Hoàng Hải Văn gia hạch tâm lực lượng trung kiên. Huống chi, còn có hai vị sư đệ ở bên kia tự mình tọa chấn. Dù có báo động truyền đến, Văn Tư Viễn cũng không phải rất để ý. Địch nhân chống đỡ không được, tự sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến chỉ thủy xem bên này làm phá hư, đây là sư phụ sư thúc đã sớm tính tới. Lấy chỉ thủy xem phòng hộ chi nghiêm mật, dù coi như là một chi cỡ nhỏ quân đội, một thời ba khắc cũng rất khó đột phá tiến đến. Nhưng mà sau một khắc, Văn Tư Viễn song mi lại bỗng nhiên dương lên. Văn Tư Viễn vị trí đình nghỉ mát, đã tại chỉ thủy xem tây bắc biên giác, tường vây bên ngoài, chính là một mảnh rừng cây rậm rạp, một gốc cao lớn cây cao, cùng Văn Tư Viễn chỗ đình nghỉ mát mặt đối mặt, bất quá ba mấy thước khoảng cách. Cái này khỏa cây cao tươi tốt tán cây phía trên, phảng phất có gió nhẹ quét, vang xào xạc. Nửa đêm sâu càng, chỉ thủy xem chỗ vùng ngoại thành, có gió thổi qua, 10 điểm bình thường. Văn Tư Viễn lại chậm chậm đứng dậy, chậm rãi đi ra đình nghỉ mát, hai mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía đối diện cây cao. Trong bóng đêm, tán cây tươi tốt, bóng đen đồng đồng, tựa hồ không có cái gì dị dạng. Bằng hữu cao nhân phương nào, đã đến, liền mời hiện thân đi, giấu đầu lộ đuôi, không tính hảo hán. Văn Tư Viễn hai mắt nhắm lại, gắt gao tiếp cận đen nhánh tán cây, trầm giọng nói. Hảo hán, ta vốn cũng không phải là hảo hán a. Tán cây bên trong, một cái thanh âm thanh thúy chuyển đến, mang theo ba phần chi ý, đúng là nữ tử thanh âm. Văn Tư Viễn làm người nghiêm cẩn, nghiêm túc thận trọng, nghe vậy lạnh hừ một tiếng, đầu lại là cao tốc vận chuyển lại. Mình vừa mới tiếp vào báo động, thoáng qua địch nhân liền lấn đến phụ cận, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá dọa người. Tự nhiên, Văn Tư Viễn lập tức liền nghĩ đến, cái này là địch nhân dương đông kích tây kế sách. Mặc dù như thế, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Nữ tử này vậy mà xem chỉ thủy xem xung quanh pháp trận cùng cái khác bố trí như không, lặng yên không một tiếng động liền lấn đến chỉ thủy xem trước, đủ thấy cao minh. Xem ra nhóm địch nhân này tuyệt không phải tên soàng xính. Chương 416, vua sát thủ. Văn Tư Viễn hai tay một cõng, nhàn nhạt đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, lại không có tiến một bước động tác. Nghe qua Hoàng Hải Văn Tổng trên giang hồ danh xưng, một đấu 10.000, không nghĩ tới lại là nhát như chuột, ngay cả chỉ thủy xem đại môn cũng không dám phóng ra một bước. Văn Tổng, ngài thật sự là quá khiến ta thất vọng. Cái kia âm thanh trong trẻo cười hì hì nói, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Văn Tư Viễn cười lạnh một tiếng,
không thèm để ý. Loại này trò trẻ con phép khích tướng, thế mà cũng muốn tại hắn Văn Tư Viễn trên thân kiến công, không khỏi quá mức khôi hài. Mặc dù thoáng qua ở giữa, địch nhân liền đã lấn đến chỉ thủy xem bên ngoài, nhưng Văn Tư Viễn biết, đây bất quá là quỷ kế mà thôi, không biết người này dùng loại thủ đoạn nào giấu giếm được bên ngoài những cái kia phòng ngự nhân thủ. Văn Tư Viễn tuyệt không tin, trong thời gian ngắn như vậy, có người có thể đem mình bố trí ở ngoại vi lực lượng tiêu diệt hầu như không còn, đồng thời cơ bản không dẫn phát cái gì động tĩnh lớn. Kia tuyệt không phải sức người nhưng vì, trừ phi là thiên thần hạ phàm. Người này muốn mình đi ra chỉ thủy xem, tại bên ngoài rừng cây tác chiến, Văn Tư Viễn như thế nào lại mắc lừa. Ai biết bên ngoài trong rừng cây rậm rạp, địch nhân đến bao nhiêu người. Huống chi mình phụ trách trấn thủ chỉ thủy xem góc Tây Bắc, cũng không thể tùy tiện tự ý rời vị trí. Sư phụ các sư thúc cùng địch nhân đấu pháp, đã đến cần gấp nhất trước mắt, hiển nhiên địch nhân liền muốn chống đỡ không nổi, lúc này mới phái người đến đây chỉ thủy xem quấy rối, ý đồ mở ra lối riêng, để cầu đào thoát tai họa ngập đầu. Đơn giản như vậy xáo lộ, làm sao có thể giấu giếm được một đấu 10.000. Hèn nhát, tán cây chi đỉnh, truyền đến cười lạnh một tiếng. Cút ra đây, Văn Tư Viễn cứ việc sẽ không dễ dàng mắc lừa, lại cũng tuyệt không phải mặc người nhục mạ mà thờ ơ họ cách. Cùng sư phụ Văn Nhị Thái ra đồng dạng, Văn Tư Viễn tính tình tương đương nóng nảy. Một lời chưa tất, trong bầu trời đêm ba điểm hàn tinh lấp lánh, nhanh như thiểm điện hướng về đối diện cây cao tán cây vọt tới. Người tới ẩn thân thuật cố nhiên cao minh, đã phát âm thanh, lại làm sao có thể tại Văn Tư Viễn trước mặt thời gian dài ẩn tàng hành thích, không bị phát giác. Ba cái liễu diệp phi đao thành xếp theo hình tam giác bắn thẳng đến nữ tử chỗ ẩn thân. A, à, tán cây bên trong, một tiếng nhẹ nhàng kinh hô. Tựa hồ đối với Văn Tư Viễn cái này tay xinh đẹp công phu ám khí hết sức kinh ngạc. Nói thật, Văn Tư Viễn công phu ám khí cố nhiên cao minh, nhưng cũng còn chưa tới kinh thế hãi tục tình trạng. Nàng này sở dĩ kinh ngạc, có lẽ tại tưởng tượng của nàng bên trong, Văn Tư Viễn danh xưng một đấu 10.000, hẳn là loại kia cường hãn tuyệt luân công phu quyền cước, cùng tiểu xảo dày đặc công phu ám khí, hoàn toàn không đáp giới mới đúng. Không ngạc nhiên chút nào, ba cái phi đao không có bắn trúng mục tiêu. Tán cây bên trong tịch tịch rung động, một đám mây màu bỗng nhiên hướng về Văn Tư Viễn bay tới. Văn Tư Viễn thấy rõ ràng, đây là một nữ nhân, che mặt, nhìn không ra nhiều lớn niên kỷ, dáng người sáng long lanh, 10 điểm uyển chuyển. Đến hay lắm, Văn Tư Viễn hét lớn một tiếng, cũng không để ý tới không trung nữ nhân thế tới, bàn tay một dương, trưởng phong gào thét, trưởng lực như là bài sơn đảo hải, hướng về kia đám mây mãnh bổ mà đi. Nữ nhân này có thể tránh thoát ngoại vi lực lượng phòng vệ. Trực tiếp tới gần chỉ thủy xem, lại ẩn thân ở cao cao tán cây phía trên, có thể thấy được tiểu kỹ thuật khéo léo 10 điểm cao minh, Văn Tư Viễn nhưng không nguyện ý cùng một nữ nhân tại cây cối ở giữa dây dưa không rõ, kia là dương ngắn tránh dài, một đấu 10.000 uy chấn hoàng hải, dựa vào là đại khai đại hợp, khí thế hùng hồn vô cực môn chính tông truyền thừa. Nữ nhân trung quy là nữ nhân, còn có thể so nội lực của mình càng thêm hùng hậu không thành. Văn tiên sinh, người quá thô lỗ. Làm sao có thể đối nữ sĩ vô lễ như vậy? Không trung nữ nhân khanh khách một tiếng, thân thể tựa như chân chính đám mây, nhẹ như không có vật gì, theo Văn Tư Viễn trưởng lực trong chớp nhoáng bay xa. Cùng lúc đó, phụ trách Tây Nam phương hướng trấn thủ Yên Chi xã Nhị Đương gia Đường Huyên cùng Tam Đương gia Tống Hoàn cũng nhẹ giọng quát lớn, lập tức vang lên binh khí giao kích thanh âm, đã cùng người giao thủ. Chỉ chốc lát, toàn bộ chỉ thủy xem xung quanh đều báo động truyền đi, không biết có bao nhiêu địch nhân bỗng nhiên giết tới đây. Đông bắc phương hướng một gốc cao cầu gỗ lớn rậm rạp tán cây bên trong, Thanh Phong làm Bạch Tô Tô đứng tại Diệp Vương sau lưng, quan sát đến tứ bể báo hiệu bất ổn chỉ thủy xem, có chút kinh ngạc nói, đại vương, cần muốn làm thế này sao? Đối với cứng đối cứng như vậy đấu pháp, nói thực ra Bạch Tô Tô rất xem thường. Thiên Ưng giáo không là quân đội, mà là một sát thủ tổ chức. Sát thủ am hiểu nhất chính là đánh lén, tại địch nhân nhất bất lưu thần, phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Từ nhất không tưởng được địa điểm khởi xướng bỗng nhiên tập kích, nhất kích tất sát. Đây mới là sát thủ thủ đoạn, mà bây giờ, Diệp Vương lại người chỉ huy đoàn người tại công thành. Người cảm thấy phải nên làm như thế nào? Diệp Cô Vũ đứng tại tán cây chi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chỉ thủy xem, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, lạnh nhạt hỏi. Thời khắc này Diệp Vương, đã đem toàn thân sát khí đều thu liếm, không có chút nào lộ ra ngoài. Hắn liền đứng tại Bạch Tô Tô trước người. Bạch Tô Tô lại cơ hồ không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Nếu như không là có thể tận mắt thấy, Bạch Tô Tô cơ hồ muốn hoài nghi, mình là một người đứng tại tán cây này bên trong. Đây chính là vua sát thủ chân chính cảnh giới. Gần trong gang tấc,
ngươi lại không cảm giác được hắn tồn tại. Chờ ngươi rốt cục cảm nhận được nàng tồn tại thời điểm, sinh mệnh đã rời bỏ ngươi. Khó nói chúng ta cứ như vậy cứng rắn xông đi vào. Bạch Tô Tô hỏi ngược lại, nàng đứng tại đại thụ đỉnh, xung quanh tình huống đa số đều cất vào đáy mắt. Tiến công chỉ thủy quan chi trước, Bạch Tô Tô đối với Diệp Vương Tận lên trong giáo tinh nhuệ chạy đến trung thổ còn có chút không hiểu. Từ nàng gia nhập Thiên Ưng giáo cho tới nay, còn chưa từng có một địch nhân đáng giá Thiên Ưng thận trọng như thế đối đãi. Nhưng bây giờ, Bạch Tô Tô mới biết được, Diệp Vương quyết đoán ra sao cùng anh minh. Toàn bộ chỉ thủy xem bốn phía đều đánh thành hỗn loạn. Thanh Phong Ba làm cùng trong giáo ba đại trưởng lão toàn bộ xuất động, các soái tinh anh xuất chiến, nguyên lai tưởng rằng là thế lôi đình vạn quân, bất kỳ cái gì đối thủ đều sẽ bị quét sạch, ngàn vạn không nghĩ đến chỉ thủy xem ngoại vi lực lượng phòng ngự cư nhiên như thế cường hãn, các loại hảo thủ cuồn cuộn không tuyệt tuôn ra hiện ra, đem Thiên Ưng tinh anh chặn lại, giết đến khó hòa giải. Những người này thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, mấu chốt nhất chính là tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mảy may cũng không tại Thiên Ưng giáo nghiêm chỉnh huấn luyện giết dưới tay. Vô luận Hoàng Hải Văn gia, hay là Yên Chi xã, hoặc là Thất Diệu cung, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ thanh danh hiển hách đại bang đại phái, trong phái tinh nhuệ, có thể kém đi nơi nào. Bạch Tô Tô xem như mở rộng tầm mắt, cái này cổ lão Đông Phương quốc gia thế giới ngầm ẩn giấu lực lượng, tuyệt không phải nàng lúc trước tưởng tượng như thế bần cùng, như thế không chịu nổi một kích. Đây là một cái chân chính núi lửa, lực lượng khổng lồ giấu ở lòng đất, không hiển lộ vết tích, một khi bạo phát đi ra, liền có thể hủy diệt hết thảy. Hiện tại, Thiên Ưng giáo còn không có xuất thủ, cũng chỉ còn lại có Diệp Vương cùng nàng cùng Minh Nguyệt Dung. Bay Vân Sử Chính cùng Văn Tư Viễn giết làm một đoàn, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Chỉ thủy xem vẫn như cũ vững như thành đồng. Bạch Tô Tô còn cảm thấy một cỗ ẩn tàng phải rất sâu khí tức nguy hiểm. Không phải Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên, Tiêu Phàm bên người thân cận nhất hai nữ nhân vị trí, Bạch Tô Tô đã khóa chặt. Căn cứ đáng tin tình báo, Yên Chi xã đại đương gia Uyển Thiên Thiên còn tại chữa thương, thực lực xa xa chưa từng khôi phục, cơ vốn có thể bỏ qua không tính, Bạch Tô Tô đưa nàng vứt bỏ bên ngoài, chỉ đem Tân Lâm coi như đối thủ chân chính. Cỗ này ẩn tàng phải rất sâu khí tức nguy hiểm, đến từ người khác. Chỉ thủy trong quán, trừ Tân Lâm Uyển Thiên Thiên bên ngoài, chỉ ít còn ẩn giấu đi một vị khác đỉnh tiêm cao thủ. Có lẽ, Minh Nguyệt làm có thể làm cho cái này ẩn giấu tuyệt đỉnh cao thủ hiện thân. Dù coi như thế, cũng vẫn là không được quyết định họ tác dụng. Đối với Diệp Vương này đến mục đích, Bạch Tô Tô lòng dạ biết rõ, là muốn phá hư chỉ thủy xem pháp trận, kết thúc bọn hắn đối Dung Thiên Tổ Sư thuật pháp công kích. Rất rõ ràng, Dung Thiên Tổ Sư cùng hắn nhóm tại trận này đấu pháp bên trong, triệt để ở vào hạ phong. Diệp Vương cùng Dung Thiên Tổ Sư ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó phi thường thần bí khế ước. Khế ước nội dung cụ thể, Bạch Tô Tô tự nhiên không được biết, nhưng có một chút nàng có thể đoán đến Dung Thiên Tổ Sư không thể chết. Thời khắc mấu chốt, Diệp Vương nhất định phải bảo đảm Dung Thiên Tổ Sư sinh mệnh an toàn. Trước đó, Bạch Tô Tô chưa hề đối Diệp Vương sinh ra qua bất luận cái gì hoài nghi, cùng Thiên Ưng tất cả cái khác giáo chúng đồng dạng, Bạch Tô Tô đối Diệp Vương kính nể cùng sùng bái xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Ở trong mắt nàng, Diệp Vương chính là vạn năng hóa thân. Nhưng mà, ở đây, đối mặt chỉ thủy xem, Bạch Tô Tô lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi Diệp Vương. Cho tới bây giờ, bọn hắn nhìn thấy đều chỉ là chỉ thủy xem bên ngoài lực lượng, thậm chí còn có chí ít một vị tuyệt đỉnh cao thủ ẩn núp trong bóng tối chưa từng hiện thân, Minh Nguyệt làm chưa chắc là vị này tuyệt đỉnh cao thủ đối thủ. Bạch Tô Tô mặc dù tự cao tự đại, cũng không cho là mình đối đầu Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên, có thể có nắm chắc tất thắng. Đơn giản như vậy tính toán một chút, mình một phương này, chân chính lực lượng cơ động, cũng chỉ còn lại có Diệp Vương. Thế nhưng là, đối phương hạch tâm lực lượng, lại là chỉ ít hơn ba gã có thể đánh bại Dung Thiên Tổ Sư cùng hắn nhóm đại cao thủ. Diệp Vương muốn cứu Dung Thiên Tổ Sư, liền nhất định phải đánh bại cái này ba tên đại cao thủ. Đây cơ hồ là không có khả năng. Diệp Vương mạnh hơn, lực lượng một người cũng không có khả năng vượt trên Dung Thiên Tổ Sư cùng hắn bốn tên thân truyền, tự nhiên càng không khả năng nhất cử đánh bại chỉ thủy xem ẩn giấu kia ba vị chân chính đại cao thủ. Diệp Vương cùng Thiên Ưng giáo, vậy mà gặp phải một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngươi xông vào không nổi. Diệp Vương tựa hồ đối với Bạch Tô Tô tâm tư rõ như lòng bàn tay, từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh như trước dị thường. Bạch Tô Tô im lặng, thừa nhận Diệp Vương nói rất có đạo lý. Bằng nàng lực lượng một người, thật hướng không tiến vào chỉ thủy xem, coi như Thiên Ưng giáo đã làm đến nơi đến chốn, cũng rất khó xông đi vào. Nhưng Bạch Tô Tô nhưng lại chưa tuyệt vọng,
nàng biết Diệp Vương tuyệt sẽ không xuất lĩnh bọn hắn chạy đến nơi đây đến đánh loại này không hiểu thấu tiêu hao chiến. Diệp Vương liệu sự như thần, tự nhiên cũng sớm đã tính tới chỉ thủy xem cường đại phòng vệ năng lực. Nếu không, cần gì phải khẩn cấp từ Tây Á đem trong giáo tinh nhuệ đều điều tới. Bất quá, xông vào không nổi cũng muốn hướng. Vua của ta, Bạch Tô Tô không khỏi sững sờ, chần chờ nói. Biết rõ là vô cố gắng, vì cái gì còn muốn làm. Xông hay không phải đi vào là một chuyện, muốn hay không hướng lại là một chuyện khác. Muốn phá, điên đảo tam tài tuyệt sát trận, còn có những biện pháp khác, không nhất định phải đối mặt Tiêu Phàm. Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, ngữ khí chắc chắn vô so. Chương 417, đương nhiên thích chính là túi ra. Bạch Tô Tô như là một đạo thanh phong, vô thanh vô tức quét tiến vào trang viên. Nàng là một cái duy nhất thuận lợi tiến vào chỉ thủy xem, không có có nhận đến bất luận cái gì cản trở thiên ưng sát thủ. Chỉ thủy xem đông bắc phương hướng, từ Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên phụ trách thủ vệ, lấy Tân Lâm làm chủ. Uyển Thiên Thiên tổn thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tạm thời còn không thể làm chủ yếu sức chiến đấu. Dù là như thế, hư nhược son phấn đỏ cũng tuyệt không phải ai cũng có thể không nhìn. Đoạt mệnh son phấn đỏ, trên giang hồ danh khí thực tế quá lớn. Uyển Thiên Thiên hư nhược chỉ là thân thể, cái khác giác quan năng lực nhưng chưa từng chút nào thoái hóa, Bạch Tô Tô nhất cử nhất động, bị Uyển Thiên Thiên thu hết vào mắt. Nữ nhân này là ai? Giống như tối nay đến không ít thân thủ cao siêu nữ hài nhi. Thật sự là tà môn. Uyển Thiên Thiên song mi cau lại, có chút kinh ngạc nói. Trước hết nhất cùng Văn Tư Viễn giao thủ, là một nữ nhân, trước đây không lâu cùng trấn thủ Đông Nam phương hướng Linh Vân Đại Sư giao thủ, cũng là một nữ nhân. Đồng thời tựa hồ cũng vẫn còn tương đối trẻ tuổi, thế mà lực kháng một đấu 10.000 cùng Linh Vân Đại Sư cái này hồi lâu, không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại đi tới Bạch Tô Tô, bước liên tục khoan thai, eo nhỏ doanh doanh, dáng người có lồi có lõm, niên kỷ cũng không lớn. Trên giang hồ thân thủ nhanh nhẹn nữ hài không phải số ít, nhưng võ thuật cao cường đến có thể độc đấu Văn Tư Viễn cùng thái cực môn đệ nhất cao thủ Linh Vân Đại Sư cô gái trẻ tuổi, quả nhiên là phượng mao lân giác. Uyển Thiên Thiên nếu như khỏi bệnh, ngược lại là có cái này năng lực. Vấn đề ở chỗ, son phấn chữ đỏ trấn phương Bắc giang hồ nói, đại danh đỉnh đỉnh, danh xương nữ ma đầu thứ nhất, có thể cùng nàng đánh đồng cô gái trẻ tuổi, có thể có mấy cái. Bỗng nhiên ở giữa, liền xuất hiện ba cái, vội vã tại chỉ thủy xem tụ tập. Việc này quả thật tà môn, Tân Lâm không rên một tiếng, chậm rãi từ trong mật thất đi ra, ngăn ở Bạch Tô Tô phía trước. Đã người ta nghênh ngang đi đến, Tân thiếu chủ cũng sẽ không núp trong bóng tối đánh lén. Bạch Tô Tô dừng bước, cắt nước song đồng nhìn từ trên xuống dưới Tân Lâm, lạc lạc một tiếng yêu kiều cười, nói Tân thiếu chủ. Tân Lâm xương cung mày nhẹ nhàng vén lên, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Bạch Tô Tô vừa nhìn thấy nàng, liền gọi thẳng Tân thiếu chủ, bởi vậy có thể thấy được, đối Tân Lâm xuất thân lai lịch, rất rõ ràng. Vấn đề là, Tân Lâm đối nàng không có nửa phần ấn tượng. Loại tình hình này, Tân Lâm rất không thích. Bạch Tô Tô tiếp tục nhiều hứng thú đánh giá Tân Lâm, vừa cười vừa nói a, à, xem ra ta hẳn là xưng hô ngài vì Tiêu phu nhân càng thêm phù hợp, hi hi. Tân Lâm sắc mặt chìm xuống dưới, nàng cũng không ngại Tiêu phu nhân cái danh hiệu này, nàng hiện tại, từ bên trong mà bên ngoài đều là Tiêu Phàm nữ nhân. Tân Lâm ngại là Bạch Tô Tô đàm luận việc này lúc loại kia trêu tức cùng khinh bạc thái độ. Tân Lâm họ Cách, so Văn Tư Viễn còn lạnh hơn, căn bản liền không thích người ta dạng này ngả ngớn nói chuyện cùng nàng. Nha, ngài tại cục dân chính làm việc đâu, chuyên môn phụ trách cho người ta phát giấy hôn thú. Tân Lâm không vui lòng, có người so với nàng còn không vui lòng. Uyển Thiên Thiên từ một bên chuyển ra, đùa vừa cười vừa nói, Tiêu phu nhân ta cũng muốn làm, nếu không, ngài cũng cho ta phát một giấy hôn thú được, ta mời ngài ăn kẹo mừng uống rượu mừng, còn không thu phần tử tiền, thế nào? Loại lời này, cũng liền Uyển Thiên Thiên có thể trước mặt mọi người nói ra, hào không kiêng kỵ. À, Uyển đại đương gia cũng tại, thất kính. Bạch Tô Tô linh động hai con người từ Tân Lâm trên thân chuyển rời đến Uyển Thiên Thiên trên mặt, vẫn như cụ tiếu dung chân thành. Bất quá Uyển đại đương gia, thật xin lỗi a, ngài hiện tại liền muốn làm Tiêu phu nhân, tư cách còn chưa đủ. Tối thiểu ngươi muốn cùng Tân thiếu chủ đồng dạng, lấy được tư cách như vậy, người ta cục dân chính mới tốt cho ngài phát giấy hôn thú đúng không? Uyển Thiên Thiên hai mắt khẽ híp một cái, lập tức lại giãn ra, vừa cười vừa nói, tỷ môn, công phu dưới rất đủ a, thành chúng ta điều tra cái ngọn nguồn rơi. Bất quá quang điều tra những vật này vô dụng, người tối nay không phải là muốn cùng chúng ta đàm phán a. Ngươi nếu là nghĩ nói chuyện phiếm, ta rất tình nguyện phụng bồi. Chỉ cần chủ tử của ngươi có thể gánh vác được thời điểm,
ta một điểm ý thấy không có. Uyển Thiên Thiên tác họ hai tay ôm ngực, không nháy mắt tiếp cận Bạch Tô Tô, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Không thể nghi ngờ, Uyển Thiên Thiên đem Bạch Tô Tô xem như dung thiên tổ sư thuộc hạ. Uyển Thiên Thiên như thế phân tích rất chính xác, mặc kệ Bạch Tô Tô là ai thủ hạ, nàng hiện tại đúng là vì giải cứu dung thiên tổ sư nguy nan mà tới. Bạch Tô Tô cũng không tức giận, nở nụ cười xinh đẹp, nói, đại đương gia, người bây giờ cũng chỉ có thể tâm sự. Ta khuyên ngươi hay là tránh qua một bên đi, tránh khỏi đợi sẽ động thủ ngộ thương đến ngươi, vậy liền không tốt. Uyển Thiên Thiên cười khanh khách, nói, vị đại tỷ này, xem ra ngươi đối theo ta hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. Như ngươi loại này phép khích tướng quá trò trẻ con, hay là không muốn xuất ra đến bêu xấu tốt. Ta chính là cái trộm mộ, ta làm việc cho tới bây giờ chỉ hỏi kết quả, không hỏi thủ đoạn. Ngươi ở đây nhiều trì hoãn một phút, chủ tử của ngươi liền nhiều một phân nguy hiểm. Xem chừng không bao lâu, nhà ta Tiêu Phàm là có thể đem chủ nhân nhà ngươi giải quyết hết. Nói thật với ngươi đi, ta liền sợ một sự kiện. Cứ việc biết rõ Uyển Thiên Thiên nói nhăng nói cuội chính là đang trì hoãn thời gian, Bạch Tô Tô vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, Uyển đại đương ra sợ cái gì? Cái này rất đơn giản a, ta liền sợ người ta nói ta không dễ nhìn. Nữ nhân nha, trọng yếu nhất chính là muốn dáng dấp đẹp mắt, khác ngược lại là không quan trọng. Đại tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Uyển Thiên Thiên vẫn như cũ cười hì hì, một ngụm một tiếng đại tỷ. Kỳ thật Bạch Tô Tô cứ việc thuật dịch dung cao minh, vẫn chưa lấy bản tướng gặp người, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, tuổi tác của nàng đại khái cùng Uyển Thiên Thiên tương đương. Bạch Tô Tô lập tức nghẹn lời, nhưng lại không thể không thừa nhận, Uyển Thiên Thiên nói rất có đạo lý, thật có đạo lý. Nếu như nàng Bạch Tô Tô không phải cái đại mỹ nữ mà là một đầu khủng long, dù là nàng lại bản sự thông thiên, lại vì thiên ưng giáo lập xuống công lao hãn mã, tin tưởng Diệp Vương đối nàng cũng tuyệt đối không phải là dưới mắt loại thái độ này. Nam nhân thích, chính là nữ nhân túi ra, chẳng lẽ còn sẽ thích nữ ngũ tạng lục phủ người không thành. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, quả thật có đạo lý. Cho dù là ở trước mắt loại này nguy cấp dưới tình hình, đài này hí vẫn như cũ khua chiêng gõ trống diễn. Tân Lâm cứ việc thân ở hí bên trong, lại là thờ ơ lạnh nhạt, không rên một tiếng, nhưng cũng không có ngăn cản Uyển Thiên Thiên cùng Bạch Tô Tô đấu võ mồm. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên tựa hồ thích hồ nháo, đại sự tuyệt đối không hồ đồ. Tình huống hiện tại chính là các nàng bên này kéo nổi, địch nhân kéo không nổi. Bạch Tô Tô vui lòng ở đây cùng Uyển Thiên Thiên nói chuyện phiếm đấu võ mồm, Tân Lâm liền vui lòng bên cạnh nghe tiếp. Uyển tỷ tỷ, người rất thông minh, son phấn đỏ danh bất hư truyền, là cái nhân vật. Ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cũng có người nói chuyện phiếm đấu võ mồm. Đáng tiếc a, hôm nay không được, hôm nay ta phải đi vào, ngăn cản bọn hắn. Bạch Tô Tô thở thật dài một cái, nói. Nhìn qua, Thanh Phong làm xác thực có mấy phần phiền muộn. Nàng thích Uyển Thiên Thiên họ cách, hết lần này tới lần khác lại đều vì mình chủ, giao không được người bạn này. Uyển Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói cô nương, ta biết ngươi vô cùng ghê gớm. Nhưng ngươi có phải hay không đánh giá quá cao mình rồi? Coi như ta cùng Tân tỷ tỷ để mở con đường, thả ngươi đi vào, ngươi cũng cái gì đều ngăn cản không được, cái gì đều cải biến không được. Bên trong mấy vị kia, hoàn toàn không phải ngươi có thể đối phó được. Mặc dù như thế, tổng cũng được thử một lần. Hai vị, đắc tội. Bạch Tô Tô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Bóng trắng lắc lư, tựa như một trận thanh phong, hướng về phía trước quét mà đi. Uyển Thiên Thiên chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi, bỗng nhiên ở giữa, một bộ trắng noãn lụa mỏng, liền đã thổi tới trước mặt mình. Bạch Tô Tô đem Uyển Thiên Thiên định là cái thứ nhất mục tiêu công kích. Rất hiển nhiên, trước mắt Uyển Thiên Thiên, so Tân Lâm yếu nhược, càng dễ đối phó một chút. Khi dễ người a, Uyển Thiên Thiên mân mê miệng, đích thì thầm một tiếng, cho thấy đối với Bạch Tô Tô bóp quả hồng mềm hành vi bất mãn hết sức. Thì thầm trong miệng, thủ hạ lại là không chậm chút nào, trong nháy mắt. Uyển Thiên Thiên trong tay nhiều một thanh màu đỏ nhạt đoản kiếm, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Tê một tiếng vang nhỏ, kia một bộ trắng noãn lụa mỏng bị gọt đi một góc, như là mây trôi, đảo ngược trở về. Bạch Tô Tô ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới trọng thương chưa lành Uyển Thiên Thiên, thân thủ cư nhưng đã nhanh nhẹn như vậy. Cái này lụa mỏng một kích, nhìn như bình thường, lại là nàng khổ luyện nhiều năm đòn sát thủ một trong, không biết có bao nhiêu người mắc lừa nhi. Liền chết tại cái này nhìn qua không có chút nào lực sát thương lụa mỏng phía dưới. Trong nháy mắt, liền bị Uyển Thiên Thiên một kiếm phá. Còn không có cùng Bạch Tô Tô thi triển chiêu thứ hai, trước mắt hồng quang lấp lóe, Uyển Thiên Thiên đã huy kiếm mà lên, kiếm thức liên miên bất tuyệt, kiếm tẩu thiên phong,
mỗi một nước đều hàm ẩn sát chiêu, chính là son phấn kiếm lợi hại kỹ xảo. Son phấn kiếm tại phương Bắc võ lâm lưu truyền mấy trăm năm, danh chấn đại giang Nam Bắc, lại một mực không phải đường đường chi trận chính chi sư, mà là đi nhập đề. Lịch đại son phấn kiếm dòng chính truyền nhân, tuyệt đại đa số đều là nữ tử, cùng người liều mạng nội lực cũng tốt, chiêu số cũng tốt, đều không phải nữ nhân am hiểu nhất. Lấy xa sắt ngắn kiếm tẩu thiên phong, phù hợp. Bạch Tô Tô tiêm tiêm tố thủ hướng cao ngất dưới bộ ngực sữa một chảo, rầm rầm một trận giòn vang, một đầu kiểu dáng kỳ lạ, tạo hình tinh mỹ màu trắng bạc nhuyễn tiên đã nắm ở trong tay, phất tay giơ roi, nháy mắt liền cùng son phấn kiếm giết làm một đoàn. Hai vị cô gái xinh đẹp nhi không có động thủ trước đó, cười nói tự nhiên, một cái so một cái ôn nhu đáng yêu, cái này vừa động thủ, lại chính là sinh tử tương bác, riêng phần mình đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều lấy ra, hận không thể lập tức liền lấy đối phương tính mệnh. Son phấn kiếm nhất đi lên liền xem như tiến công chiêu số, mũi kiếm chấp loạn, đem Bạch Tô Tô hoàn toàn bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng, dù là Bạch Tô Tô võ nghệ cao cường, trong lúc nhất thời cũng chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả. Uyển tỷ tỷ, thật hạ sát thủ a, không chơi với ngươi, nguyên lai tưởng rằng Uyển Thiên Thiên trọng thương chưa lành, như thế liên miên bất tuyệt thế công, tuyệt đối khó mà bền bỉ, ai ngờ một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, bốn phương tám hướng vẫn như cũ chỉ thấy nhạt hồng sắc kiếm quang. Như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, chống đỡ tương đương phí sức. Bạch Tô Tô không khỏi khẽ quát một tiếng, trong tay roi bạc bỗng nhiên vung lên, thân thể trong chớp nhoáng về sau vội vàng thối lui mà đi. Thanh phong làm thân pháp phiêu giật vô so, thoáng qua ở giữa, liền cùng Uyển Thiên Thiên kéo ra rất dài một khoảng cách, gót sen vừa nhấc, hướng bên cạnh ao hoa sen trên núi giả đạp đi. Hàn quang lóe lên, một đạo sắc bén vô so vũ khí, thẳng hướng Bạch Tô Tô cao ngất bộ ngực sữa đánh tới. Tốt không ngả ngớn, Tân tỷ tỷ, người chiếm ta tiện nghi a. Bạch Tô Tô một tiếng duyên dáng gọi to, thủ hạ lại là không chậm chút nào, roi bạc gấp múa, gót sen tại trên núi giả một điểm, phiêu nhiên hướng một bên bay đi. Cứ như vậy chậm phải dừng một chút, Uyển Thiên Thiên lại từ bên cạnh đánh tới. Binh khí giao kích thanh âm liên miên bất tuyệt, nháy mắt tam nữ giết đến khó hòa giải. Chương 418, Thiên Vu giải thể đại pháp. Giờ tí đã qua. Hư giữa không trung chém giết lại là càng ngày càng kịch liệt. Từ tử vi đế tinh bên trên giết dưới cột sáng, co lại nhỏ đến ba thước vuông, lại uyển như thực thể ngưng kết, mang theo trùng trùng điệp điệp thiên địa lực lượng, vào đầu chấn áp mà hạ. Cùng cột sáng đối kháng mãnh thú hư ảnh không còn là một đầu, mà là năm đầu. Một đầu khá lớn mãnh thú làm chủ, bốn đầu hình thể so sánh tiểu nhân mãnh thú làm phụ, liên thủ nhất trí, trong hư không liều mạng dây dưa cột sáng, dốc hết toàn lực muốn đem ánh sáng trụ suy yếu. Hủy diệt. Tây Sơn biệt thự trong mật thất, sư đồ năm người đều mồ hôi đầm đìa, sắc mặt thương bạch như tuyết, người người khóe miệng đều có vết máu. Lấy hắc sa che mặt ngũ sư muội, hắc sa phía trên cũng nhiễm phải giả sắc. Dung Thiên Tổ sư tay trái cua một đầu trắng toàn toát động vật xương đùi, tay phải ấn tại mãnh thú xương đầu phía trên, lòng bàn tay máu tươi rò rỉ tuôn ra, nguyên bản trắng toàn toát mãnh thú xương đầu đã biến thành màu đỏ nhạt, một cỗ gai mũi mùi máu tươi tràn ngập ở trong mật thất. Càng ngày càng là nồng đậm. Mãnh thú xương đầu hai mắt ở giữa vết rạn đã có ngón út phẩm chất, nếu như không phải Dung Thiên Tổ sư lấy tự thân tinh huyết không ngừng đổ vào, chỉ sợ viên này lấy suốt đời tinh lực cung phụng thần khí đã hủy. Dù là như thế, trải qua sau trận chiến này, kiện thần khí này cũng là tất hủy không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Dung Thiên Tổ sư đã không lo được cái này. Tốt một phen chiến đấu, năm đầu mãnh thú hư ảnh rốt cục đem ánh sáng trụ đánh tan. Tự thân cũng ở trong trời đêm hóa thành hư vô. Mỗi người đều dài thở dài một cái. Sau một khắc, Sabia ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt đại biến, liền âm thanh đều run rẩy lên. Sư phụ, mọi người vội vàng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức từng cái sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh tường hòa tử vi đế tinh, giờ phút này quang hoa lóa mắt, xa so bình thường sáng ngời nhiều, từng mảnh ánh sáng sáng tỏ màn, không ngừng đang đế tinh mặt ngoài xoay quanh bay múa. Thật giống như dùng bội số lớn kính thiên văn quan trắc mặt trời, có thể tại mặt trời mặt ngoài nhìn thấy từng đạo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Những này màn sáng dần dần tại đế tinh mặt ngoài ngưng tụ thành một đạo quang trụ, sáng tỏ chướng mắt. Lúc trước cột sáng, đều là từ chỉ thủy xem bên kia bắn về phía tử vi tinh, lại từ tử vi tinh bên trên phản xạ mà xuống, duy chỉ có lần này, cột sáng trực tiếp tại tử vi tinh bên trên ngưng tụ thành hình. Đây là đế tinh chi lực bị thôi vận đến cực hạn biểu hiện. Tây Ly giáo sư đồ 5 người, thể nội pháp lực sớm đã tiêu hao phải không sai biệt lắm, 10 đi thứ 9, lấy dưới mắt tình trạng,
hiển nhiên vô luận như thế nào đều khó có thể chịu đựng cái này kinh thiên nhất kích. Hừ, Dung Thiên Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức vặn vẹo thành cực kỳ dữ tợn bộ dáng, đột nhiên đứng dậy, đem trước mặt mãnh thú xương đầu hai tay nâng quá đỉnh đầu, miệng bên trong vội vã niệm chú, cổ lão chú ngữ thanh âm, ở trong mật thất phiêu đãng. Sa Bia bọn người vừa nghe đến loại này chú ngữ, đều đều mừng rỡ, như chỉ trong nháy mắt bị rót vào sức sống mới, nguyên bản đã tới gần khô kiệt đan điền khí hải, một lần nữa vì đó tràn đầy. Thiên Vu giải thể, A Ba Tư kêu lên sợ hãi. Thiên Vu giải thể là Tây Ly giáo trấn giáo thần công một trong, nhưng cũng là nhất cấm kỵ thần công. Cái gọi là Thiên Vu giải thể, tên như ý nghĩa, liền là thông qua bí thuật đem tự thân căn nguyên chi hỏa nhóm lửa, đem tất cả tiềm lực đều kích phát ra đến, làm đánh cược lần cuối. Cố nhiên uy lực lớn kinh người, hậu hoạn lại càng là vô tận. Vu sư một khi thi triển ra Thiên Vu giải thể, mặc kệ đấu pháp thắng bại như thế nào, chính mình cũng miễn không được công lực đại tổn, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, nặng thì toàn thân tinh nguyên hao hết, dầu hết đèn tắt mà chết. Tây Ly giáo hạch tâm đệ tử, mỗi người đều tu luyện qua cái này môn cấm kỵ thuật, lại ai cũng không dám tùy tiện thi triển. Bây giờ đến sống chết trước mắt, mắt thấy có toàn quân bị diệt nguy hiểm, Dung Thiên Tổ Sư lại cũng bất chấp những thứ khác, chỉ có thể thi triển Thiên Vu giải thể, cùng vô cực môn ra hỏa liều chết một trận chiến. Dựa theo Trung Nguyên Hán nhân những cái kia kẻ liều mạng lời nói đến nói chính là ra ra trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Dung Thiên Tổ Sư không những mình thi triển ra Thiên Vu giải thể, thậm chí thông qua cùng các đệ tử tâm mạch tương liên, lấy mạnh đại pháp lực đem bốn tên đệ tử căn nguyên chi hỏa cũng nhóm lửa. Trong lúc này, ai cũng không lo được sau này sẽ như thế nào, trước nghĩ biện pháp chống nổi trước mắt cửa này lại nói. Lập tức Sa Bia bọn người riêng phần mình cách làm, đem năm thánh tỏa long trận uy lực cũng kích phát đến cực hạn. Sau một lát, một con cao ba thước thấp mãnh thú bóng đen bỗng nhiên từ mật thất bên trong đằng không mà lên, hướng về xa xôi chân trời sao thiên lang thẳng bắn đi. Cho tới nay, Dung Thiên Tổ Sư đều ở cạnh năm thánh tỏa long trận uy lực đối kháng vô cực môn, cứ việc năm thánh tỏa long trận cũng đã trao đổi sao thiên lang, dù sao cũng là gián tiếp câu thông, không phải trực tiếp câu thông, uy lực lớn bị hạn chế. Lần này, đã Tiêu Phàm đã đem đế tinh chi lực thôi vận đến cực hạn. Dung Thiên Tổ Sư không trực tiếp mượn nhờ thiên lang chi lực, chỉ dựa vào năm thánh tỏa long trận là vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Chỉ là lấy hắn tình hình bây giờ, muốn trực tiếp câu thông thiên sói tinh, trừ triệt để kích phát thể nội tiềm lực, lại vô cách khác. Chỉ thủy xem trong mật thất, Đàm Hiên đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu đan hạc áo khoác, hai gò má bảy biện ra một loại cực không bình thường màu đỏ sẫm, chỉ là đấu đến cái này quang cảnh, thực tế là chỉ có tiến không có lùi. Đàm Hiên nhanh chóng lấy ra bên người một con nho nhỏ bạch ngọc bình, vặn ra cái nắp, đổ ra một viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ đan dược, nháy mắt mùi thuốc xông vào mũi, Đàm Hiên không chút do dự, ngửa cổ một cái, đem viên này màu đỏ đan dược nuốt xuống. Cách đó không xa nhị sư huynh Văn Thiên, ngồi xếp bằng, cả người đều bị một đoàn sương mù bao khỏa, không ngừng có mờ mịt bạch khí từ đỉnh đầu toát ra, dung nhập vào mỏng trong sương mù. Tiêu Phàm cũng đã đứng dậy, tay phải bấm quyết, trong miệng thì thào cầu nguyện. Dưới chân đạp trên thất tinh bắt đầu bước, vây quanh phòng chữ thiên trận cước, chậm rãi dạo bước, trên mặt bảo quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Càn khôn đỉnh miệng đỉnh hỗn độn đồ án, như là chiều hà sán lạn, diễm lệ vô so. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này đã chuẩn bị kết thúc, song phương đều đã dốc hết toàn lực, chuẩn bị một kích cuối cùng. Một kích này qua đi, thắng bại nhất định rõ ràng. Trên cơ bản, vô cực môn đã toàn diện chiếm thượng phong, không có gì bất ngờ xảy ra. Đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tầng hầm bầu không khí túc sát, trên mặt đất, chỉ thủy xem sớm đã tiếng giết một mảnh, giao chiến không bao lâu, liền bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong. Có Văn Tư Viễn thủ hạ người, cũng có Yên Chi xã người, Thiên Ưng giáo người cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tân Lâm từ Thất Diệu cung đưa đến chỉ thủy xem 6 tên đệ tử, tạm thời còn không có tham chiến, các nàng chú đóng ở tại cách Tân Lâm cách đó không xa, bên này ra Bạch Tô Tô, còn chưa từng xuất hiện những địch nhân khác. Bất quá loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Bóng đen chớp liên tục, từ xem bên ngoài trên đại thụ nhảy xuống 7-8 cái bóng người, tật như gió hướng về Thất Diệu cung đệ tử trấn thủ hành lang đánh tới. Nhóm người này thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, Tân Lâm cũng có thể phán đoán, mấy cái này bỗng nhiên giết ra đến bóng đen đều là một cùng một hảo thủ. Đây cũng là địch nhân đòn sát thủ sau cùng, cùng Văn Tư Viễn, Linh Vân Đại Sư, Tân Lâm. Yên Chi xã ba vị đương gia đều bị cuốn lấy về sau, mấy người này đâm nghiêng bên trong giết ra đến, thẳng đến mật thất dưới đất.
Cứ việc Tân Lâm tin tưởng cuối cùng này giết ra đến mấy người căn bản liền sẽ không là Tiêu Phàm sư huynh muội đối thủ của ba người, mấu chốt đấu pháp không thể bị nhiễu loạn. Chỉ bất quá hơi chần chờ, bên kia đã tiếp chiến, lập tức phát ra nữ tử kêu thảm thanh âm. Tân Lâm sắc mặt đột biến, đây là sáu cô thanh âm, vừa giao thủ một cái, sáu cô liền đã bị thương. Mặc dù sáu cô là Thất Diệu Cung chư nữ chi bên trong lớn tuổi nhất, thân thủ yếu nhất một vị, nhưng có thể bị liệt là Thất Diệu Cung nội đường đệ tử, phái tới hầu hạ Tân Lâm, vốn cũng không là tên soàng xính. Địch đến mạnh, còn tại mình ngoài ý liệu, Thiên Thiên, người cuốn lấy nàng. Tân Lâm vô cùng có quyết đoán, lập tức không chút do dự nói. Người yên tâm đi thôi, Uyển Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Bạch Tô Tô tuy mạnh, tại hai nữ liên thủ công kích phía dưới, cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, nhiều lần gặp nạn. Uyển Thiên Thiên có thương tích trong người, đơn đả độc đấu, đối đầu Bạch Tô Tô còn có chưa đến, chỉ là cuốn lấy Bạch Tô Tô một trận, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, cũng là không khó. Nếu như Uyển Thiên Thiên thân thể tốt đẹp, võ công phục hồi, Thanh Phong làm lợi hại hơn nữa, Uyển Đại Đương ra cũng là nghiêm nghị không sợ. Tân Lâm giả thoáng một kiếm, dưới chân một điểm, liền hướng Na bên cạnh vọt tới. Tân tỷ tỷ, đối thủ của ngươi là ta, chạy đi đâu? Lưu lại đi, Bạch Tô Tô nơi nào chịu theo, cười duyên một tiếng, trong tay Nguyễn Tiên hô một tiếng, quét ngang mà ra, bước lui Uyển Thiên Thiên, bá, liền hướng Tân Lâm phía sau rút đi. Tân Lâm một tiếng lạnh hừ, trở tay bắn ra, cũng không quay đầu lại, phi thân mà đi. Hàn quang điện thiểm, một viên phi đao bắn thẳng đến Bạch Tô Tô mặt. Bạch Tô Tô cong lại gảy nhẹ, phi đao kích xạ mà đi, không thấy bóng dáng. Như thế chậm phải dừng một chút, Tân Lâm sớm đã đi phải xa. Đạn chỉ thần thông, người cũng sẽ. Uyển Thiên Thiên thật lấy làm kinh hãi. Đạn chỉ thần thông cố nhiên không phải Tiêu Phàm độc môn võ công, nhưng Bạch Tô Tô cái này một cái xuất thủ, lại làm cho Uyển Thiên Thiên rất có cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng Tiêu Phàm đạn chỉ thần thông là một mạch tương thừa. Uyển tỷ tỷ, thứ ta biết nhiều đi, người sẽ rất giật mình. Bạch Tô Tô khanh khách một tiếng, Kiều Thanh nói. Thật sao, kia liền sử xuất đến để cho ta xem, nhìn xem ta sẽ như thế nào giật mình. Uyển Thiên Thiên cũng là một tiếng yêu kiều cười, cổ tay khẽ đảo, trong tay son phấn kiếm kéo ra vô số kiếm hoa, trồng chất, thẳng hướng Bạch Tô Tô ép đi, lại là cố gắng tiên cơ. Thoáng qua ở giữa, Tân Lâm đã đến sáu cô bên người, kiếm quang hắc hắc. Chính vùng vẩy binh khí hướng sáu cô gấp công một tên người áo đen lập tức liền luống cuống tay chân, suy, người áo đen đầu vai trúng kiếm, máu tươi văng khắp nơi, không khỏi quát to một tiếng, về sau vội vàng thối lui. Ngoài ý muốn ngay lúc này phát sinh, trong tầng hầm ngầm, ngay tại bước cương đạp đấu cách làm Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng bước, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một vòng cực độ thần sắc lo âu từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, kìm lòng không đặng kêu lên, già nhi, cẩn thận. Mật thất dưới đất cùng trên mặt đất kiến trúc là hai cái thế giới khác nhau, Tân Lâm bọn hắn nghiêm mật thủ hộ, chính là không thể để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy tại mật thất dưới đất cách làm Tiêu Phàm sư huynh muội ba người. Giữa hai bên, ngăn cách nghe nhìn, dù là như thế, Tiêu Phàm một tiếng này kêu gọi hay là rõ ràng vô cùng truyền đến Tân Lâm trong tai. Đáng tiếc, đã tới không kịp, Tân Lâm vừa mới huy kiếm công hướng một tên khác người áo đen, bỗng nhiên một cỗ khổng lồ vô so kinh lực như bài sơn đảo hải từ bên cạnh nàng vọt tới. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý ngút trời chợt vang lên, chính là Tân Lâm sớm đã quen thuộc, đồng thời kiêng kỵ vô so cổ sát cơ kia. Diệp Cô Vũ vậy mà xen lẫn trong một đám trong hắc y nhân, giết vào. Diệp Phương tận lực che giấu khí thức của mình, hiện trường lại hỗn loạn tưng bừng, Tân Lâm thế mà không có phát giác được Diệp Cô Vũ đã giết tới phụ cận. Tân Lâm cơ hồ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là phản xạ có điều kiện cầm trong tay Nguyễn Kiếm hướng về Diệp Cô Vũ đối diện ném đi. Sau đó chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn cự lực bỗng nhiên đánh trúng ngực, sát na như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, cả người như là diều đứt dây, hướng về nơi xa bay đi. Chương 419, truy sát. Diệp Cô Vũ một kích thành công, lập tức nhanh chân hướng về phía trước. Tân Lâm thân thể lá rụng bay ra xa 7, 8 mét, hướng về hành lang đập tới. Người tại không trung, Tân Lâm tay chân bất động, hiển nhưng đã hoàn toàn mất đi chi giác. Một đầu gầy cao bóng người như thiểm điện từ hành lang bên trong phi thân mà ra, duỗi ra thô to bàn tay, tại Tân Lâm trên thân một dựng, lập tức toàn thân kịch chấn, tóc thật dài bỗng nhiên bay bổng lên, đằng 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 liên tiếp lui về sau ba bước, mãnh lực dậm chân một cái này thân hình vừa đứng vững. Diệp Cô Vũ sau mi có chút sơ lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi ý. Người này vậy mà hóa giải hắn gia tăng tại Tân Lâm trên thân cự lực, chỉ là lui ba bước mà thôi. Võ công chi cao,
nội lực mạnh, thế chỗ hãn hữu. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả Diệp Cô Vũ đều rất ít gặp qua dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Người này khung xương thô to, dáng người thon gầy, thân cao cao, tóc dài xõa vai, chính là Ngũ Lôi trưởng truyền nhân chính tông Yến Tây Lâu. Yến Tây Lâu là Tiêu Phàm khẩn cấp từ Khánh Nam bên kia mời đến kinh sư đến, từ hắn tọa trấn chỉ thủy xem mật thất dưới đất lối vào. Bất luận kẻ nào muốn đi vào mật thất dưới đất, đều phải trước qua Yến Tây Lâu cửa này. Diệp Cô Vũ bỗng nhiên nổi lên nháy mắt, Yến Tây Lâu liền là phát giác được kia cỗ ngập trời sát cơ. Chỉ là Yến Tây Lâu vẫn như cũ không thể mở miệng nói chuyện, cũng liền không có cách nào nhắc nhở Tân Lâm. Trên thực tế, coi như hắn mở miệng nhắc nhở, cũng không kịp. Diệp Cô Vũ tận lực ẩn tàng hành tung, chỉ thủy xem duy nhất có thể nhìn thấu hắn loại này ẩn nặc thuật ba tên đại thuật sư, lại ẩn sâu lòng đất, toàn lực cùng Tây Ly giáo đại vu đấu pháp, ai cũng không thể chú ý tới mặt đất tình hình. Đối với Diệp Cô Vũ cái này tiềm ẩn uy hiếp, Tiêu Phàm cùng Văn Thiên sớm đã có phát giác, chỉ là hai người đều không hề nghĩ tới, lấy Diệp Cô Vũ thân phận, vậy mà lại ngầm thi đánh lén. Yến Tây Lâu nhẹ nhàng đem Tân Lâm dựa vào hành lang cột trụ hành lang buông xuống, nhanh chân hướng về phía trước, đón Diệp Cô Vũ mà đi. Rất rõ ràng, Diệp Cô Vũ mới là cái này một đám kẻ xâm nhập thủ lĩnh. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Không ngăn cản Diệp Cô Vũ, mặc cho hắn tại xem bên trong mạnh mẽ đâm tới, chỉ sợ trong khoảnh khắc, tuyệt đại bộ phân người thủ vệ liền muốn bị hắn độc thủ. Đạo lý này, Yến Tây Lâu hiểu được, Linh Vân Đại Sư cùng Văn Tư Viễn cũng đều hiểu được, lập tức bỏ qua một bên cùng mình chiến đấu Lưu Vân Sử, Minh Nguyệt làm, phi thân chạy về đằng này. Hô một tiếng, phong lôi lóe sáng, Yến Tây Lâu đối diện một trưởng, hướng Diệp Cô Vũ đánh tới, uy thế kinh người, phụ cận hai cái người áo đen, chỉ bất quá bị trưởng phong biên giới quét đến, liền lảo đảo quẳng qua một bên, không có chút nào kháng cự chi lực. Ngũ Lôi trưởng, Diệp Cô Vũ hai mắt nhíu lại, khẽ hừ một tiếng, trong đan điền lực nháy mắt nhấc lên, không tránh không né, cũng là một trưởng đánh ra, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai trưởng tương giao, lập tức cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Đây mới thực là cứng đối cứng, lấy lực đánh lực, không có chút nào mưu lợi chỗ trống, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người bại. Yến Tây Lâu kêu lên một tiếng đau đớn, đăng 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 liền lùi lại ba bước, nháy mắt đỏ mặt như máu, Diệp Cô Vũ thân thể lắc hai lần, rốt cục cũng lui về sau nửa bước, nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi gật đầu, nói, đã sớm nghe nói Ngũ Lôi trưởng là thiên hạ tuyệt học, hôm nay xem như lĩnh giáo, thịnh danh chi hạ, quả nhiên vô hư. Yến Tây Lâu hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức như thường, lần nữa nhanh chân đi tới, trong tiếng hít thở, hô, lại là một trưởng đẩy ra. A-di-đà Phật, thí chủ thật ác độc đoạn, một tiếng niệm Phật tuyên qua, Linh Vân Đại Sư đã phiêu nhiên đến phụ cận, một trưởng chậm rãi nhô ra. Phương hướng Tây Bắc, Văn Tư Viễn phi thân đuổi tới, không nói hai lời, cũng là một trưởng đánh tới, trưởng phong gào thét, uy thế kinh người. Diệp Cô Vũ như thế cao minh, rõ ràng không phải một người có thể địch. Cái này ngay miệng, sống còn, Diệp Cô Vũ lại đánh lén trước đây, lại là không cần nói cái gì giang hồ quy củ. Hòa thượng, người người xuất gia cũng tham dự những này thị thị phi phi, có tư cách gì nói ta ra tay ác độc. Diệp Cô Vũ cười lạnh một tiếng, đối mặt ba mặt mà đến trưởng lực, không che không ngăn, dưới chân một điểm, phi thân lui về sau đi, đồng thời ngửa mặt hét dài một tiếng. Nguyên bản đang cùng chỉ thủy xem thủ vệ giết đến khó hòa giải Thiên Ưng giáo giáo chúng, nghe tới cái này âm thanh thét dài, lập tức thu tay lại, như thủy triều hướng về xem bên ngoài rừng rậm thối lui, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Yến Tây Lâu, Linh Vân Đại Sư, Văn Tư Viễn ba người ba trưởng, đều đánh vào không trung, thấy hoa mắt, đã không gặp Diệp Cô Vũ tung tích. Một kích thành công, nói đi là đi, lập tức bước ra trở ra, hào nghiêm túc. Ba người không khỏi đều trố mắt tại nơi đó. Tuyệt đỉnh cao thủ như Diệp Cô Vũ, vậy mà như thế tiểu nhân hành vi, bỗng nhiên tới lui, mảy may cũng không phải nam tử hán đại trượng phu diễn xuất, hiển nhiên ba người đều không hề nghĩ tới. Liền ở thời điểm này, vô tận thiên khung xa xa tử vi tinh mặt ngoài, cột sáng rốt cục thành hình, quang hoa lóa mắt, trực tiếp hướng về Tây Sơn biệt thự thiểm kích mà xuống, sao thiên lang mặt ngoài, thì là hắc khí lượn lờ, một đầu huyền như thực thể mãnh thú hư ảnh nháy mắt ngang qua cuồn cuộn chân trời ngân hà, cự trảo vung vẩy, bỗng nhiên nhào về phía cột sáng. Lại hét dài một tiếng truyền ra, mang theo vô tận phẫn nộ chi ý, chỉ thủy xem trong mật thất dưới đất, ba cái bóng người vọt ra, một trước hai về sau, không chút nào dừng lại, phi thân hướng về Diệp Cô Vũ thối lui phương hướng đuổi theo. Văn Tư Viễn thấy rõ ràng, xông vào trước nhất bên cạnh, chính là Tiêu Phàm. Trong lúc này, Tiêu Phàm toàn lực thi triển,
sư huynh muội ba người thực lực chân chính, hoàn toàn bày ra. Văn nhị thái gia tuy mạnh, dù sao cao tuổi, cuối cùng không bằng chính đang tráng thịnh Tiêu Phàm. Hư giữa không trung, mãnh thú bóng đen vẫn chưa cùng cột sáng dây dưa bao lâu, không có đến tiếp sau lực lượng chèo chống, trong chốc lát, nhìn như cường đại vô so cột sáng liền hao hết năng lượng, tại không trung hóa thành điểm điểm quang hoa, tan ra bốn phía. Mãnh thú bóng đen ngửa mặt lên trời há mồm, có vẻ như dài giống một tiếng, lập tức cũng hóa thành từng tia từng sợi hắc vụ, tiêu tán tại không trung. Lạc một tiếng, Dung Thiên Tổ sư hai tay dâng viên kia mãnh thú xương đầu nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đống xương phiến, phiêu linh mà hạ. Dung Thiên Tổ sư há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động hai lần, thẳng tắp hướng về phía trước bổ nhào. Sabia Ba Tư cùng tứ đại vu thánh, cũng từng cái há mồm thổ huyết, ngã trái ngã phải, trở nên cực kỳ uể oải không chịu nổi. Trận này kinh thiên đại chiến, đến tận đây rốt cục có một kết thúc, nếu không phải thời khắc mấu chốt đối phương không có tiếp tục đuổi giết, Tây Ly giáo chỉ sợ muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt. Dù là như thế, hiện tại cũng tuyệt không thoải mái. Hán nhân nam tử một bên thổ huyết, một bên lên dây cót tinh thần đứng lên, lảo đảo đi tới Dung Thiên Tổ sư bên người, ra sức đỡ dậy sư phụ, thở hào hển đối Sabia nói, đại sư huynh, này mà không thể ở lâu. Giang Đạo Minh ngăn không được Tiêu Phàm bao lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, khụ khụ. Mặc dù hắn không hiểu rõ chỉ thủy xem bên kia tình huống cụ thể, nhưng Tử Vi Đế tinh toàn lực vận chuyển, thế mà kế tục không còn chút sức lực nào, sau một kích không có tiếp tục đuổi giết, khẳng định là bởi vì Giang Đạo Minh ở bên kia làm ra động tĩnh lớn, đem Tiêu Phàm Văn Thiên bọn người kinh động, không thể không bứt ra đi ứng đối Giang Đạo Minh. Nhưng mà loại tình huống này rất không an toàn, Giang Đạo Minh mạnh hơn, muốn ứng đối Tiêu Phàm sư huynh đệ mấy người liên thủ công kích, cũng tuyệt khó bền bỉ. Vì bọn họ tranh thủ đến thời gian, cực kỳ có hạn. Sabia mặc dù lòng dạ hẹp hòi, dù sao không phải bao cỏ, cũng biết lúc này sống còn, quyết không thể chần chờ do dự, lúc này nhẹ gật đầu, cưỡng ép đem đến bên miệng một ngụm máu tươi nuốt trở vào, gần mệt kiệt lực chào hỏi ngoài cửa tiến đến. Trong chốc lát, số chiếc xe phân biệt lái vào màn đêm đen kịt bên trong, dần dần từng bước đi đến, cả tòa Tây Sơn biệt thự đều trở nên trống rỗng, sẽ không còn được gặp lại một bóng người. Chỉ thủy xem bên kia, Tiêu Phàm tại trong rừng rậm chạy vội như bay, trên thân vẫn như cũ hất lên đan hạc bát quái áo khoác, như nước dưới ánh trăng, kim sắc bát quái đồ án chiếu lấp lánh, cực kỳ lóa mắt lóa mắt. Thiên Ưng giáo giáo chúng lui bước tốc độ mặc dù cực nhanh, làm sao Tiêu Phàm tới càng nhanh. Còn chưa hoàn toàn rời khỏi rừng rậm, Tiêu Phàm liền đã đuổi theo. Thời khắc này Tiêu Phàm cũng không tiếp tục là hòa nói ôn nhu nhã nhặn, mặt mang mỉm cười thần sắc, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, trong hai mắt, huyết sắc oánh nhiên, lóng lánh phẫn nộ đến cực điểm quang mang, một cỗ nồng đậm sát cơ, từ Tiêu Phàm toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông cuồn cuộn không tuyệt bước ra. Siêu siêu hai tiếng nhẹ vang lên, hai nói bóng người màu trắng bỗng nhiên từ rậm rạp tán cây bên trong giết ra, trong tay quơ chủy thủ đen xì, người còn chưa tới, một cỗ khiến người buồn nôn mùi tanh hôi vị liền xông vào mũi. Đây là tôi lấy kịch độc chủy thủ, gai gỗ di chuyên dụng ám sát công cụ. Năm đó ở Tây Á địa khu, không biết có bao nhiêu chính khách cùng phú hào, chết tại gai gỗ di loại này ngâm độc chủy thủ phía dưới. Mắt thấy Tiêu Phàm như cuồng phong truy sát mà đến, khoảng cách càng kéo càng gần, cái này hai tên Thiên Ưng sát thủ không thể không lưu lại đánh chặn đánh. Tiêu Phàm trong mắt huyết quang lóe lên, cổ tay rung lên, cong lại gảy nhẹ, hai điểm hàn tinh xẹt qua trong rừng rậm đêm đen như mực không, lóe lên liền biến mất. Hai nói bóng người màu trắng hừ đều không hừ một tiếng, đảo bổ nhào ngã xuống đi, thi thể va chạm mặt đất, phát ra hai tiếng trầm thấp trầm đục. Vừa đối mặt, hai tên tinh nhuệ liền hồn phi thiên bên ngoài, nhưng lại chưa hù sợ những người khác, lại có hai tên không chút do dự dừng bước lại, đón Tiêu Phàm vọt lên. Kết quả của bọn hắn cùng trước hai tên giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, ngay cả Tiêu Phàm thân thể đều không thể tới gần, liền che lấy cổ, xoay người mới ngã xuống đất, biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Tiêu Phàm thủ hạ, kia không dung tình chút nào. Một tên Thiên Ưng giáo trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng dừng bước, bỗng nhiên xoay người lại, hai mắt, gắt gao tiếp cận bám đuôi truy sát mà đến Tiêu Phàm, cùng bị giết chết bốn tên thuộc hạ đồng dạng, người trưởng lão này trong tay cũng nắm thật chặt một thanh đen nhánh ngâm độc chủy thủ. Phí Tát Nhĩ, lui ra. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh lại kiên định mệnh lệnh truyền vào trưởng lão trong tai. Nghe tới đạo mệnh lệnh này, Phí Tát Nhĩ ngay cả nửa phân kháng cự chi ý đều không có, cung kính trả lời một tiếng, xoay người rời đi. Đã đến rừng rậm bên ngoài, Diệp Cô Vũ xoay người, nhàn nhạt nhìn qua lao vùn vụt tới Tiêu Phàm, toàn thân sát khí không che giấu chút nào.
ba tên dáng người uyển chuyển xinh đẹp nữ hài, thành hình bán nguyệt đứng ở sau lưng hắn, từng cái bình thức tính khí, chỉ có váy áo màu trắng tại trong gió đêm tịch tịch rung động. Tiêu Phàm tại cách Diệp Cô Vũ cách đó không xa dừng bước lại, lạnh lùng nhìn sang, toàn thân trên dưới, đồng dạng tràn đầy sát phạt chi khí. Tiêu trưởng giáo, người thật khiến ta thất vọng. Diệp Cô Vũ cũng đang nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, mang theo điểm điểm mỉa mai chi ý, chậm rãi nói. Chương 420, gặp nhau không bằng không gặp không lo mạng tiếng Trung. Giang Đạo Minh, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn qua Diệp Cô Vũ, lạnh lùng nói. Người biết ta, Diệp Cô Vũ song mi dương lên, Tiêu Phàm gắt gao tiếp cận Diệp Cô Vũ, trong mắt như muốn phun ra lửa, lạnh lùng nói, là ta lỗi của mình, ta căn bản liền không nên tin tưởng ngươi, không nên tin tưởng ngươi phẩm hạnh. Ta lúc đầu cũng không có để ngươi tin tưởng, người trong giang hồ, lại đem tiền đặt cược đặt ở người khác phẩm hạnh phía trên. Đương nhiên là ngươi lỗi của mình. Diệp Cô Vũ thanh âm cũng biến thành lạnh như băng. Tiêu Phàm ngậm miệng lại, bát quái đàn áo choàng trống mà lên, một cỗ khổng lồ vô song áp lực bỗng nhiên từ hắn trên người tuôn ra, cuồn cuộn mà trước, trực áp đối diện bốn người. Đang chuẩn bị mở miệng trắng Tô Tô chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, vừa lời đến khóe miệng bị ngạnh sinh sinh ép trở về, không khỏi hãi nhiên biến sắc. Loại cảm giác này, nàng đã nhiều năm không từng có qua. Diệp Cô Vũ khóe miệng vẩy một cái, một vòng cười nhạt ý nổi lên, chậm rãi nói, Tiêu trưởng giáo, thật muốn ở chỗ này cùng ta động thủ. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có dạng này đầy đủ thời gian à? Tiêu Phàm không khỏi khẽ giật mình, đã bị lửa giận đốt cháy đầu não nháy mắt lạnh yên tĩnh, yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Cô Vũ nhìn thoáng qua, ống tay áo phất một cái, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, như là mũi tên, hướng về chỉ thủy xem bay đi, thậm chí so lúc đến còn muốn nhanh chóng. Diệp Cô Vũ nói đến một điểm không sai. Hắn thật không có thời gian ở đây cùng người dây dưa. Lại cũng không có chuyện gì, so Tân Lâm sinh tử càng quan trọng. Siêu, Tiêu Phàm vừa rời tách đi, trong rừng rậm bóng người lắc lư, Văn Nhị Thái ra trước sau chân chạy tới, liếc mắt liền thấy Diệp Cô Vũ, tuyết trắng thọ lông mày bỗng nhiên bốc lên, trên mặt lộ ra 10 điểm vẻ khiếp sợ. Ngũ sư đệ, Diệp Cô Vũ cười nhạt một tiếng, hai tay ôm quyền, hướng Văn Thiên chắp tay, chậm rãi nói, nhị sư huynh, biệt lai vô giảng. Quả nhiên là ngươi, Văn Thiên hít một hơi thật sâu, nói, đương nhiên là ta, đổi thành người khác, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đạp tiến vào chỉ thủy xem. Văn Thiên thần sắc lập tức trở nên lãnh đạm, nhíu mày nói, ngũ sư đệ, ngươi bây giờ còn gọi ta một tiếng nhị sư huynh, như vậy ngươi liền tự nhận hay là vô cực truyền nhân. Đã như vậy, tại sao phải tấn công chỉ thủy xem? Chẳng lẽ ngay cả sư phụ ngay cả tổ tông đều không nhận rồi sao? Nhị sư huynh. Coi như ta còn tự nhận là vô cực truyền nhân, vô cực môn còn nhận ta à. Diệp Cô Vũ lại cười lạnh một tiếng, nói, khóe miệng lại một lần nữa hiện lên một tia trào phúng ý cười. Văn Thiên sắc mặt chìm xuống dưới, lạnh lùng nói, ngũ sư đệ, cớ gì nói ra lời ấy. Hắc hắc, nhị sư huynh, chuyện năm đó, ngươi so ta rõ ràng. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, ta có điểm kia so Tiêu Phàm kém. Luận thuật pháp tạo nghệ, luận võ thuật tu vi. Tiêu Phàm phương diện nào vượt qua ta rồi? Luận quyền mưu trí kế, luận giang hồ thủ đoạn, hắn càng là kém xa. Dựa vào cái gì hắn có thể kế thừa trưởng giáo y bát, mà ta lại chỉ có thể đi xa đại mạc biên hoang? Không phải ta muốn khi sư diệt tổ, là sư phụ có lỗi với ta trước đây. Diệp Cô Vũ nói, thanh âm dần dần xúc động phẫn nộ. Trắng Tô Tô bọn người không khỏi liếc nhau, đều hãi nhiên. Đi theo Diệp Vương nhiều năm như vậy. Các nàng còn chưa hề tại Diệp Vương miệng bên trong nghe được lời như vậy ngữ, thế mà tràn ngập ủy khuất. Tại các nàng trong mắt, Diệp Vương chính là trời, chính là thần, là chế định hết thảy quy tắc người, thời thế hiện nay, ai còn có thể cho hắn khí thụ? Ai còn có thể để cho hắn ủy khuất, quá phá vỡ, nói hưu nói vượn, Diệp Cô Vũ lời còn chưa dứt, Văn Thiên chính là một tiếng gào to, thanh sắc câu lệ. Sư phụ năm đó đối người ân đức đa trọng, không có sư phụ dạy bảo, có thể có ngươi hôm nay. Người cái này một thân bản sự, đều là sư phụ tân tân khổ khổ dạy dỗ đến, sư phụ có cái gì có lỗi với người địa phương. Không có để ngươi làm trưởng giáo, liền là có lỗi với ngươi. Ngươi đây là cái gì logic, vô cực trưởng giáo, duy người có đức chiếm lấy. Tiêu Phàm so ngươi trẻ tuổi, thuật pháp tạo nghệ, võ thuật tu vi, đều không kém ngươi. Trọng yếu nhất chính là, hắn trạch tâm nhân hậu, có thể tuân theo sư phụ dạy bảo, làm nhiều việc thiện, rộng tích âm công. Đây mới là vô cực môn truyền thừa mấy ngàn năm mà không suy sụp nguyên nhân căn bản. Quyền mưu trí kế, sắp tâm thủ đoạn, đều chẳng qua là tiểu đạo thôi. Đại đạo chi cực,
giảng cứu chính là một cái, nhân chữ. Ngươi sát tâm quá nặng, tư tâm quá nặng, cùng chúng ta vô cực môn môn quy giáo nghĩa, đi ngược lại. Vô cực môn giao đến trong tay của ngươi, ngươi sẽ đem vô cực môn dẫn hướng phương hướng nào? Chỉ bằng vào ngươi hôm nay cái này sở tác sở vi, khi sư diệt tổ, ngươi liền không xứng làm trưởng giáo. Sư phụ năm đó không thanh y bát truyền cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi tâm thuật bất chính. Văn Thiên Nghĩa chính từ nghiêm, tức giận quát lớn. Nhị sư huynh, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. Diệp Cô Vũ cũng giận tím mặt, quát. Ta nhìn ngươi vào cửa, nhìn xem ngươi lớn lên, ta làm sao liền không có tư cách giáo huấn ngươi rồi. Ngươi có biết hay không, năm đó ngươi ở bên cửa oai đạo bên trên càng chạy càng xa, sư phụ ra sao cùng thương tâm. Sư phụ trên người ngươi hoa tâm huyết là nhiều nhất, so tại tiêu vào tiểu sư đệ trên thân tâm huyết còn nhiều hơn. Sư phụ lúc đầu đã quyết định muốn đem y bát truyền cho ngươi, thế nhưng là cùng ngươi ba năm, ngươi đều kiên quyết không chịu quay đầu, ngươi đem sư phụ tâm đều tổn thương thấu. Cho đến ngày nay, ngươi cũng dám nói là sư phụ có lỗi với ngươi, không phải ngươi thật xin lỗi sư phụ. Như vậy, ngươi cũng nói ra được. Văn Thiên mày râu đứng đấy, nổi giận nói. Diệp Cô Vũ lập tức lạnh yên tĩnh, cười lạnh, nói, nhị sư huynh, ngươi nói ta sát tâm quá nặng, tư tâm quá nặng, ta cũng không cùng ngươi cãi lại. Ngươi hỏi ta nếu là làm trưởng giáo, sẽ đem vô cực môn lĩnh hướng phương nào? Vậy ta cũng hỏi ngươi một câu, một cái chú định có mệnh vô tướng người, một cái chú định ứng kiếp lịch khó người, sinh mệnh còn ăn bữa hôm lo bữa mai, lại có thể đem vô cực môn lĩnh hướng phương nào? Hừ, có mệnh vô tướng, lời này không sai, nhưng cũng phải nhìn nhìn, người ta là cái gì mệnh cái gì tướng. Lại nói, trưởng giáo sư đệ tướng mệnh đến cùng như thế nào, lúc trước ngay cả sư phụ cũng không thể hoàn toàn có thể thấu. Cho đến ngày nay, trời cơ che đậy chi lực như thế nặng nề, ngươi lại dựa vào cái gì có thể đem lời nói được khẳng định như vậy. Thiên tử mệnh từ trước đều là khó khăn nhất tướng. Về phần ứng kiếp lịch khó, chính ngươi tu chính là cướp khổ tướng, ngươi hẳn là so ta nhìn càng thêm minh bạch. Trưởng giáo sư đệ sau khi bị thương, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tìm về tu la đạo, cùng ác quỷ nói, thất lạc khẩu quyết pháp tướng. Những vật này, chúng ta vô cực môn tìm hơn ngàn năm, chẳng được gì, bây giờ thời gian mấy tháng. Tìm về 5 cái khẩu quyết pháp tướng, cái này chẳng lẽ không phải thiên ý à? Đủ để chứng minh, trưởng giáo sư đệ phúc duyên thâm hậu. Văn Thiên mở miệng một tiếng trưởng giáo sư đệ, Diệp Cô Vũ vừa mới khôi phục một điểm sắc mặt bình tĩnh lại trở nên âm trầm xuống. Trong lúc thời khắc, chính thống chi tranh, Văn Nhị Thái gia đương nhiên tuyệt nghiêm túc. Coi như lui 10.000 bước nói, trưởng giáo sư đệ đoản mệnh chết hiểu, cái kia cũng không có gì. Dạng này sự tình, tại chúng ta vô cực môn trong lịch sử. Cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trưởng giáo truyền nhân, nhất định phải trạch tâm nhân hậu, lập thân đoan chính, đây là lớn nhất đạo. Cái này nói kiên trì nổi, vô cực môn liền có thể tiếp tục truyền thừa ngàn vạn năm, mãi mãi cũng sẽ không bị đào thải. Ngũ sư đệ, quyền mưu lừa dối thuật, chỉ có thể đạt được tại nhất thời, không thể được xính tại một thế. Ngươi thiên tính thông minh, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này đều không rõ à? Nhanh còn quay lại cho kịp, còn kịp, nói đến đây. Văn Thiên ngữ khí trở nên 10 điểm khẩn thiết, nhìn về phía Diệp Cô Vũ ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong chi ý. Hừ, nhị sư huynh, loại lời này, người hay là cầm đi lừa gạt tiểu hài tử đi. Từ xưa người thành đại sự, liền không có một cái là cổ hủ bừng bừng, cổ hủ người. Thiên chi kiêu tử, ai không phải giết người đầy đồng, tích thi như núi. Tống tương công như thế đồ con lợn như nhân nghĩa, có thể cảm hóa được người trong thiên hạ sao? Đã sư phụ năm đó không chịu đem y bát truyền cho ta, ta liền sáng tạo một cái mới giáo phái ra, mà lại nhất định sẽ so vô cực môn càng thêm hưng thịnh. Ta chính là muốn chứng minh cho hắn nhìn xem, đến cùng là hắn sai, hay là ta sai. Diệp Cô Vũ nói, đầu lâu cao cao ngang lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tại trắng tô tô bọn người trong mắt, trước mặt Diệp Vương, cùng ngày thường Diệp Vương, quả thực là tưởng như hai người. Từng có lúc, Diệp Vương sẽ tại như thế hỉ nộ hình ra vô sắc. Các nàng tự nhiên không biết, đây là bởi vì trước kia, không có bất kỳ người nào đáng giá Diệp Vương đi hướng hắn sắc giận. Những người kia tại Diệp Cô Vũ trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, Diệp Cô Vũ như thế nào lại hướng về một bầy kiến hôi đi tú ưu việt. Tại Diệp Cô Vũ trong suy nghĩ, thời thế hiện nay, có thể cùng hắn đánh đồng người, thực tế quá ít. Cũng chỉ có ngày xưa vô cực đồng môn như thế giải rác mấy người mà thôi. Hiện nay Diệp Cô Vũ, tại Văn Thiên trước mặt Diệp Cô Vũ. Mới là hắn diện mục thật sự. Văn Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, so vô cực môn càng thêm hưng thịnh, quả thực là trò cười. Chỉ bằng lấy người đêm nay mang tới những người này,
ngoại trừ ngươi mình, còn có ai có thể đem ra được? Ngươi rời đi Trung Nguyên cũng có 20 năm đi, thời gian 20 năm, ngươi liền nuôi dưỡng như thế một nhóm người. Diệp Cô Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm ngửa mặt lên trời cười to Văn Thiên, lạnh lùng nói, nhị sư huynh, môn hạ của người, trừ một cái Văn Tư Viễn, còn có ai có thể đem ra được? Trung thực nói cho ngươi, sư huynh đệ chúng ta một đôi một, Hoàng Hải Văn ra, không ra một ngày, liền sẽ bị ta nhổ tận gốc. Văn Thiên con ngươi, bỗng nhiên co vào, chậm rãi nói, ngũ sư đệ, đơn thuần vũ lực, có lẽ ngươi nói không sai. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có tại phương diện này dưới quá nhiều công phu. Quốc gia hoàn cảnh lớn không cho phép, dù coi như thế, ngươi cho rằng ngươi khai sáng cái này giáo phái, liền có thể thắng được vô cực môn. Ngươi không nên quên, vô cực môn cũng không phải là giang hồ môn phái, truyền thừa là thuật pháp đại đạo. Vô cực môn mấy ngàn năm truyền thừa, hơn 10.000 môn nhân đệ tử tâm huyết, một mình ngươi, mấy chục năm khoảng chừng liền có thể vượt qua. Đây không phải trò cười là cái gì, ta biết ngươi thiên phú cực cao, thế nhưng là ngươi thật chẳng lẽ coi là... Chúng ta lịch đại tổ sư, đều là một đám thùng cơm a. Nhị sư huynh, ta không ở nơi này cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, sự thật như thế nào, chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ thấy. Cáo từ, Diệp Cô Vũ hai tay chắp tay, quay người liền đi. Thanh Phong Ba làm không nói một lời, theo thật sát. Siêu một tiếng, Văn Tư Viễn từ trong rừng cây phi thân mà ra, rơi vào Văn Thiên bên người, nhẹ giọng nói, sư phụ, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Văn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói, lưu lại người khác dễ dàng, lưu lại Giang Đạo Minh, quá khó. Thế nhưng là, không có gì có thể đúng vậy, chúng ta đi về trước đi. Văn Thiên vung tay lên, đánh gãy Văn Tư Viễn lời nói, quả quyết nói. Không có người so hắn đối Giang Đạo Minh thực lực càng hiểu hơn, tại Tiêu Phàm không tham chiến tình huống dưới, dù coi như giờ phút này chỉ thủy xem tất cả cao thủ đồng thời xuất động, đem Thiên Ưng giáo cái khác giáo chúng toàn bộ tiêu diệt. Cũng khả năng không lớn giữ lại được Giang Đạo Minh. Huống hồ, Tiêu Phàm là sư đệ của hắn, Giang Đạo Minh trung quy cũng là sư đệ của hắn, sát phạt quyết đoán như Văn Nhị Thái gia, cũng cảm thấy vô so khó giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.